Cái đoạn video kia chính là đoạn video quay cảnh Franklin xông vào phòng Marie phu nhân. Tần Lạc sau khi lấy được đoạn video này thì đưa phần phim âm bản cho Jackson, còn đâu sao ra một bản đưa cho Thái công dân. Nói thật, Tần Lạc vốn cho là chuyện này đã xong, không còn liên quan gì tới mình nên vô luận bọn họ xử lý như thế nào hắn cũng không có quyền quyết định, nhưng không ngờ Thái công dân lại đi hỏi hắn. Chuyện này theo cháu nghĩ thì các ngài đã sớm thương lượng và có kết quả rồi chứ? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Cơ bản là tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu một chút. Thái công dân nói. Tần Lạc trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu như đứng trên quan điểm cá nhân thì cháu hy vọng đoạn video này có thể được công khai, bởi vì nó cho thấy một số người đang có âm mưu nhằm vào Trung Y. Tuy nhiên cháu cũng biết là nếu giữ bí mật đoạn video này thì tác dụng có khả năng còn lớn hơn một ít, cho nên, cháu phục tùng quyết định của quốc gia. Thái công dân cười gật đầu rồi nói. Tôi đã bảo hậu vệ đông thông báo cho các cấp truyền thông họp báo vào 3 giờ chiều nay để cậu TH6 ong báo tin tức. Phú quý về quê, nếu như không lăng xê cậu một chút thì đây không phải là cẩm y dạ hành sao? Cậu cũng nên chuẩn bị một chút, xem nên dùng ngôn từ thế nào để quảng cáo bản thân đi. Tôi cũng sẽ tham gia buổi họp này. Tần Lạc cười hắc hắc nói. Bộ trưởng, nếu không ngài phát biểu vài câu quảng cáo cho cháu đi. Nếu để cháu tự khoa trương chính mình thì thật sự thấy khó mở miệng quá. Cậu cũng có lúc biết xấu hổ sao? Thái công dân cười nói. Trước kia cậu tự khoa trương chính mình chẳng phải là rất tốt sao? Lần này thật ra cũng không cần cậu phải khoa trương gì, mà chỉ cần ăn ngay nói thật, đem kinh nghiệm của mình kể lại một chút là được rồi. Những ký giả kia so với chúng ta thì họ chuyên nghiệp hơn nhiều. Rõ rồi à? Tần Lạc gật đầu nói. Buổi tối tôi sẽ tổ chức tiệc rượu chúc mừng. Tiệc này sẽ mời nội bộ Bộ Y tế để mừng công, đến lúc đó lão Cố, lão Lý cũng tới, đồng thời tất cả những người cùng đi với cậu cũng sẽ được mời dự. Tần Lạc đối với cái này không có ý kiến gì, hắn nói thêm. Thái bộ trưởng, cháu còn có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Cháu hy vọng tất cả những cán bộ đi theo cháu lần này đều có thể được khen thưởng. Cháu sở dĩ có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể thiếu được công lao của bọn họ. Nếu như không có trợ giúp của bọn họ sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hơn nữa Tiểu Linh vì giúp tôi mà ngay cả cà vạt của Jackson cũng dám kéo. Bọn họ đều một lòng vì quốc gia đồng bào. Tôi rất cảm kích. Vấn đề này không cần cậu lo lắng. Thái công dân cười to nói. Yên tâm đi, tất cả tôi đã sắp xếp xong rồi. Mỗi người đều được khen ngợi. Trừ cậu ra là không có biện pháp khen thưởng, còn những người khác vẫn là rất dễ dàng an bài. Nghe Thái công dân đã sắp xếp xong xuôi, Tần Lạc lúc này mới yên lòng. Lúc hắn đi thì oanh oanh liệt liệt, mà lúc trở về lại rất yên ắng. Cái này bởi vì Tần Lạc trở về đột ngột, truyền thông trong và ngoài nước đều không có bất luận tin tức gì, hơn nữa là hắn được chuyên cơ đưa về nước, lúc về đến Yến Kinh đã là 4 giờ sáng, cho nên hiện tại truyền thông Yến Kinh thậm chí cũng không biết là Tần Lạc đã trở về rồi. Nghe nói Tần Lạc muốn tổ chức họp báo tại Bộ Y tế, hơn nữa Bộ trưởng Thái công dân cũng tham gia đại hội, đám phóng viên kia đều lên cơn điên cuồng. Nói giỡn, hiện tại trong nước người nổi tiếng nhất là ai? Hiện tại trong nước người đáng chú ý nhất là ai? Hiện tại trong nước người được chú ý thảo luận nhất là ai? Đó chính là Tần Lạc. Thời gian gần một tháng qua, Tần Lạc chính là khách quen của tất cả thế giới truyền thông. Vốn là chuyện Phó Tổng thống Mỹ Jackson vì mẹ tầm y nhưng bị hắn vô tình cự tuyệt, sau đó là Jackson tư vạn dặm xa xôi đến Hoa Hạ mời hắn khiến cho sự tình lên đến cao trào. Tần Lạc rốt cuộc bị hắn làm cho cảm động mà đáp ứng chữa trị. Nếu như sự tình cứ như vậy mà xong thì khó trách khỏi có chút đầu voi đuôi chuột, lại để cho khán giả khắp nơi trên thế giới có chút thất vọng. Tần Lạc sau khi đi Mỹ về lập tức tổ chức họp báo công bố bệnh Marie phu nhân là không thể cứu. Đang lúc mọi người nháo loạn thành một đoàn thì lúc đó hắn lại nói để tôi thử xem. Cảm giác háo hức chờ xem lại lên đến cao trào, trong lúc khắp nơi đang đợi tin tức thì Jackson lại tuyên bố Tần Lạc trị liệu thất bại, không chỉ không thể làm Marie phu nhân khôi phục mà còn làm cho bệnh tình nặng thêm. Tuy nhiên khi đó Tần Lạc trả lời phỏng vấn đã nói đây là có âm mưu nhằm vào hắn. Rồi sau đó, Jackson lại đứng ra tuyên bố bệnh tình của Marie phu nhân đã được chữa trị, đồng thời tỏ vẻ áy náy và cảm kích Tần Lạc. Đem tất cả những sự kiện này ghép lại tuyệt đối có thể dựng thành một bộ phim đặc sắc. Tên phim có thể gọi là kế trúng kế, so với bộ hỏa toàn cầu kia còn muốn đắc khách hơn một ít. Còn hiện tại hắn đã trở về rồi, ai có thể cự tuyệt lời mời như vậy? Hơn nữa đám phóng viên đã dự những buổi họp báo trước kia của Tần Lạc đều mừng rỡ như điên, bởi vì bọn họ biết rõ phong cách của hắn.
đây không phải là một kẻ thích ba hoa nói nhảm mà ngôn từ lần nào đều rất mãnh liệt. Bộ Y tế lần này đã phát 300 giấy mời thế nhưng lại có tới 600 người tới. Cũng may cho bọn họ là chuyến này Thái công dân không hạn chế bất luận nhân vật nào của giới truyền thông đi vào. Thời gian khai mạc buổi họp báo còn chưa đến mà trong phòng đại hội nghị đã chật ních. Bởi vì lần này xác định tin tức phát ra sẽ rất hấp dẫn nên số lượng nhân viên công tác và bảo vệ được bố trí dày đặc tại hội trường, cũng vì vậy cho nên các phóng viên cũng không châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm như thường lệ mà cơ bản đều trầm mặc chờ đợi nhân vật chính đến. Đúng 3 giờ chiều, Tần Lạc và Thái công dân xuất hiện tại cửa ra vào. Không biết có phải là do Thái công dân tận lực an bài hay không mà lần này Tần Lạc lại đi phía trước Thái công dân. Hai người vừa xuất hiện tại cửa ra vào thì trong hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần Lạc, vậy mới tốt chứ, làm cho đẹp mắt vào. Tần Lạc, chúng tôi ủng hộ anh, biết rõ anh sẽ không thất bại. Tần Lạc, con gái tôi nhờ chuyển cho cậu một câu, nó nói nó thích cậu. Sau này muốn lấy cậu. Danh tiếng của Tần Lạc đúng là vô địch, đám ký giả này không thèm để ý đến vị quan lớn Thái công dân nghiêm túc và trang trọng đi theo sau lưng Tần Lạc mà nhiệt tình xúm vào chào hỏi ca tụng Tần Lạc. Tần Lạc mỉm cười rất là hưởng thụ cảm giác như vậy. Tần Lạc và Thái công dân sau khi nhún nhường một phen thì cuối cùng Tần Lạc ngồi ở vị trí chủ tọa còn Thái công dân ngồi bên cạnh hắn, giống như là một nhân vật phụ vậy. Cái này lại khiến cho không ít phóng viên âm thầm kinh hãi. Thái công dân thật đúng là rộng lượng, đối với vị bác sĩ trẻ tuổi này thật có lòng nâng đỡ. Xem ra, hai người bọn họ có quan hệ không tầm thường. Tần Lạc và Thái công dân nhỏ giọng nói vài lời, sau đó hắn mở microphone nói. Thật cao hứng được gặp lại các vị hoặc có thể nói là rất may mắn còn được gặp lại các vị. Nếu chuyến đi Mỹ của tôi thất bại thì các vị cũng sẽ điên cuồng bất quá khi đó tâm tình của chúng ta khẳng định là không sung sướng như hiện tại. Toàn trường cười to. Quả nhiên, cho tới bây giờ lời dạo đầu của Tần Lạc đều không để cho bọn hắn thất vọng. Các vị cũng biết rõ, tôi không phải là một người thích ba hoa cho nên quy củ vẫn giống như trước đây. Các vị đặt vấn đề, tôi trả lời. Thời gian kỳ hạn là nửa giờ. Đương nhiên, các vị cũng có thể hỏi Thứ trưởng Thái công dân nhưng thời gian đồng dạng cũng chỉ có nửa giờ. Vì sao không tách ra, mỗi người nửa giờ? Có phóng viên hay nói giỡn hỏi. Không thể quá tiện nghi như vậy. Tần Lạc nói, các vị muốn dùng nội dung một ngày phỏng vấn để viết một năm bản thảo đúng không? Mọi người cười. Tốt rồi, hiện tại có thể hỏi được rồi. Tần Lạc nói, các vị có thể giơ tay để hỏi. Vị cán bộ bên cạnh tôi đây sẽ phụ trách việc điểm danh. Các vị bắt đầu có thể hỏi được rồi. Người đầu tiên được lên hỏi là một nữ phóng viên trung niên đeo kính, bà ta lộ ra vẻ phi thường kích động nói. Chúc sứ khỏe Thái Bộ trưởng và Tần Lạc tiên sinh. Tôi có vấn đề này muốn hỏi Tần Lạc, khi anh ở Mỹ đã từng nói qua một câu đây là âm mưu lần thứ nhất nhằm vào tôi, chúng tôi rất ngạc nhiên, âm mưu này rốt cuộc là cái gì? Tại sao cậu lại nói ra những lời này? Tần Lạc nở nụ cười, vị nữ phóng viên này rất sắc bén, vừa lên đã đưa ra vấn đề khó có thể trốn tránh và lại không thể không tận lực trả lời. Bởi vì giữa kết quả tôi kỳ vọng với thực tế lại khác nhau quá lớn. Trải qua đợt trị liệu cho Marie phu nhân tôi biết rõ huyết tụ trong não của bà ta đã được xua tán đi, chỉ cần một chút thời gian nữa là có thể tỉnh lại, trong khi đó Jackson tiên sinh có thể lại nghĩ rằng hiện tượng nôn ra máu là dấu hiệu bệnh tình nặng thêm. Công sức của tôi không được hồi báo xứng đáng vì vậy tự nhiên tôi cho rằng đây là âm mưu của bọn họ nhằm vào tôi. Tần Lạc tiên sinh, vào thời điểm Jackson tuyên bố anh chữa trị thất bại thì trong nước có không ít người nhảy ra nói anh chỉ là kẻ giỏi lấy lòng người khác. Là bác sĩ dựa vào lăng xê mới nổi lên. Đối với những quan điểm này, anh có gì muốn nói không? Lúc Jackson tuyên bố Tần Lạc trị liệu thất bại có không ít người, kể cả một số chuyên gia giáo sư nổi danh công khai công kích Tần Lạc, nói hắn chỉ là một minh tinh điện ảnh, thích hợp làm trong ngành giải trí hơn. Tần Lạc lúc ấy không ở trong nước nhưng sau khi trở về Lâm Thanh Nguyên cũng đã kể lại cho hắn những chuyện này. Sau khi về nước tôi mới biết được chuyện này. Tần Lạc nói. Tôi muốn dùng một câu thơ để trả lời những người này. A hát, anh còn có thể làm thơ sao? Ha ha, cái gì thơ à? Ngay cả Thái công dân cũng lộ vẻ mặt hiếu kỳ quay sang nhìn Tần Lạc, hắn cũng chưa nghe nói Tần Lạc còn là một tài tử văn học. Ta là cánh hoa sen trắng noãn, hé ra cho thế nhân xấu hổ mỉm cười. Tần Lạc lớn tiếng ngâm, hai mắt chợt sáng rực lên như lang tinh, đôi mà kiếm nhướng dựng lên. Chương 1307 Vĩnh viễn không thể chuộc tội. Núi Hy Phượng. Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần,
cây cối tươi tốt, dưới chân núi có một mảnh mộ địa, Lâm Tứ được an táng ở chỗ này. Đây là vị trí mà Tần Lạc và Lâm Hoán Khê chạy đi chạy lại mất 2 ngày mới chọn ra được. So với những khu mộ địa nổi danh kia thì ở đây có chút lạnh lẽo thanh tĩnh hơn một ít. Lâm Hoán Khê nói Lâm Tứ ưa thích chỗ này thì Tần Lạc tự nhiên là không phản đối. Không có cảnh đám tang ầm ĩ, cũng không có mời thân hữu. Chỉ có đám người Tần Lạc, Lâm Hoán Khê, Lâm Thanh Nguyên, còn có bối bối nữa, chỉ có 4 người bọn họ tới. Cha mẹ Lâm Tứ đã sớm qua đời, thân nhân thì đều đang ở phương xa nên không có biện pháp mời bọn họ tới tham gia tang lễ. Huống hồ, đã nhiều năm như vậy rồi, cho dù mời thì bọn họ cũng chưa chắc đã tới. Đem cho cốt bỏ vào quan tài chôn xuống, tâm tình Tần Lạc cũng chợt trầm xuống. Tử vong là vĩnh viễn chia ly, đây là chuyện đau thương nhất của con người. Bối bối lạp nắm tay Tần Lạc nhỏ giọng hỏi, ba ba, người chôn ở đây là ai ạ? Là bà ngoại của con, Tần Lạc nói. Bà ngoại ư, bà ngoại nào ạ? Tần Lạc không biết trả lời ra sao bởi vì bối bối căn bản là chưa gặp qua Lâm Tứ. Hắn cũng không có biện pháp nói cho tiểu hài nhi này câu chuyện tàn nhẫn như vậy. Là mẹ của mẹ con, Tần Lạc nhỏ giọng nói, con chưa gặp bà nhưng bà là một người tốt. Như vậy a hát, bối bối gật đầu nói, con muốn dập đầu lại bà có được không? Được chứ, Tần Lạc đau lòng ôm chặt bối bối vào lòng nói. Sau khi đám công nhân dựng bia lên, coi như mộ của Lâm Tứ đã xong rồi. Tần Lạc lấy tiền trả thù lao cho đám thợ xong thì đuổi họ đi rồi dẫn đầu đoàn quỳ xuống dập đầu. Nói thật, cá nhân hắn đối với Lâm Tứ cũng không có cảm tình gì sâu sắc bởi vì hai bên chưa từng gặp mặt, hơn nữa ấn tượng trước kia đối với bà cũng không tốt. Thậm chí còn phi thường chán ghét. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng gì đến sự tôn trọng của Tần Lạc đối với bà, nhớ lại thì bà là một bà mẹ vĩ đại, chuyện bà làm được phi thường vĩ đại. Nói sau cùng, bà đã cứu nữ nhân của mình một mạng. Chỉ bằng vào điểm này, trong lòng Tần Lạc phải cảm kích bà cả đời. Nếu như Lâm Hoán Khê xảy ra chuyện gì thì hắn vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Tần Lạc quỳ xong thì bối bối cũng bắt chiếc quỳ xuống. Cô bé quỳ gối trước bia, hai tay họp thành chữ thập trước dập đầu sau đó đứng dậy họp thành chữ thập. Ti yêu hài tứ làm chuyện gì đều khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu, mặc dù vẻ mặt cô bé rất chăm chú. Lâm Hoán Khê đứng ở đằng kia không nhúc nhích, cô nhìn danh tự trên tấm bia trầm mặc không nói gì mà cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Thanh Nguyên nặng nề thở dài, tiến về phía trước một bước đi đến cạnh Lâm Hoán Khê nói, Hoán Khê, ông cũng muốn bái tạ mẹ con một cái. Nó người tốt và cũng là người mẹ tốt, ông không thể dạy dỗ được con mình, là ông hại mẹ con. Lâm Hoán Khê không nói lời nào đứng bất động. Hoán Khê, ông biết trong lòng con còn khó chịu, cha con không phải là một món đồ, mẹ con thật vất vả mới tìm lại được thì lại phát sinh chuyện như vậy. Trong lòng ông cũng rất khó chịu. Lúc trước khi mẹ con muốn đi Mỹ ông đã khuyên nó nên đi. Ai biết chuyến đi này dĩ nhiên lại trở về như vậy, sớm biết như vậy thì nói gì ông cũng không cho nó đi. Tính tình của nó bướng bỉnh nhưng lại là người rất tốt. Ông cho rằng nó đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, khi ở lại Yến Kinh buồn bực mà sinh ốm. Không nghĩ tới lại là hại nó, Lâm Từ, Lâm gia chúng ta phải xin lỗi con. Lâm Thanh Nguyên hai dòng nước mắt tuồn đầy mặt, khó có thể tự kiềm chế. Lâm Hoán Khê đi lên nắm tay Lâm Thanh Nguyên nói, ông, cái đó không có liên quan gì tới ông đâu. Hoán Khê, mạng của cháu quá là khổ, quá khổ sở, Lâm Thanh Nguyên nắm tay cháu gái nước mắt giàn giụa nói, là ông trời đối với cháu quá bất công. Quá bất công rồi. Ông, cháu không đau khổ đâu, Lâm Hoán Khê nói, cháu còn có người thương yêu, có Tần Lạc, có bối bối, cháu vẫn rất ổn mà. Cô chỉ mộ Lâm Tứ nói, chỉ có bà là quá khổ thôi. Cháu thực hối hận. Chứng kiến Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê nhìn nhau rơi lệ, bối bối cũng chợt khóc òa, cô bé đi lên ôm lấy chân Lâm Hoán Khê hô to, mẹ, sao mẹ lại khóc? Đừng khóc nữa, mẹ khóc con cũng muốn khóc theo đó. Lâm Hoán Khê ngồi xổm xuống giúp bối bối lau nước mắt sau đó nhìn Tần Lạc nói, anh đưa ông và bối bối ra xe trước đi. Tốt, Tần Lạc đồng ý, hắn biết rõ Lâm Hoán Khê muốn được yên tĩnh ở lại một chút. Bối bối không chịu đi nhưng bị Tần Lạc bế sốc lên thì mới khóc lóc ly khai. Lâm Hoán Khê chậm rãi quỳ xuống, nặng nề dập đầu 3 cái. Lúc cô ngẩng lên thì 2 mắt đã đẫm lệ. Mẹ, cô hô to, âm thanh đau thương thảm thiết như tiếng đỗ quyên than khóc. Ánh mặt trời hừng hực giống như là muốn đem mặt sàn xi măng nung chảy ra vậy. Thế nhưng trong mái hiên vẫn có một người đàn ông nằm trên ghế ngủ.
Nam nhân này bộ dạng anh tuấn nhưng trên mặt lại đầy vết sẹo, trong đó một lỗ tai bị mất mà vết nứt lại hiện lên dấu vết răng cắn, giống như là bị người ta dùng răng cắn nứt vậy. Tần Lạc đầy cứa đi đến rồi nhìn đại đầu nói, tìm một chỗ uống trà đi. Không cần để ý đến tôi. Đại đầu đi rồi Tần Lạc đi đến bên cạnh kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Cảm giác được bên cạnh có người, nam nhân kia từ trong giấc mơ bừng tĩnh lại. Thấy Tần Lạc mồm hắn há to ra nhưng lại không nói được lời nào. Tỉnh chưa? Tần Lạc cười hỏi. Tôi không biết cậu tới. Nam nhân cả lăm nói, bộ dáng rất sợ hãi, xem ra hắn cực kỳ sợ gia hỏa trẻ tuổi trước mặt này. Không sao, Tần Lạc nói, cảm giác ngủ nướng qua giờ ngọ đúng là an nhàn ngang thần tiên. Nam nhân kia không tiếp lời thì bởi vì hắn không biết nói cái gì. Đừng nhìn thằng nhãi này nói chuyện cũng người khác cười tủm tỉm, một khi nói sai cái gì chính là mưa to gió lớn nổi lên. Tôi chỉ muốn đến thăm ông, Tần Lạc nói. Cảm ơn, trung niên nam nhân cảm kích nói nhưng trong lòng hắn càng thêm bất an. Nếu như có thể thì hắn thật sự hy vọng cả đời này không phải gặp lại Tần Lạc. Người cần phải chết thì lại không có chết, người không phải chết thì lại chết rồi. Tần Lạc cảm thán nói, ông nói xem vận mệnh có phải là quá không công bình hay không. Trung niên nam nhân rất cố gắng muốn nặn ra vẻ mỉm cười thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào thì vẻ cười của hắn cũng khó coi không khác gì khóc. Hắn đã hiểu, thằng nhóc này tới đây là muốn bới móc đây. Lâm Tứ chết rồi, Tần Lạc nói, tôi vừa mới an táng xong, tôi đặc biệt nhớ và muốn tới thăm ông một chút. Đã chết rồi à? Trung niên nam nhân sắc mặt khẽ đổi, sự kinh ngạc cũng thương tâm của hắn có vẻ không giống như giả vờ. Chết rồi, Tần Lạc nói, vì bảo vệ cho Hoán Khê mà chết. Trước kia Hoán Khê hận bà ấy, ta cũng hiểu lầm bà ấy, thậm chí còn hoài nghi bà ấy bị người ta mua chuộc, ngay cả con gái mình cũng không buông tha. Tần Lạc nhìn lỗ tai đứt của trung niên nam nhân kia nói, một chuyến đi Mỹ cuối cùng đã làm cho mọi việc rõ ràng. Bà ấy không phải bị người ta mua chuộc mà là vì muốn bảo vệ con gái mình mà bị ép gia nhập với bọn chúng. Tại thời khắc mấu chốt nhất đã dùng mạng mình thay cho mạng con gái. Ông cảm thấy bà ấy có vĩ đại không? Nam nhân kia không đáp lời. Có phải là đang mặc cảm hay không? Tần Lạc cười hỏi. Đúng vậy, nam nhân kia khàn giọng đáp. Hắn xác thực là đang mặc cảm. So với hành động của mình thì bà ta thật sự là quá vĩ đại. Lâm Tứ dùng tánh mạng của mình để bảo vệ con gái còn hắn lại lấy danh phận người cha để đi kiếm tiền. Cho nên, dọc đường ta vẫn suy nghĩ vì sao người chết lại không phải là ông. Tần Lạc vừa cười vừa nói, về sau chứng kiến cảnh ông không có việc gì, chỉ có ăn no ĩnh bụng rồi ngủ vùi tôi càng thêm tức giận. Ông nghĩ xem, vì cái gì mà ông sung sướng như vậy? Tại sao ông không trần trọc suy nghĩ một chút, sao ngủ không yên, ăn không ngon, cả đêm gặp ác mộng, thân thế gầy chỉ còn xương bọc ra? Sao không thể thảm để cho mọi người cao hứng? Tôi không thể giết ông. Tần Lạc thở dài nói, đây là chuyện buồn bực nhất. Cậu giết tôi đi, Lâm Hách Huy nói. Ông nói nghiêm túc đấy chứ? Đúng vậy, Lâm Hách Huy gật đầu nói, cậu cảm thấy tội sống còn có ý nghĩa gì sao? Có nhà thì không thể về, có con gái lại không thể nhận nhau, làm nhiều chuyện sai như vậy mỗi khi nhớ tới, nếu như chết mà có thể giảm bớt lỗi thì tôi cũng nguyện ý chết đi. Ông có biết hay không? Tần Lạc vừa cười vừa nói, nếu như vừa rồi ông biểu hiện ra vẻ trốn tránh hoặc là lên tiếng cầu khẩn thì tôi không ngại giết chết ông mặc dù lúc đối mặt với Hoán Khê tôi cũng sẽ hơi áy náy. Nhưng biểu hiện của ông không tệ, làm cho tôi rất hài lòng. Tần Lạc nói, nếu như ông không làm nhiều chuyện ác như vậy thì tôi sẽ đưa ông đi gặp Hoán Khê, gọi ông là nhạc phụ, cả nhà chúng ta cũng nhau ăn cơm. Có một người cha thì Hoán Khê cũng sẽ không thương tâm như hiện tại. Tôi có thể gặp nó được không? Lâm Hách Huy thanh âm khàn khàn nói, nước mắt chảy ướt hai gò má. Không thể được, Tần Lạc cự tuyệt nói, tôi đến chỉ muốn nói cho ông biết một ít tình huống, cho ông về sau mỗi ngày đều tự trách hơn nữa là vĩnh viễn không thể chuộc tội được. Chương 1308, còn có chuyện như vậy. Có phải ông cảm thấy tôi rất tàn nhẫn hay không? Nhìn vẻ mặt Lâm Hách Huy im lặng Tần Lạc cười hỏi. Hắn biết loại hành vi này rất quá mức. Cũng rất nhàm chán thế nhưng chứng kiến Lâm Hoán Khê hai mắt sung đỏ từ mộ địa đi về, nhìn cô thương tâm gần chết, nhìn mặt cô không còn chút huyết sắc nào, nhìn cô trên đường trầm mặc, bối bối có gọi thì cô cũng chỉ là dùng sức ôm chặt vào lòng, nhìn cô như cái xác không hồn về đến nhà liền đi vào phòng đóng cửa thì trong lòng Tần Lạc tựa như là bị kim đâm vậy. Hắn đột nhiên lại nhớ tới Lâm Hách Huy và muốn đến nhìn ông ta. Nếu như vị phụ thân này xứng đáng, nếu như hắn mất tích nhiều năm mới tìm về,
nếu như hắn không làm ra cái loại chuyện bán tình cha con lấy tiền, có chút tình thương của cha thêm vào, cho dù chỉ là một chút thì Lâm Hoán Khê cũng sẽ không bi ai đến mức này. Thế nhưng hết thảy chỉ là tưởng tượng của Tần Lạc, trên thế giới này không có cái gì lè nhếu như. Tôi chỉ là quá khó chịu nên muốn tìm người chia sẻ một chút, Tần Lạc nhìn Lâm Hách Huy rồi nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới ông. Loại công việc không tốt này tự nhiên là phải tìm ông để chia sẻ. Tuổi trẻ đúng là cái gì cũng không hiểu, sau khi đọc 3 năm bản kinh phát thì lại nói lại giống như cũng chưa nói cái gì. Lúc trước, tôi tôn sùng sự khoan dung, cảm thấy trên thế giới này không có người nào và sự việc nào là không thể khoan dung. Hiện tại kinh lịch khá hơn rồi thì lại cảm thấy khoan dung như vậy là tàn nhẫn. Là tàn nhẫn đối với những nạn nhân của kẻ được khoan dung kia, bọn họ bị thương tổn chỉ có thể đạt được sự đồng tình. Kẻ làm chuyện xấu lại nhận được sự tha thứ. Các người không cần khoan dung tôi, Lâm Hách Huy cảm kích xúc động cắt ngang lời Tần Lạc mà nói, hai hốc mắt hắn ướt đẫm, từng giọt nước mắt lớn lăn theo gò má xuống đất, các người không cần khoan dung cho tôi. Tự chính mình tôi cũng sẽ không khoan dung cho bản thân. Tôi là tội nhân, tôi là tội nhân, tôi đã làm những việc thiên lý không dung, cho dù phải chết cũng không xóa được. Tôi thực sự xin lỗi Hoán Khê, thực sự xin lỗi Lâm Tứ, cũng xin lỗi cha tôi. Tôi đâu còn mặt mũi cầu xin các người khoan dung. Tôi đã làm những việc kia, vô luận các người làm cái gì đều là trừng phạt tôi đúng tội. Tôi không xứng đáng làm cha Hoán Khê, không xứng làm con của cha tôi, cũng không xứng làm nhạc phụ của cậu. Bịch một tiếng, Lâm Hách Huy quỳ rạp xuống trước mặt Tần Lạc nói, tôi biết rõ, các người hận tôi. Tôi cũng hận tự bản thân mình, tôi không xin cậu để cho đi gặp Hoán Khê, như vậy sẽ chỉ làm nó càng thêm tức giận. Tôi muốn cầu xin cậu cho tôi đi thăm Lâm Từ. Để tôi đến trước mộ phần dập đầu mấy cái đầu xin thứ tội. Tần Lạc, tôi van cầu cậu đó. Đời này tôi không có cơ hội báo đáp ân đức của cậu nhưng kiếp sau nguyện làm trâu ngựa cho cậu. Ông vẽ cái bánh nướng thật đúng là xa. Tần Lạc cười lạnh nói. Tôi hiện tại không có cái gì, cũng chỉ có cái tính mạng này. Nếu như cậu muốn thì tùy thời đều có thể lấy đi. Tần Lạc, tôi chỉ muốn đi thăm bà ấy, muốn biết bà ấy được chôn cất ở đâu. Lâm Hách Huy lo lắng Tần Lạc không đáp ứng vì vây mà liên tục dập đầu đồng 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 mấy cái không ngẩng đầu lên. Tần Lạc nhấc chân bỏ đi. Mặc dù Lâm Hoán Khê không nhận người cha này, mình cũng không nhận hắn làm nhạc phụ thế nhưng hắn dù sao cũng là cha Lâm Hoán Khê, là trưởng bối. Tần Lạc, tôi xin cậu, chỉ cần cậu cho tôi đến, ta có thể lập tức chết ở trước mộ phần, cậu không cần phải động thủ giết ta. Tôi sẽ tự sát, tôi có sống cũng là tự tra tấn mình. Tra tấn chính mình cũng là tra tấn các người. Nhìn hắn mặt mũi đầy nước mắt, trên trán máu huyết bê bết thì Tần Lạc nhếch miệng nở nụ cười nói, tôi có thể đáp ứng với ông. Tần Lạc nói, tối nay tôi sẽ cho người đưa ông đi. Cảm ơn, Lâm Hách Huy cảm kích không thôi, càng thêm dùng sức dập đầu. Dùng sức một chút cũng tốt, Tần Lạc nói, bà ấy chứng kiến bộ dáng này của ông nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôi nói cho ông biết, bà ấy gia nhập tổ chức kia chính là vì muốn trả thù ông. Bất quá, sự tình phát sinh thay đổi, bà ấy không thể trả thù được ông mà lại thành bảo vệ con gái mình. Lúc đi bà ấy rất an tường, trên mặt còn mang theo nụ cười. Cái này không có nghĩa là bà ấy tha thứ cho ông mà hẳn là bà ấy cho rằng mình đã được một chuyện trọng yếu. Trong lòng của bà ấy con gái có vị trí lớn nhất. Tôi là tội nhân, tôi là tội nhân, Lâm Hách Huy gào khóc, một người như vậy mà cũng có thể khóc đến mức đất rung núi chuyển làm cho Tần Lạc rất vui mừng. Tần Lạc đi ra cửa thì thấy đại đầu đang đứng đó. Buổi tối đưa hắn đi thăm mộ địa, Tần Lạc nói. Dạ đại đầu đáp ứng nói. Tần Lạc gật đầu rồi nhấc chân đi ra ngoài. Đúng lúc hắn chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa thì bước chân chợt khẽ dừng lại rồi khe khẽ thở dài nói, đừng cho hắn chết. Tại Long Vương Tiểu Viện, Tần Lạc vừa cảm thấy quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen thuộc là bởi vì hắn đã tới vô số lần, đối với mỗi một bông hoa một ngọn cỏ nơi này đều nhớ rõ. Lạ lẫm là vì tại cửa ra vào có một tên phế nhân nằm. Mỗi lần Tần Lạc đến cửa ra vào Long Vương Tiểu Viện đều có một loại cảm giác rất quái dị. Hoàng Thiên Trọng nhân vật danh Trấn Yến Kinh năm đó đúng là cam tâm làm một tên phế vật, an tâm trở thành cả giữ cửa cho Long Tức. Hơn nữa, người hắn lúc trước hận nhất chính là Long Vương nhưng sau khi bị người ta bẻ gãy tứ chi thì hận ý lại biến mất hay sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Bất quá, Tần Lạc cũng đứng lại chỗ cửa ra vào lâu. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi liền đẩy cửa tiến vào tiểu viện. Tuy nhiên Hoàng Thiên Trọng ngay cả hào hứng liếc mắt một cái nhìn Tần Lạc cũng không có, hắn gục đầu, hai mắt nhắm chặt giống như là đang ngủ vậy.
Lúc Tần Lạc đi vào tiểu viện thì nhìn thấy Long Vương đang ngồi ở dưới mái hiên, có hai vị trung y sư đang giúp hắn xoa bóp huyệt đạo ở chân. Thấy Tần Lạc đi vào, Long Vương lập tức cười ha hả nói, sư phụ đoán hai ngày này con nhất định sẽ đến. Không nghĩ tới hôm nay đã tới rồi. Cũng không thể đem sư phụ xếp hạng cuối cùng được, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Khi đi đến bên cạnh hắn nhìn thủ pháp của hai vị trung y sư đang xoa bóp hỏi, sư phụ có cảm giác gì không? Long Vương nhìn Tần Lạc biểu lộ ngưng trọng nói, con trị cho người khác thì tốt. Vô luận là bệnh nặng thế nào đến tay con thì sẽ thuốc đến bệnh trừ còn chân của ta chữa trị thời gian dài như vậy, châm cũng châm không ít mà sao một điểm khởi sắc cũng không có. Có phải là do thương thế của sư phụ không thể chữa được, những lời kia của con có phải là để an ủi tôi không? Tần Lạc âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ lúc mình ở Mỹ chữa khỏi cho Marie phu nhân khiến Long Vương sinh lòng lo nghĩ, sau đó bắt đầu hoài nghi bắp đùi hắn vốn không có cơ hội chữa khỏi. Nói cách khác, làm sao giải thích tình huống quái dị này đây? Ngay cả ca bệnh xuất huyết não khiến toàn thân tê liệt nhiều năm, giải phẫu không được mà đều được mình chữa thành công, vì sao lại chữa không được hai cái bắp đùi này? Sư phụ, người suy nghĩ quá nhiều rồi, Tần Lạc giải thích nói, chân của sư phụ không phải là không có cơ hội khôi phục. Sự khác biệt là, con cho rằng nó tùy thời đều có thể khôi phục, nói không chừng là một ngày nào đó người ngủ dậy là có thể đứng lên được, chỉ là cần thêm một chút thời gian mà thôi. Đây là con không phải vì muốn an ủi người mà nói dối đâu. Người nên biết con là dạng người gì, làm sao dám lừa gạt bệnh nhân được. Thấy vẻ mặt Tần Lạc khẩn trương rồi lại cố ý giả bộ như trấn định, Long Vương cười to, nói, sư phụ cũng chỉ nói giỡn thôi. Ta nói rồi, cái chân này còn cần một cơ hội. Cơ hội mà không tới thì không đứng nổi dậy. Long Vương nhẹ nhàng vỗ lên bắp đùi của mình, biểu hiện không có chút thất lạc cùng uể oải nào. So với hoàn cảnh trước kia ông ta toàn thân cứng ngắc ngồi ăn rồi chờ chết thì hiện tại thật sự là tốt hơn rất nhiều. Ít nhất là hiện tại còn có hy vọng. Sẽ có ngày đấy mà, Tần Lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, hôm nay bọn họ xoa bóp rồi, con sẽ không châm nữa. Ngày mai con tới châm cho người. Không cần vội, Long Vương khoát tay ý bảo hai vị trung y do quốc gia phái đến đi ra ngoài, sau đó nhìn Tần Lạc nói, lần này đi Mỹ con lại đánh một trận chiến đẹp rồi. Đêm qua lão viên gọi điện thoại tới khoa trương con quá trời. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ khen ai trước mặt ta. Lão viên là nhân vật cao tầng trong quận ủy, nếu như nói video về Jackson có ba người có quyền biết đến thì ông ta là một trong số đó. Ông ta gọi cho Long Vương khích lệ Tần Lạc, đây đúng là một chuyện đáng kiêu ngạo. Hơn nữa lại còn gọi điện thoại cho Long Vương, điều này chứng tỏ thành tích của Tần Lạc lần này cũng giúp cho vị sư phụ Long Vương của hắn ghi thêm điểm tại quân bộ. Đương nhiên, điều này cũng nói rõ công lao lần này không phải là của riêng Tần Lạc. Dù sao, lão quái phó Phong Tuyết cũng đi theo nên về lý quân bộ cũng có thể đem đại công này ghi cho Long Tức. Đây là chuyện mà Tần Lạc cam tâm tình nguyện chứng kiến, dù sao hắn cũng không nghĩ tới việc muốn đi làm quan quân. Bọn họ đều hỗ trợ rất tốt, hơn nữa vận khí của bọn con cũng rất tốt, Tần Lạc nói. Cho ta hỏi một chút, Long Vương nói, bọn con ở Mỹ đã xảy ra những chuyện gì? Ổn cả à, Tần Lạc nói, có một số việc người qua truyền thông là có thể thấy được. Bất quá đây chẳng qua là bề ngoài thôi. Lúc bọn con tiến hành đăng ký tại sân bay Yến Kinh thì Long chủ bị một đám tiểu cô nương muốn xin số điện thoại câu dẫn. Long Vương mở to hai mắt nhìn hắn nói, còn có chuyện như vậy ư? Chương 1309, hàm răng nhét thịt rồi. Đúng vậy à, Tần Lạc phi thường khẳng định gật đầu, nói, lúc ấy có 7 hay là 8 cô gái trẻ vây quanh hắn. Còn có người gọi hắn là Achasi hay là Agassi gì đó mà hình như là nói bằng tiếng Hàn. Cuối cùng vẫn là con lên giải vây, con nói, ông ấy là bố tôi, các cô tìm ông ấy có chuyện gì không? Đám nữ hài tứ kia không tin còn nói là dù đã có con cũng không ngại. Long Vương cười đến chảy nước mắt nói, chuyện này cũng không làm tôi ngạc nhiên. Lúc Phong Tuyết còn trẻ, tại Yến Kinh hắn nổi danh là Mỹ Nam Tử, danh khí không kém hơn con bây giờ bao nhiêu. Hơn nữa hắn lại còn bày ra vẻ lãnh khốc khiến đám nữ hài tứ kia đều như nổi điên chạy theo hắn. Lúc ấy hắn có một danh xưng là danh viên sát thủ bởi vì tất cả các diễn viên nổi tiếng ở Yến Kinh đều thích hắn. Phàm nơi nào hắn xuất hiện là toàn bộ diễn viên nổi tiếng Yến Kinh đều chạy tới nhìn hắn một lần. Bàn về danh tiếng đối với nữ nhân thì sư phụ và Bình Minh dù có thúc ngựa đuổi theo cũng không bằng hắn. Lợi hại như vậy sao? Lần này đến phiên Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Về sau, chỉ cần có buổi tụ hội nào mọi người đều cố ý không thông báo cho Phong Tuyết. Ta và Bình Minh cũng đều vụng trộm đi dự.
không có biện pháp nào khác vì chỉ cần hắn có mặt là nam nhân khác đều trở thành vai diễn phụ. Con nên nhớ nam nhân có thể tham gia vào những hội này có ai mà không cho mình là rất cao. Ai nguyện ý đi làm vai diễn phụ cho người khác. Vì vậy, tất cả mọi người đều chống lại hắn. Ta và Bình Minh Vây mà cũng gia nhập vào đám đối lập khiến cho Phong Tuyết thành kẻ cô đơn. Chúng ta vẫn cho rằng cuộc sống của hắn sẽ không dễ chịu lắm, không nghĩ tới một ngày hắn gặp được cô ấy. Đột nhiên thanh âm của Long Vương dừng lại, nụ cười trên môi cũng dần dần cứng lại rồi biến mất. Khi nhắc đến từ cô ấy thì ông ta giống như là chợt nhớ ra cái gì đó, tựa như nhìn thấy con mãnh thú và dòng nước lũ. Cô ấy là ai? Tần Lạc hỏi. Phong Tuyết có nói gì với con hay không? Long Vương hỏi. Không ạ, Tần Lạc lắc đầu nói. Quên đi, Long Vương nặng nề thở dài nói, đã qua rồi, cứ để cho mọi việc qua đi. À, nếu như Long Vương không phải là sư phụ hắn mà nói, Tần Lạc thậm chí còn muốn dùng châm phạt để bức cung buộc hắn kể lại câu chuyện xưa. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Chuyện đang hay lại kể có một nữa, vừa mới mở đầu đã kết thúc rồi. Đây như là hành vi của thái giám bị người ta khinh bỉ à. Yến Kinh đồn đại là Phó Phong Tuyết thiện mưu, Long Thiên Trưởng thiện đoạn, Hoàng Thiên Minh thiện chấp hành. Vì sao ta thiện đoạn, vì sao Bình Minh thiện chấp hành là bởi vì chúng ta rõ ràng, chỉ cần Phong Tuyết lập kế hoạch thì nhất định sẽ không thất bại. Hắn tìm phương pháp, ta đánh nhịp, Bình Minh động thủ đi làm. Chúng ta đều tin tưởng hắn. Lúc ấy tất cả mọi người đều đánh giá Phong Tuyết rất cao. Kể cả chúng ta nữa. Ba người chúng ta tuy là huynh đệ nhưng tất cả mọi người đều cho là hắn là người có tiền đồ nhất. Chúng ta cũng đều cho rằng hắn sẽ đạt tới một độ cao mà chúng ta không thể với tới được, ai, nhưng hắn lại bị hủy trong tay một nữ nhân. Nữ nhân kia. Tốt rồi, không nói cái này nữa. Long Vương khoát tay, con kể chi tiết chuyến đi Mỹ đi à. Cho dù ông ta là sư phụ mình Tần Lạc cũng muốn động thủ đánh người rồi. Không đánh thì không chịu được. Vì vậy, trong lòng mang theo sự khuất nhục, sự không cam lòng và tâm tình phẫn nộ Tần Lạc bắt đầu kể lại cho Long Vương hành trình của hắn. Bởi vì đối với Long Vương có lòng bất mãn, vì vậy, câu chuyện này đã bị hắn xào xáo ra công lại. Thí dụ như lúc Giê-xu và Hồng Phu bị đám bốn người bá tước, nhà ảo thuật, kim đồng, ngọc nữ vây công, trong lúc nguy cấp nhất thì hắn đơn thương độc mã giết đến, lấy một địch bốn khuất nhục quần địch, đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy chật vật đào thoát, à, có hai kẻ không chạy thoát. Khả năng là trong lòng Long Vương cảm thấy áy náy đối với Tần Lạc nên mặc dù nghe xong cũng không có hỏi hắn. Lúc trước không phải ngươi nói lúc ấy đang đi chữa bệnh, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, thân thủ của ngươi ngay cả một gã kim đồng đánh không lại sao có thể lấy một địch bốn, hay Hoán Khê không có đem việc hẹn gặp mẹ nói cho ngươi, tại sao ngươi có thể đưa ra kế hoạch rút củi dưới đáy nổi. Đây là vấn đề thuộc về mặt mũi. Đợi Tần Lạc kể lại toàn bộ câu chuyện xong, Long Vương mới tán thưởng nói, hữu dũng hữu mưu, tiến thối có đạo lý. Rất tốt, lần này các con xác thực là đã lập đại công lao. Lẽ ra nên ban thường thì lão viên lại hỏi xem con có muốn gia nhập quân đội hay không, sư phụ giúp con từ chối rồi. Tần Lạc cười khổ. Bị thứ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân kia cho rằng hắn thích hợp làm bác sĩ cho nên không muốn hắn tiến vào quan trường. Long Vương cũng nghĩ như vậy cho nên giúp mình cắt đứt con đường đi vào quân đội. Xem ra, số mệnh trời sinh hắn để làm bác sĩ. Long Vương thấy Tần Lạc biểu lộ quái dị thì nói, sao thế? Con có vẻ như đang tiếc nuối. Không có, không có. Tần Lạc tranh thủ phủ nhận nói, sư phụ cũng biết mà, con thích nhất là trị bệnh cứu người, lý tưởng cả đời con là Trấn Hưng Trung Y. Long Vương không thể không biết Tần Lạc nói lời này là đau xót đến cỡ nào nên gật đầu nói, đúng vậy. Ta nhận con có khả năng đem Trung Y phát dương quang đại cho nên mới thay con đem những tạp vụ này đầy đi. Làm quân nhân làm gì, hãy làm tốt những việc trước mắt là đủ rồi. Sư phụ giáo huấn đúng ạ, Tần Lạc nói. Bất quá, ta đề nghị đặc biệt thuê con làm nhân viên hợp đồng của Long Tức. Long Vương nói tiếp, không cần khảo hạch, y thuật của con cũng không cần khảo hạch nữa. Y thuật, con vào làm quân y của Long Tức, Long Vương nói. Tần Lạc xém chút nữa là ngã ngứa, ngươi không cho ta làm quan coi như xong lại còn sử dụng miễn phí sức lao động của ta nữa. Ngươi có phải sư phụ ta hay không? Hay là ngươi thấy Hoàng Thiên Minh đáng thương cho nên thay hắn trả thù đây? Long Vương như là xem thấu tâm sự của Tần Lạc nên lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài ném cho hắn nói, cái này cho con. Tần Lạc cầm lấy nhìn, đây đúng là cái lệnh bài mà trước kia Phó Phong Tuyết đưa cho hắn, cái lệnh bài của người sáng lập Long Tức. Quân sư thì không cần nữa,
tân nhiệm đội trưởng thì phải do quân bộ bổ nhiệm cho nên cũng không dùng được. Con và Phong Tuyết hữu duyên, hắn tặng cho con đồ vật thì con hãy cố gắng hảo hảo thay hắn bảo quản lấy. Hắn và ta đồng dạng đều không có con nối dõi, có nhiều thứ cũng cần có một người tiếp nhận truyền thừa. Tần Lạc ngấp ngừng một lát, rốt cục vẫn phải đem suy nghĩ một mực giấu ở trong lòng nói ra. Hắn nói, sư phụ, người và Long Chủ kỳ thật cũng không phải là già, đặc biệt là Long Chu, ông ấy dưỡng sinh tốt, chỉ cần ăn mặc thoáng hơn một chút thì thoạt nhìn còn rất trẻ. Con cảm thấy hai người hoàn toàn có thể cân nhắc đi tìm các cô gái che. Nếu ngại thì để con giúp hai người báo danh, hai người đi gặp mặt. Có địa vị cao như vậy nhất định là sẽ có rất nhiều tiểu cô nương hưởng ứng lệnh triệu tập. Cút Long Vương quát to, râu tóc dựng đứng lên giống như cuồng sư tức giận vậy. Thấy vậy Tần Lạc liền che đầu chạy trốn. Chứng kiến cảnh Tần Lạc chạy ra ngoài sân, Long Vương nhịn không được tuét miệng ra cười. Nghĩ một chút rồi ông ta hô to, Tiểu Lệ. Một người phục vụ mặc áo trắng quần đen chạy nhanh tới nói, Long Vương, có chuyện gì không ạ? Đi lấy cho ta một cái gương, Long Vương nói. Gương soi ạ, Tiểu Lệ sững sốt, Long Vương từ trước tới nay chưa bao giờ dùng tới gương mà. Thấy Tiểu Lệ nhìn mình cằm chằm, khuôn mặt già của Long Vương chợt đỏ lên. May mắn là mặt hắn đen xì cho nên có đỏ lên cũng không rõ ràng lắm. Cạo răng, Long Vương nói răng ta bị rắt thịt. Dạ, tốt, để tôi đi tìm, Tiểu Lệ đáp ứng rồi bước nhanh ra ngoài. Ra khỏi Long Tức Đại Viện, Tần Lạc mà bắt đầu an bài hành trình hôm nay. Đầu tiên là đi gặp Tổ Tứ, xem tình hình giải độc gan cho Vương Thị Trông đến đâu rồi. Đó mới là túi tiền của Tần Lạc, mặc dù hắn không phải loại người quá quan trọng tiền bạc nhưng cũng phải quan tâm hơn một chút. Đã khá lâu Gabo không gặp mình rồi, nhất định là rất sốt ruột. Cũng không biết cô có học được cái gì từ trong bức tranh được in thu nhỏ lại đó không. Hy vọng lúc gặp mặt cô có thể nói thêm được gì đó. Sau đó là đi vấn an Lệ Khuynh Thành, lần này cô ra tay thật đúng là tàn nhẫn. Mấy vị chuyên gia giáo sư lần trước nhảy ra công kích hắn, kêu hắn là thần côn gì đó đã bị cô làm cho thân bại danh liệt. Cái gì luận văn sao chép, lấy tiền mua danh đều bị cô cho người phát ra. Tuy người khác không biết là do cô làm nhung Tần Lạc thì biết rõ. Đây điển hình là phong cách Lệ Thị. Sau đó lại đi thăm văn nhân Mục Nguyệt. Ồ, vì sao mà mình lại sắp xếp cô cuối cùng nhỉ? Tần Lạc thầm nghĩ, tựa hồ mỗi lần hắn đi xa trở về luôn gặp cô cuối cùng. Không biết nguyên nhân làm sao nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Tần Lạc cố gắng suy nghĩ nhưng nghĩ không ra đáp án cho vấn đề này. Có lẽ là cần phải đến hỏi văn nhân Mục Nguyệt mới được. So với hắn thì cô thông minh hơn. Trên thế giới này, không có mấy vấn đề làm khó được cô. Đáng tiếc là kế hoạch của Tần Lạc bị tiếng chuông điện thoại dồn dập quấy rầy. Trên máy hiện ra số của Toái Toái, Tần Lạc nhận điện thoại vừa cười vừa nói, Toái Toái, tôi đang chuẩn bị đi tìm cô đây. Nghe nói tòa nhà của Hoán Khê làm rất nhanh. Tuy nhiên chữ Toái Toái không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà lại dùng thanh âm dồn dập nói, Tần Đại Ca, anh mau tới đây. Lăng Thiếu Tinh rồi. Tĩnh rồi à, Tần Lạc kinh hỉ hỏi, tốt, tôi qua luôn đây. Sau khi cúp điện thoại Tần Lạc mới phát giác sự tình không thích hợp lắm. Lăng Thiếu Tinh lại, chữ Toái Toái nhất định phải cao hứng mới đúng sao thanh âm của cô lại non nóng và lo lắng như thế. Chương 1310, mục tiêu khắc tinh. Xe hắn vừa đi vào công bệnh viện thì thấy cái xe Hammer của Lăng Vẫn. Hiển nhiên là Lăng Vẫn cũng đã nhận được tin Lăng Thiếu tỉnh lại. Lăng Vẫn trước tiên đỗ xe sau đó đứng chờ Tần Lạc xuống xe. Toái Toái gọi điện cho cậu rồi hả? Lăng Vẫn hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc đáp rồi hai người bước nhanh về phía phòng bệnh, nghe nói Lăng Thiếu đã tỉnh lại nên tôi sang đây xem sao. Tình huống có vẻ không ổn, Lăng Vẫn nói. Sao lại không ổn? Tôi cũng không rõ lắm. Lăng Vẫn nói, Toái Toái cũng không nói nhiều trong điện thoại mà chỉ giục tôi nhanh chạy tới. Ngữ khí có vẻ vội vàng sao động. Nếu như không có việc gì thì Toái Toái cũng sẽ không bất an như vậy, cô ấy là người rất có thể bảo trì trấn định. Tần Lạc nhẹ gật đầu, hắn tán thành với suy nghĩ của Lăng Vẫn. Chữ Toái Toái tuy nhiên chưa lớn lắm, bây giờ vẫn là một học sinh nhưng xét về học thức, khí độ cùng với năng lực đối nhân xử thế thì đều không hề tầm thường, không phải người bình thường có thể so sánh được. Xem kỹ rồi hắn nói, Tần Lạc nói. Lăng Vẫn đi ở phía trước. Cửa phòng bệnh vừa mở ra thì thoáng cái hai người đã bị tràng diện trước mắt làm cho sợ ngây người. Cái bàn nằm té trên mặt đất, các loại thuốc và dụng cụ chữa bệnh lăn lóc khắp nơi. Cái tủ đầu giường cũng nằm nghiêng ở góc tường, trong đó có một góc đã gãy.
Trong phòng có 4 cái ghế thì hiện tại có 2 cái thiếu mất chân. Bát đĩa mà Lăng Mẫu và chữ Toái Toái dùng để ăn cơm cũng biến thành mảnh vụn, bát đũa nằm ngổn ngang lộn xộn đầy đất. Càng làm cho hai người khiếp sợ chính là trên mặt Lăng Mẫu vết máu loang, lại có 2 vết thương sâu hõm, máu me be bét thoạt nhìn như bị thương rất nặng, còn chữ Toái Toái thì đầu bù tóc rối, váy và tay áo đều có dấu vết bị xé rách. Làm sao vậy? Lăng vẫn ít hầu giật giật, hỏi. Lăng Mẫu lau nước mắt ngồi ở đầu giường chằm chằm nhìn vào Lăng Thiếu tựa như chỉ cần bà nhắm mắt lại một cái là Lăng Thiếu lại đột nhiên biến mất vậy. Chữ Toái Toái thì bờ môi khô nứt, chóp mũi cũng bị xước mất một ít ra, bộ dáng thoạt nhìn phi thường chật vật, bất quá vẻ điềm đạm nho nhã của cô thì vẫn không thay đổi. Tần đại ca, Lăng đại ca, hai anh tới rồi. Chữ Toái Toái lên tiếng chào hỏi hai người. Toái Toái, có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc nhìn Lăng Thiếu đang nằm ở trên giường bệnh lên tiếng hỏi. Trong 3 người bên trong thì chỉ có Lăng Thiếu là ổn nhất, tóc không loạn, quần áo không rách, trên người cũng không có bất kỳ thương tích gì, nhưng Tần Lạc tin tưởng cô chính là người gây ra tràng diện này. Tiếu Tiếu đã tỉnh lại, chữ Toái Toái nhìn Lăng Thiếu trên giường bệnh nói. Những thứ này đều là do cô gây ra hay sao? Lăng vẫn chỉ vào đống bừa bộn hỏi. Đúng vậy, chữ Toái Toái nhẹ nhàng gật đầu nói, tâm tình của cô ấy có chút kích động. Kích động, Tần Lạc cười khổ, cái này đã không thể đu ùng hai từ kích động để hình dung được nữa. Sao lại kích động, Tần Lạc hỏi. Chữ Toái Toái nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, giống như là sợ bị cô ta nghe thấy vậy rồi nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu muốn tự sát nhưng bị em và bác ngăn lại, sau đó lại kinh động đến y tá bên ngoài, đến khi họ vào hỗ trợ tiêm cho Tiếu Tiếu một liều thuốc mê thì nàng ổn định lại được. Tại sao lại phải tự sát? Lăng vẫn hỏi. Chữ Toái Toái không trả lời mà cô cũng không biết trả lời như thế nào. Có lẽ, trong lòng của Tiếu Tiếu đang tràn ngập tuyệt vọng. Lăng Mẫu đứng lên mỉm cười nhìn Tần Lạc nói, Tần bác sĩ, cháu đã đến rồi. Thật sự rất cảm ơn cháu, Tiếu Tiếu cuối cùng đã tinh rồi. Lăng Mẫu đôi má già nua, mái tóc bạc trắng, bộ dáng tiều tụy do mỏi mệt biểu lộ, người mẹ này vì con gái mà đã vất vả rất nhiều. Trải qua vô số ngày đêm chờ đợi, vô số lần ảm đạm rơi lệ. Lần này mặc dù cứu được con trở về sau lần tự sát nhưng trong lòng bà bi thương đau khổ thế nào có thể nghĩ. Không có việc gì đâu ạ. Tần Lạc đi tới nắm chặt tay Lăng Mẫu nói. Thấy bà Tần Lạc kìm không được lại nhớ tới Lâm Tứ. Đó cũng là một người mẹ vĩ đại, vì con gái mình mà dám từ bỏ hết thảy, kể cả tánh mạng và kết cục tốt nhất là con gái bà đã tha thứ và vĩnh viễn nhớ tới bà. Nhưng nếu như Hoán Khê một mực mơ mơ màng màng, nếu như cô cứ lặng yên không một tiếng động mà chết đi thì sự trả giá này có còn ý nghĩa nữa sao? Có, bằng hữu của người yêu của ngươi sẽ bù đắp về sau. Bác tin tưởng, Lăng Mẫu gạt nước mắt nói, bác tin tưởng lời cháu. Cháu nói Lăng Tiếu không việc gì, cháu nói nó sẽ tinh, hiện tại nó đã tỉnh lại rồi. Lăng vẫn đi tới ôm mẹ vào lòng, thấy mẹ mình đau lòng thành như vậy, hắn là con trai cũng không chịu nổi. Tần Lạc nhìn chung quanh một chút rồi quay sang chữ Toái Toái nói, để anh giúp em xử lý vết thương trên mặt một chút, tránh để sẹo. Vâng, chữ Toái Toái gật đầu đáp ứng. Tần Lạc dùng rượu sát trùng trước tiên lau sạch vết máu sau đó tiến hành khử trùng rồi lại lấy từ trong ngực ra một ít giường cơ phấn, dùng đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí bồi lên chóp mũi cô. Nữ hài tứ này nằm ngửa mặt lên trời, ngũ quan tinh xảo hài hòa, trên bờ môi có một vết xước nhỏ, không rõ lắm nhưng cũng không khó coi. Trái lại còn tăng thêm một phần gợi cảm. Lúc ngón tay Tần Lạc chạm vào chóp mũi cô thì có chút đau đớn, đầu của cô hơi ngửa ra sau, hai hàng lông mi thật dài rung động. Tốt rồi, Tần Lạc nói. Chữ Toái Toái lúc này mới mở to mắt, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Tần Lạc hỏi, tốt rồi sao? Tốt rồi, Tần Lạc lần nữa nói. Cảm ơn, chữ Toái Toái tự nhiên cười nói. Thấy cô mỉm cười Tần Lạc chợt cảm thấy có chút khẩn trương. Cô bé này khi cười lên bộ dạng quá mức phú mị, cực kỳ giống mẹ cô. Tuy cơ thể cô còn rất trẻ thế nhưng nụ cười kia đã có một loại mị lực câu hồn đoạt phách nam nhân rồi. Không cần khách khí, Tần Lạc nói sau đó đứng dậy đi ra toilet, hắn muốn rửa thuốc trên tay. Chữ Toái Toái nhẹ nhàng thở dài nhưng nụ cười trên mặt cô dần thu lại, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Lăng vẫn ở bên cạnh nói chuyện với mẹ hắn còn Tần Lạc và chữ Toái Toái thì bắt đầu thu dọn phòng. Chữ Toái Toái vừa rồi nghĩ việc thu dọn, có thể một mình cô chuyển những cái bàn, cái tủ kia. Tần Lạc nói hiện tại có hai người, hắn chuyển cái lớn còn chữ Toái Toái chuyển cái nhỏ nhưng chữ Toái Toái không đồng ý, cứ phải đi cùng Tần Lạc chuyển dọn những chiếc bàn, tủ kia.
Kỳ thật mấy vật này cũng không nặng, một mình Tần Lạc cũng có thể nâng được, bất quá có người hỗ trợ Tần Lạc cũng không cự tuyệt. Hai người sau khi đem tủ dựng lên, đem bàn ghế sắp xếp lại thì lại đem mảnh vụn quét dọn đi. Có lẽ là do âm thanh va chạm đánh thức Lăng Tiếu, chỉ thấy cô nàng từ trên giường vọt xuống, mặt mũi tràn đầy sát khí lao về phía hướng Tần Lạc. Lăng Tiếu từ phía sau lưng bóp cổ Tần Lạc cô, thanh âm thê lương hô to, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Tần Lạc đang ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập mảnh vụn thì bị cô nàng bóp cổ. Hắn thừa thế muốn đem cô nàng một cái ném qua vai, thế nhưng vì lo như vậy sẽ khiến cô ta ngã đau nên thôi. Tần Lạc cuối cùng có thể đã hiểu vì sao mà Lăng Mẫu và chữ Toái Toái lại bị thương nhiều như vậy, bởi vì Lăng Tiếu không kiêng nể gì cả phá đám. Hai người bọn họ ngoại trừ việc dốc sức liều mạng ôm chặt lấy Lăng Tiếu ra thì căn bản là không có thời gian né tránh đòn đánh. Lăng Vẫn và Lăng Mẫu vốn vẫn một mực nhỏ giọng nói chuyện không chú ý tới Lăng Tiếu. Đợi đến lúc mọi người chú ý tới thì Lăng Tiếu đã từ trên giường nhảy xuống bóp cô Tần Lạc. Tiếu Tiếu, con làm gì vậy? Lăng Mẫu gấp gáp kêu to nói, mau buông Tần Lạc ra. Đây là ân nhân cứu mạng của con đấy. Lăng Tiếu, buông tay ra. Lăng Vẫn là quân nhân nên động tác của hắn rất nhanh, trong chóp mắt hắn đã sổng lên muốn đem Lăng Tiếu lôi ra, nhưng Lăng Tiếu phảng phất như có thâm cừu đại hận gì đó với Tần Lạc nên cho dù cô ta cảm thấy sau lưng bị người ôm lôi ra thì càng thêm dốc sức liều mạng dùng sức bóp hỏng Tần Lạc không chịu buông tay. Lăng Tiếu, chị mau buông tay ra, không thể làm như vậy được. Lúc này chữ Toái Toái cũng chạy tới gỡ tay Lăng Tiếu ra, thế nhưng do Lăng Tiếu thật sự dùng sức quá lớn nên mặc cho hai người, người ôm lưng người kéo tay cũng không chịu buông tay ra. Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi, cô ta liên tục kêu to lên. Không chỉ như thế, đầu cô ta nhích lại gần tựa hồ chuẩn bị dùng miệng cắn cô Tần Lạc. May mắn là Lăng Vẫn phản ứng rất nhanh, một phát vươn tay túm được tóc. Cho dù khí lực cô ta có lớn đến mấy nhưng trước khi tóc đứt thì cũng không thể cắn được. Ta muốn giết chết ngươi, là ngươi hại chết quản tự, là ngươi hại chết quản tự. Là một bác sĩ, Tần Lạc có thể đã hiểu được nguyên nhân khiến Lăng Tiếu làm ra loại cử động điên cuồng này, nhưng với tư cách là người ngoài, hơn nữa là bằng hữu của chữ Toái Toái và Lăng Vẫn thì hắn không cho phép nữ nhân này tiếp tục ngu xuẩn như vậy. Hắn không quay người mà dùng khuỷu tay huýt vào bụng của cô ta. Lăng Tiếu bị trúng đòn, bụng đau như cắt, lực lượng trên tay thoáng cái nới lỏng, cô tay đang bóp cô Tần Lạc chợt thả ra. Tần Lạc thừa cơ giãy ra rồi quay người lại trở tay tát một cái tát vào mặt của cô ta. Một cái rồi hai cái và ba cái. Ba, ba, ba. Âm thanh vừa nhanh vừa giòn. Nữ hài tứ này thật đáng thương. Ngày cô ta hôn mê kia bị Tần Lạc cho một cái tát. Ngày đầu tiên cô tỉnh lại cũng bị Tần Lạc cho mấy cái tát. Chương 1311, nếu cô dám chết, tôi dám chôn. Mặc dù Lăng gia không phải là gia đình giàu có bậc nhất nhưng khi cần Lăng Vẫn và Lăng Tiếu vẫn có thể không mua ngay được một chiếc máy bay hôm nay thì ngày mai cũng mua luôn hai chiếc du thuyền. Nói chung tài sản hiện nay của Lăng gia đủ cho bọn họ dùng 100 năm không hết. Lăng Tiếu cũng giống như các cô gái con nhà giàu khác, cô hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc không lo lắng tới chuyện cơm áo gạo tiền, tiền hô hậu ủng. Bao nuôi các ngôi sao hạng 3 thậm chí là hạng 2. Thế nhưng vì một người đàn ông, vì một người đàn ông khiến cô trở thành một người phụ nữ bị Vương Cửu Cửu đánh, bị Tần Lạc đánh. Quản tự, anh ta chính là khắc tinh trong cuộc đời cô. Tần Lạc có thể hiểu được nguyên nhân Lăng Tiếu nổi điên, lúc này Lăng Tiếu mới tỉnh lại. Ý thức của cô vẫn dừng ở ngày quán tự bị giết. Nói một cách chính xác thì trong một năm vừa qua trí não của cô hoàn toàn trống rỗng. Cứ như vậy Tần Lạc không phải là người cô thủ hận sao? Bởi vì khi đó chính Tần Lạc là người đã bức bách quản tự vào con đường cùng, cũng chính là Tần Lạc đã giết quản tự, ít nhất thì Lăng Tiếu đã nghĩ như vậy. Chính vì vậy sau khi Lăng Tiếu nhìn thấy Tần Lạc, cựu hận công tâm khiến Lăng Tiếu mất đi lý trí, đồng thời sự phản bội của quản tự là nỗi đau tận cùng, cô chỉ còn mỗi cách chuyển sự thù hận này lên người Tần Lạc. Lúc này chỉ có một người chết mới có thể giải thoát, cô hay chính Tần Lạc chết. Kiểu bạt tai này rất dễ gây nghiện, khi bạn đã đánh được cái bạt tai thứ nhất, bạn sẽ muốn đánh cái thứ hai. Khi đánh được cái thứ hai bạn sẽ lại muốn đánh cái thứ ba, sau đó thì đó trở thành phản ứng bản năng của bạn. Không tin, bạn hãy thử xem. Binh, binh, binh. Mỗi một cái tát đánh ra, Tần Lạc như muốn báo thù đầy đủ trên người Lăng Tiếu. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ. Ban đầu Lăng Mẫu sợ Lăng Tiếu xúc phạm tới Tần Lạc, bà lớn tiếng mắng Lăng Tiếu dừng tay. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt tình hình thay đổi hoàn toàn, Tần Lạc khống chế Lăng Tiếu, bắt đầu vung tay tát từng cái vào mặt Lăng Tiếu,
Lăng Mẫu lại đau lòng khóc lóc, bà khóc đi tới kéo tay Tần Lạc nói, Tần Lạc, không được đánh nữa. Không được đánh nữa, Tiếu Tiếu, nó mới tỉnh lại, còn rất nhiều chuyện nó chưa hiểu rõ ràng, hãy cứ để nó nghỉ ngơi là ổn. Tần Lạc, cháu không nên tức giận, cháu hãy đánh cô đi, cháu hãy đánh cô đi. Ninh Toái Toái từ từ lấy lại sự tỉnh táo từ trong sự kinh hãi của mình, cô kéo Lăng Tiếu ra sau mình, nói, Tần đại ca. Làm vậy sẽ đả thương Lăng Tiếu, bây giờ cô ấy đã rất đáng thương rồi. Lăng vẫn không nhúc nhích. Một người là ân nhân cứu mạng em gái mình, một người chính là em gái mình. Tóm lại anh ta có thể xông lên đánh ân nhân cứu mạng của em gái mình không? Hơn nữa Lăng vẫn biết Tần Lạc hành động như vậy chính vì em gái anh ta. Tần Lạc dừng tay, hai mắt hung ác liếc nhìn Lăng Tiếu, hắn nói, cô chính là người hiểu rõ nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cô muốn đổ hết trách nhiệm lên người tôi sao? Cô cho rằng tôi giết quản tự sao? Coi như là thế thì đã sao nào? Chẳng lẽ anh ta không đáng chết sao? Thật ra cô cũng hận anh ta đúng không? Vấn đề là chính bản thân cô không dám thừa nhận mà thôi. Khi một người đàn bà gặp phải một người đàn ông lòng dạ lang sói có hai nguyên nhân, một là vận mệnh của người đó rất tệ hại là ánh mắt kém cỏi. Cô không thể đối mặt với điều đó sao? Tần Lạc bỏ mặc ánh mắt cầu khẩn của Lăng Mẫu và Ninh Toái Toái, hắn tiếp tục giáo huấn cô gái điên khùng, ngu ngốc kia, cô cho rằng bản thân mình đã vì anh ta mà cực kỳ nỗ lực nên phải nhận được báo đáp, đúng không? Khi niềm hy vọng mất đi, lại còn bị người đàn ông của mình phản bội, bản thân cô không thể chấp nhận được điều đó, đúng không? Một người đàn ông như vậy có đáng để người ta yêu không? Anh ta đã chết, đáng lẽ cô phải được giải thoát? Có cần thiết phải biến mình thành tình trạng như này không? Cô muốn giết tôi, cô dùng cái gì để giết? Mạng kia của cô đã sớm bị quản tự lấy mất rồi. Lúc này cô có thể sống lại chính là do tôi cứu cô. Bản thân cô có cái gì hả? Cô làm người như vậy sao? Anh ta phản bội cô, giết chết cô vì anh ta mà liều mạng của mình. Người quan tâm tới cô, ngày đêm chăm sóc cô, vì cô khóc lóc tới mái tóc bạc trắng, hai mắt đỏ. Bọn họ thì sao? Bọn họ, ban ngày mong đợi, buổi tối mong đợi. Hàng ngày mong đợi, hàng tháng mong đợi, khó khăn lắm mới khiến cô tỉnh lại, cô lại vội vàng muốn chết sao? Tần Lạc càng nói càng tức, hắn đi đi lại lại trong phòng sau đó cầm một con dao giải phẫu đi tới nói, không phải cô muốn chết sao? Vậy cô hãy tự sát đi, chỉ cần cô dám chết, tôi dám đem đi chôn. Cạch, con dao giải phẫu rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh chói tai. Lăng Tiếu ngây người nhìn con sao, sắc mặt ngơ ngác, ánh mắt tản mát. Tần Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người phụ nữ này vì bị hắn mắng mà tỉnh táo lại. Bệnh nặng cần phải thuốc mạnh, ai cũng cẩn thận dè dặt, người người đều tránh nặng tìm nhẹ. Vì ai cũng sợ kích thích tâm trạng của Lăng Tiếu nên không ai dám nhắc tới chuyện cũ trước mặt Lăng Tiếu. Điều này không phải là bảo vệ Lăng Tiếu mà ngược lại càng khiến Lăng Tiếu không kiêng nể gì hết. Chỉ còn cách cầm dao rạch rộng miệng vết thương của cô, khiến cho máu mủ hư thối chảy ra ngoài vết thương mới dần lành lặn. Ninh Toái Toái cảm kích nhìn Tần Lạc khi cô thấy Lăng Tiếu đã bình tĩnh lại. Lăng Mẫu nhìn Tần Lạc rồi lại nhìn con gái mình, cuối cùng bà không đi tới, chỉ lặng lẽ cúi đầu gạt nước mắt. Đúng lúc đó, Lăng Tiếu dường như bị ma nhập, cô cúi người nhặt con dao dưới nền nhà sau đó cứa thẳng vào cổ mình. A! À, Ninh Toái Toái kêu lên thảng thốt. Cô là người đứng gần Lăng Tiếu nhất nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô gần như không có phản ứng. Hay nói một cách chính xác là trong khoảnh khắc đó hai chân của Ninh Toái Toái không nghe theo mệnh lệnh. Cô đứng chôn chân tại chỗ. Đáng chết, Tần Lạc mắng to. Người Tần Lạc vọt tới, đánh Lăng Tiếu ngã xuống đất. Bàn tay cầm dao của Lăng Tiếu bị Tần Lạc chộp lấp, sau đó bàn tay hắn bóp huyệt tê ở cổ tay Lăng Tiếu khiến lập tức cô mất hết sức, sau đó con dao chuyển sang tay Tần Lạc. Trả dao cho tôi, trả dao cho tôi, Lăng Tiếu điên cuồng giãy giụa, cô chỉ muốn đoạt dao trong tay Tần Lạc. Binh! Tần Lạc lại vung tay tát Lăng Tiếu, hắn mắng to, cô đúng là người phụ nữ ngu xuẩn. Cô muốn làm gì hả? Cô chết, vậy còn mẹ cô thì sao hả? Toái Toái thì sao hả? Gia đình của cô thì sao hả? Sao cô không biết nghĩ cho bọn họ? Đầu cô bị lừa đá hả? Nghĩ tới việc mình mới bạt tai Lăng Tiếu mắt cái lúc trước, Tần Lạc muốn đổi giọng quát mắng nhưng hắn lại không nghĩ ra câu nào hay ho. Hãy để cho tôi chết đi. Hãy để cho tôi chết đi, Lăng Tiếu há mồm, cúi xuống cắn vào vai Tần Lạc. Bạt vai Tần Lạc đau đớn, hắn vội vàng bóp mạnh huyệt cô tay của cô, lập tức hai hàm răng mất lực. Giết người không chết, tự sát không được. Ngay cả cắn gã khốn nạn này cũng không có sức mà cắn.
lúc này Lăng Tiếu thật sự rất oát ức. Qua! Lăng Tiếu bật khóc, khóc một cách đau đớn đắt trôi dung chuyển mưa sầu gió thảm. Lúc trước Tần Lạc mới giúp Ninh Toái Toái trị thương, lúc này Ninh Toái Toái lại giúp Tần Lạc bôi thuốc lên miệng vết thương. Lăng Tiếu thật sự rất hận Tần Lạc, nên khi cô cắn Tần Lạc, miệng cô thật sự cắm vào thịt bả vai hắn. Máu chảy đầm đìa cũng với vết răng khiến người khác giật mình sợ hãi khi nhìn thấy vết thương. Ninh Toái Toái dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương của Tần Lạc, hai mắt cô đỏ hoe, Tần đại ca. Đau không? Không đau, Tần Lạc cười nói, vết thương này đã là gì? Hoàn toàn không thể so với việc toàn thân đại đầu bị bỏng. Em cảm thấy rất đau đớn, cuối cùng nước mắt từ khóe mắt Ninh Toái Toái cũng lăn xuống. Cô vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, nói, Tần đại ca, xin lỗi anh. Em thay mặt Tiếu Tiếu xin lỗi anh, Tiếu Tiếu không cố ý, chỉ là trong lòng cô ấy khó chịu, cô ấy đã thành người như vậy, anh không nên giận cô ấy, được không? Tần Lạc khẽ thở dài khi nhìn gương mặt xinh đẹp của Ninh Toái Toái như lê hoa đái vũ. Hắn nói, ánh mắt Lăng Tiếu nhìn đàn ông rất kém nhưng năng lực kết giao bạn bè không tệ, lại có một người bạn như em. Toái Toái em hãy yên tâm, anh không tức giận, nói thật bản thân anh cũng bất ngờ khi cô ấy có phản ứng đó. Anh là một thầy thuốc, anh cũng đọc qua mấy bộ sách tâm lý. Bây giờ cô ấy giống như một bình khí ga, nếu như không để cô ấy xả hết sự tức giận và uất ức trong lòng, rất có thể cô ấy sẽ nổ tung. Khi nói câu nào, Tần Lạc phần nào cảm thấy lòng mình trống rỗng. Khi hắn ném con dao xuống đất, hắn thật sự không nghĩ Lăng Tiếu sẽ nhặt và cứa vào cô mình. Những con người đang trong tâm trạng luẩn quẩn khi vào thôi khắc sinh tức sẽ lập tức lấy lại sự tỉnh táo của mình. Có người nào hành động ngu ngốc như Lăng Tiếu không? Lăng Tiếu cũng rất tốt, cô ấy đối với người khác cũng rất chân thành. Chỉ cần cô ấy chấp nhận người nào đó, cô ấy dốc tất cả lòng mình cho người đó. Đấy chính là nguyên nhân cô ấy bị quản tự lừa thê thảm như này. Hai mắt Ninh Toái Toái đỏ hồng, Tần đại ca. Bả vai của anh chảy nhiều máu, để em bôi thuốc giúp anh. Được, Tần Lạc lấy bột phấn kim dũng đưa cho Ninh Toái Toái nói, em hãy dùng thứ này đi. Không thể để lại sẹo, nếu không sẽ không đẹp trai nữa. Không đâu, Ninh Toái Toái nói, cho dù trên người anh toàn là sẹo, trong mắt em, Tần đại ca vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ. Vậy hả, Tần Lạc nói. Hay anh để Tiếu Tiếu cắn mình thêm mấy cái nữa? Anh đáng ghét. Cuối cùng Ninh Toái Toái cũng nín khóc, phá lên cười. Chương 1312, tiếp xúc thân mật. Trách nhiệm đầu tiên của một người đàn ông là làm cho một cô gái vui vẻ. Tần đại ca, Tiếu Tiếu còn làm như vậy không? Ninh Toái Toái lo lắng hỏi, quả thật rất nguy hiểm. Em không thể lúc nào cũng ở cạnh canh chừng cô ấy. Tinh thần của bác gái cũng không quá tốt. Một mình không thể trông cô ấy nếu như cô ấy lại hành động như nãy. Cho dù có ở bên cạnh canh chừng 24 tiếng đồng hồ cũng không thể được. Chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa, Tần Lạc nói. Ầm, không thấy người nhà bọn họ đang ôm nhau khóc sao? Khi anh chưa tới, Lăng Tiếu tự sát là vì cô ấy không thể chấp nhận chuyện bị quản tự phản bội và cái chết của anh ta. Cô ấy tự sát lần thứ hai là vì cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ, cho nên anh công nhận lời của em. Lăng Tiếu, ngoại trừ tính cách bộc tịch, cô ấy quả thật là một cô gái bản tính hiền lành. Đúng vậy, Ninh Toái Toái cuối cùng vui vẻ rạng rỡ như một đứa trẻ được bản thưởng một đóa hồng khi cô nghe Tần Lạc nói tốt về Lăng Tiếu Tiếu. Hai mắt nàng lấp lánh ngập tràn màu sắc, Tiếu Tiếu cũng rất tốt. Cô ấy thích đọc truyện kiếm hiệp của Cổ Long, luôn tưởng tượng bản thân mình chính là một nữ hiệp khách như trong truyện. Khi thấy chuyện bắt bình luôn đứng ra bênh vực kẻ yếu. Trong lớp của bọn em có một sinh viên nam luôn thích chiếm tiện nghi của các bạn gái. Tiếu Tiếu hay dùng điện thoại di động ghi lại hành động bỉ ổi của nam sinh kia rồi chuyển tới các giáo viên. Cô ấy quả thật rất tàn nhẫn, Tần Lạc cười nói. Có lẽ nam sinh viên kia thân bại danh liệt, khó mà có thể tiếp tục học ở trường nữa. Cho dù mặt dày ở lại thì cũng chỉ làm kẻ cúi đầu. Là do, bạn nam kia hành động quá mức, Ninh Toái Toái nói, thật ra tính cách cô ấy rất giống anh. Có ân báo ân, có oán báo oán. Sao em lại biết anh có tính cách đó? Tần Lạc hỏi. Đương nhiên là biết rồi. Em chú ý tới bất kỳ việc làm nào của anh, không hiểu Ninh Toái Toái đã nhớ ra chuyện gì đó mà mặt cô thoáng đỏ hồng như một áng mây. Anh cũng không phải là người chi biết nhường nhịn, thích thỏa hiệp. Mỗi khi có người nào đó nhắm vào anh đều hết sức của mình trả lại. Nói thực em rất thích người có tính cách này nhưng đáng tiếc bản thân em lại không có. Chỉ cần bản thân mình làm tốt là được, Tần Lạc an ủi Ninh Toái Toái, tính cách của em cũng rất hay. Khi nghe anh nói vậy, em cũng thỏa mãn, Ninh Toái Toái cười nói,
quả thật em chỉ mong muốn Tiếu Tiếu có thể bình phục. Nếu thế chúng em có thể cùng nhau đi học, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi du lịch, mua sắm. Có người đã từng nói, trước khi một cô gái tìm được bạn trai người bạn gái thân thiết là quan trọng nhất. Tới khi tìm được bạn trai người bạn gái thân thiết và bạn trai cũng đóng vai trò quan trọng như nhau. Tần Lạc cười nói, vậy tại sao em không có bạn trai? Ninh Toái Toái liếc mắt nhìn Tần Lạc, cô cúi đầu nhìn vết thương của hắn không trả lời câu hỏi này. Ninh Toái Toái không trả lời, Tần Lạc không tiếp tục hỏi, bầu không khí có vẻ tĩnh mịch. Sau khi bôi thuốc vết thương cho Tần Lạc, hai người quay lại phòng bệnh của Lăng Tiếu. Lúc này Lăng Tiếu bình tĩnh hơn nhiều, cô nằm yên trên giường, Lăng Mẫu và Lăng vẫn ngồi hai bên đang nói gì đó. Hai mắt Lăng Tiếu mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói không rằng. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào, Lăng Mẫu và Lăng vẫn cùng đứng dậy. Tần Lạc nhiều lần tới chữa trị cho Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu có thể tỉnh lại nhờ công lao chữa trị của Tần Lạc, nhưng hôm nay Lăng Tiếu làm ra chuyện lấy oán trả ơn khiến lòng người mẹ cực kỳ bất an. Bác sĩ Tần, cô xin lỗi về chuyện ban nãy. Tiếu Tiếu, nó cảm thấy rất uất ức. Cháu là đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân. Cháu đừng để trong lòng, Lăng Mẫu áy náy nói với Tần Lạc. Cô, không có chuyện gì. Cháu có thể hiểu được tâm trạng của Tiếu Tiếu, Tần Lạc mỉm cười an ủi. Cảm ơn cháu, Lăng vẫn không có biểu hiện, thoạt nhìn có vẻ khá gượng gạo. Thế nhưng Tần Lạc hiểu rõ con người anh ta này có gương mặt lạnh, trái tim nồng nhiệt, thật ra tính cách khá giống với em gái mình. Bọn họ không thông thạo trong lời ăn tiếng nói thế nhưng một khi bọn họ chấp nhận một người nào đó, bọn họ tình nguyện giao tính mạng mình cho người đó. Ví dụ như Lăng Tiếu đối với quản tự nhưng chỉ là quản tự không có phúc hưởng thụ mà thôi. Đấy là việc cháu phải làm, Tần Lạc cười nói. Hắn nhìn lướt qua Lăng Mẫu và Lăng vẫn rồi nói, cháu có thể nói riêng với Lăng Tiếu mấy câu không? Lăng Mẫu lo lắng nhìn Tần Lạc rồi bà gật đầu nói, được. Bác sĩ Tần, nếu như Tiếu Tiếu không hiểu chuyện. Cô yên tâm, cháu sẽ không đánh đâu, Tần Lạc cười nói. Người phụ nữ này lại coi hắn như một kẻ thích bạo lực rồi. Bản thân mình nhìn giống người như vậy sao? Cô không có ý đó, Lăng Mẫu xấu hổ nói, cháu là anh nó. Giáo huấn nó một chút cũng không sao. Lăng vẫn không nói không rằng, đi ra khỏi phòng trước. Ninh Toái Toái mỉm cười với Tần Lạc rồi cô đi theo Lăng Mẫu ra ngoài. Khi ra tới ngoài, Ninh Toái Toái còn đóng cửa phòng lại hộ hai người. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Tần Lạc và Lăng Thiếu. Tần Lạc kéo ghế ngồi trước giường Lăng Thiếu, nói, tôi biết cô có thể nghe được lời tỏi nói. Lăng Thiếu không trả lời, sắc mặt của cô, người cô không nhúc nhích. Nếu như không phải đôi mắt của cô vẫn đang mở to, sẽ có người nghĩ rằng cô vẫn chưa tỉnh lại. Tôi biết nguyên nhân vì sao quản tự lại đối xử với cô như vậy, Tần Lạc không thể không đưa ra một liệu pháp mạnh. Quả nhiên Lăng Tiếu có phản ứng, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Khi anh ta đi du học ở nước Mỹ, anh ta đã bị một tổ chức thần bí coi trọng. Căn cứ vào suy đoán của tôi, đây là một tổ chức khổng lồ với mục tiêu là hủy diệt Trung Y, chúng có thực lực khổng lồ. Tài lực vô tận, anh ta căn bản không thể chống lại được. Bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân vì sao sau khi anh ta về nước đã lập nên danh Y Đường chưa? Cô hẳn cũng biết nguyên nhân vì sao anh ta phải giết Lý Lệnh Tây. Bởi vì Lý Lệnh Tây đã biết chuyện ông ta đáng không nên biết. Còn về phần cô, tôi vẫn không hiểu vì sao anh ta lại đổi xứ với cô như vậy. Để lại đâu mối, hay đơn thuần chỉ coi cô là một quân cờ. Tôi nghĩ nhất định anh ta có lý do nào đó. Tần Lạc cười nói. Nói tốt cho đối thủ đã chết của mình quả thật có gì đó rất quái lạ. Đù ù anh ta có lý do bất đắc dĩ thì chúng ta vẫn không thể tha thứ cho anh ta. Vì chính anh ta, Trung Y đã bị tổn hại rất lớn. Lý Lệnh Tây vô tội chết thám, còn cô bị anh ta hại thành người như này. Tất cả đều là tội của anh ta. Anh ta vẫn là một kẻ ác. Tổ chức gì? Lăng Tiếu khàn khàn hỏi, ít nhất lúc này giọng nói của cô bình tĩnh hơn nhiều. Cô không cần biết bởi vì cô không thể chống lại, Tần Lạc nói, thế nhưng tôi có thể nói cho cô biết một thông tin tốt. Một vài người của tổ chức đó đã nhận được sự trừng phạt đáng phải nhận. Anh đối phó với chúng? Một lần nữa Lăng Tiếu hỏi. Là do chúng muốn đối phó với tôi, Tần Lạc cười gượng nói. Có thể dẫn tôi đi theo không? Lăng Tiếu cầu khẩn, nếu như anh đã cho tôi cái mạng này, vậy anh hãy để tôi sống có ý nghĩa một chút. Hội sở hiệp ca. Một quán ba mang phong cách thuần quân nhân. Đồ trang trí bên trong chủ yếu là súng ống, còn cả dao kéo, đạn dược các loại, trong đó có khá nhiều con dao còn loang lổ vết máu, nghe nói là mua từ những anh hùng chiến trận giết người như ngoé. Với những vật đẫm máu người này một khi nằm ở nơi khác,
người ta sẽ nghi ngờ nó là máu người thật hay là máu chó, nhưng khi nằm ở hội sở hiệp ca, không một ai từng nghi ngờ chúng. Bởi vì hội sở hiệp ca là do chiến hiệp ca thành lập, chính là anh hùng chiến đấu của bộ đội đặc chủng Đông Na, cũng là đội trưởng tiền nhiệm. Vì không cẩn thận nên bị lựu đạn nổ gãy một chân nên giải ngũ về mở quán bar này. Bản thân anh ta chính là nhân vật huyền thoại, hơn nữa còn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều đồng đội cũ nên kinh doanh của quán bar này rất tốt ở đất Yến Kinh. Đặc biệt là những nam nhân viên cao to, đẹp trai phục vụ trong bộ quản phục bó sát người, những nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp trong bộ quản phục hải quân đi lại giữa đám khách hàng, hấp dẫn ánh mắt nóng bỏng của rất nhiều người. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, bọn họ đều dùng thuốc màu hóa trang gương mặt vằn vện. Mặc dù không nhìn rõ gương mặt bọn họ nhưng vẫn có cảm giác được trên người bọn họ tràn ngập khát vọng chinh phục và lực chiến đấu. Hôm nay là ngày đáng ăn mừng, tôi kính anh một chén. Lăng vẫn bưng chén rượu, nhìn Tần Lạc nói. Quả thật là một ngày đáng chúc mừng, cũng ly Tần Lạc cười nói. Hắn hiểu rõ Lăng vẫn mời hắn đi uống rượu chính là muốn cảm ơn cứu mạng Lăng Thiếu, cũng như muốn phát tiết niềm vui trong lòng. Trong những ngày Lăng Thiếu hôn mê, là một người anh, lòng Lăng vẫn như có một tảng đá đè nặng. Anh ta không có một ngày thoải mái. Hôm nay, cuối cùng tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã rơi xuống, cả người Lăng vẫn thư thái như muốn bay lên. Lăng vẫn ngẩng đầu, ừng ực, uống cạn cả một ly rượu to. Tần Lạc trợn tròn mắt, hắn chỉ nói là cùng ly chứ không nói là uống cạn ly mà. Thế nhưng Lăng vẫn đã uống cạn chén của mình, hắn không uống cạn không phải sẽ không có nghĩa khí sao? Nghiến răng, Tần Lạc cũng ngẩng đầu uống ly rượu. Thà rằng uống chết cũng không thể để người khác nói mình là tiểu bạch kiểm, hơn nữa quả thật Tần Lạc rất quý trọng tình hữu nghị với Lăng Vẫn. Phụt. Tần Lạc không nín được, hắn phun ra một ngụm rượu trong miệng. A! À, tiếng kêu chói tai của một người phụ nữ vang lên bên cạnh. Hiển nhiên là cô đã trúng chiêu của Tần Lạc, nhận được nước miếng và rượu từ trong miệng Tần Lạc phun ra. Chương 1313, 11 cây ngân châm. Lăng vẫn uống một hơi cạn ly, Tần Lạc uống mấy ngụm chỉ hết nửa ly. Khi nhìn thấy nước miếng của mình phun vào người khác, Tần Lạc vội vàng đặt ly rượu xuống, rút khăn tay chạy tới nói, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý, để tôi lau cho cô. Anh có mắt không hả? Một mỹ nữ cao giáo thở hổn hển nhìn Tần Lạc mắng. Trên tóc, trên quần áo, mặt của cô ta dính đầy rượu, trông rất nhếch nhác. Có biết uống rượu không hả? Nếu không biết uống rượu về nhà mà uống nước hoa quả. Chạy tới nơi này giả bộ làm người có khí phách làm gì hả? Còn không uống được một ngụm, sao anh không nghẹn chết đi? Xin lỗi, xin lỗi. Tần Lạc giơ tay về phía mặt cô gái nói, tôi nôn nóng uống nên không chú ý. Sờ cái gì mà sờ? Bà đây để cho anh lau hả? Cô gái kia không những không cảm ơn mà còn vung tay hất tay Tần Lạc ra. Muốn giở trò cũng phải tìm cách khác. Hàng như anh lão nương đây thấy nhiều rồi, cút đi, nhìn cái gì mà nhìn. Cô à, tôi thật sự không muốn dở cho. Tần Lạc oan ức nói. Bảo anh cút đi, anh không nghe thấy sao? Một người đàn ông to con ngồi bên cạnh người phụ nữ quát, sắc mặt gã lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn, trông có vẻ như xuất thân từ quân nhân hay chính là một sát thủ. Sau khi tiếp xúc với hai kiểu người này, Tần Lạc nhận ra quân nhân và sát thủ là hai nghề nghiệp có rất nhiều điểm chung. Đương nhiên chức trách của bọn họ đều là giết người. Nói chuyện hãy khách khí một chút. Lăng vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông to con nói. Nước miếng của Tần Lạc không phun vào mặt anh ta mà lại phun sang một bàn khác khiến người phụ nữ bên kia gặp tai bay vạ gió. Đúng là quá xui xẻo. Tôi vẫn còn nói chuyện với anh ta đã là khách khí lắm rồi. Ánh mắt người đàn ông to con sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lăng vẫn nói. Gã đã nhận ra từ người đàn ông trước mặt này một khí thế rất giống mình. Nếu như gã đoán không sai thì người đàn ông này cũng có nghề nghiệp như bọn họ. Bạn tôi không cố ý. Lăng vẫn nói. Anh ta chỉ vào người phụ nữ cao cao nói, bạn của anh rất gây sự. Dù không cố ý cũng không quan trọng, chỉ cần anh ta cút ngay là được. Gã to con không nhường nhịn dù chỉ một bước. Cho dù gã lấy một địch hai cũng không nghĩ mình sẽ thất bại. Tần Lạc nhíu mày, người phụ nữ bị hắn phun nước miếng mắng lầm hắn thành kẻ ám gái, quát mắng hắn vài câu cũng chẳng sao. Thế nhưng khi một người đàn ông nói gay gắt như vậy, hắn không nhẫn nhịn được. Tôi đã nói xin lỗi rồi. Tần Lạc nói. Không cần phải đối xử với nhau tới mức không bỏ qua như vậy, có được không? Đối phó với một kẻ hám gái như anh, không đánh vào mặt anh coi như đã khách khí lắm rồi. Thế nào, còn muốn lão nương mời anh ngồi xuống uống một chén sao?
Người phụ nữ kia nói chuyện rất chanh chua, độc địa khiến người ta rất khó chống đỡ. Vốn Tần Lạc còn muốn dàn xếp với người phụ nữ này, tiếp tục uống rượu với Lăng Vẫn. Bây giờ hắn bị cô ta nói xấu, tâm trạng khá bực tức. Tần Lạc liếc nhìn người phụ nữ nói, tôi giở trò với cô như thế nào? Anh, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Tần Lạc vẻ chán ghét. Anh cố tình phun rượu lên người tôi sau đó muốn nhân cơ hội giở trò với tôi. Cháu van chú à, chiêu thức đó đã sớm lỗi thời rồi mà. Lúc này Tần Lạc tức giận tới mức thở hổn hển. Cô ta đổ oan cho mình nhân cơ hội giở trò vẫn chưa tính, lại còn gọi mình là chú. Cô ta dựa vào cái gì mà gọi mình là chú? Cô ta dựa vào cái gì mà gọi mình là chú? Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, gã đàn ông to con có vẻ không nhịn được nữa. Gã nói, mời các người đi cho. Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa uống hết rượu, Lăng vẫn nói. Vì ăn mừng sự bình phục của Tiếu Tiếu, anh ta gọi 12 chai rượu. Lúc này mới uống hết chai thứ nhất, sao có thể về ngay được? Lúc này không đi, sau sẽ không còn cơ hội nữa, xem ra gã to con không muốn nhắm mắt làm ngơ. Gã nhất định phải đuổi Tần Lạc. Vậy khiến anh phải thất vọng rồi, bản tính kiêu ngạo của Tần Lạc đã bị đánh thức. Hắn đi tới ngồi xuống chỗ của mình, nói, lúc nãy nếu anh không sờ loạn trên người cô ta tôi sẽ không phải phun rượu ra ngoài. Quả thật không phải Tần Lạc phun rượu một cách vô cớ mà hắn bị hai người đối diện chọc. Khi hắn ngửa cổ uống rượu, ánh mắt hắn chú ý tới hành động của một đôi nam nữ ngồi ở bàn bên cạnh. Bàn tay của người đàn ông để bên dưới bàn đang xoa nắn đùi non của người phụ nữ, cực kỳ kích thích bản năng, nhưng sắc mặt cả hai lại giả bộ cực kỳ nghiêm túc, giống như cả hai đang đàm phán một vụ làm ăn. Khi nghe Tần Lạc nói vậy, sắc mặt gã to con trở nên âm trầm. Gã đi tới trước mặt Tần Lạc, sắc mặt âm trầm, quát, mày nói cái gì? Tôi nói lúc nãy anh dở cho, Tần Lạc cười nói, biểu hiện một đằng, bí mật làm một kiểu. Xem ra mày rất không biết điều, gã to con nói. Gã giơ tay vỗ rất nhanh về phía đầu Tần Lạc. Lăng vẫn một mực chú ý tới gã to con. Khi nhìn thấy gã ra tay, anh ta cũng vung quyền đánh về phía gã. Phản ứng của Tần Lạc cũng không chậm. Hắn cầm ly rượu trong tay hất ra. Gió đông thổi, chống trận nổi. Lúc này đánh nhau, ai sợ ai. Lấy hai địch một, theo lý mà nói gã to con nhất định thất bại. Điều bất ngờ là gã dùng tay trái đỡ đòn tấn công của Lăng vẫn, tay phải vung lên bắt chiếc ly thủy tinh trong tay Tần Lạc. Cho dù Tần Lạc dùng sức thế nào đi nữa, hắn không có cách nào đoạt lại trong tay gã to con. Một màn cực kỳ kinh khủng xuất hiện. Gã to con tăng sức, chiếc ly thủy tinh bắt đầu xuất hiện vết rạn. Răng rắc, một tiếng giòn tan vang lên, chiếc ly thủy tinh dày đã bị gã bóp nát, trong khi đó bàn tay hộ pháp của gã không bị bất kỳ thương tổn nào, giống như được bao phủ một lớp sắt bên ngoài vậy. Thiết Xa Trưởng, Tần Lạc lui lại sau từng bước một, nhèo mắt đánh giá gã to con. Có chút nhãn lực, gã to con tự phụ nói. Lăng vẫn mới chạm một quyền với gã, nắm tay phải đau đớn. Rõ ràng công phu của đối phương cao hơn anh ta khá nhiều. Anh bạn thuộc hệ thống nào? Lăng vẫn tức giận nhìn gã to con hỏi. Lôi Hổ, Kiếm Đông Nam, gã to con nói. Thiết Trưởng Lôi Hổ, Lăng vẫn kinh hãi thốt lên. Anh biết tôi. Đã từng nghe nói, Lăng vẫn nói. Xưng hô thế nào? Lôi Hổ nhìn chằm chằm vào Lăng vẫn hỏi. Ưng Dực, Lăng vẫn cũng tự báo danh. Đã nghe nói về Ưng Dực nhưng không nghe nói về anh bạn Lôi Hổ, cười khinh miệt. Lăng vẫn tức giận, bọn họ không thuộc bộ đội đặc chủng nên quả thật danh tiếng không lẫy lừng như đám người kia. Tôi đã từng nghe nói về Kiếm Đông Nam nhưng tôi không được nghe nói về anh, Tần Lạc cười nói. Hắn không nói dối, Kiếm Đông Nam là một trong 10 đại bộ đội đặc chủng Trung Quốc nhưng hắn lại chưa từng nghe nói về Thiết Trưởng Lôi Hổ này. Thế nhưng khi câu nói này lọt vào tai Lôi Hổ thì đó lại là sự sỉ nhục. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lôi Hổ khẽ gầm lên một tiếng, một lần nữa xòe bàn tay như cái quạt vỗ tới người Tần Lạc. Lăng vẫn lo lắng Tần Lạc bị hại liền vọt tới trước mặt đối mặt với Lôi Hổ. Anh ta chỉ còn cách làm như vậy để giảm bớt áp lực cho Tần Lạc. Binh! Nắm tay Lăng vẫn bị Lôi Hổ chụp lấy, cả người anh ta bay ngược lại sau. Âm thanh va chạm vang lên liên tục, bên tai Lăng vẫn liên tục đụng phải mấy cái bàn. Có người thét lên kinh hãi, có người gào lên, có người huýt sáo trầm trồ khen ngợi. Lăng vẫn chỉ có thể coi là quân chính quy, trong khi đó Lôi Hổ thuộc bộ đội đặc chủng. Điều này chẳng khác gì một binh lính đối đầu với đại đầu, quân sư. Thực lực hơn kém nhau quá lớn, căn bản không thể chống lại. Lúc này Tần Lạc hoàn toàn nổi giận. Người khác là dùng tiền khinh người,
dùng quyền khinh người còn gã này quả thực dùng sức lực khinh người. Thủ pháp không giống, tính cách cũng cực đáng hận. Không nói không rằng, nắm tay đánh về hướng Lôi Hổ. Lôi Hổ cười nhạt. Thân thủ lăng vẫn không tệ, vẫn bị thiết xa trưởng của Lôi Hổ đánh bay. Tần Lạc chỉ là một gã da mịn, thịt mềm, có thể chiếm được lợi thế nào từ gã không? Chỉ sợ là một trưởng này đánh trúng, các khớp xương của hắn gãy vụn hết. Tần Lạc như là không ý thức được thực lực hai bên cách nhau quá xa, nắm tay hắn dũng cảm đánh tới. Lôi Hổ cũng động. Bàn tay vươn ra, hung hăng đánh tới nắm tay Tần Lạc. Binh! Nắm tay Tần Lạc và đại trưởng của Lôi Hổ tiếp xúc với nhau. Không có cú va chạm kinh thiên động địa, Tần Lạc cũng không bị đánh bay trở lại như đã dự đoán trước, mà ngược lại Lôi Hổ giống như đã chịu tổn thương rất lớn, khẽ thốt lên tiếng kêu đau đớn. Chẳng lẽ quyền pháp của tiểu tử này còn bá đạo hơn cả thiết xa trưởng? Câu trả lời đã khẳng định. Nếu như coi cây ngân châm trong lòng bàn tay Tần Lạc chính là quyền pháp. Trong lòng bàn tay Tần Lạc có 11 cây ngân châm. Đó là những cây ngân châm sau khi trị liệu cho Lăng Tiếu. Tần Lạc giấu chúng trong tay áo, đầu tiên hắn dùng tay phải dẫn dụ Lôi Hổ ra chiêu, sau đó bàn tay trái nắm ngân châm đánh ra thay thế bàn tay phải. Lôi Hổ biến chiêu không nhanh bằng, hơn nữa gã không từng nghĩ tới việc đối chiêu. Gã có thiết xa trưởng, gã không gì không làm được. Vì vậy trưởng của gã bị ngân châm đâm xuyên qua. Người ức hiếp người khác sẽ bị 11 cây ngân châm đâm xuyên qua, Tần Lạc cười nhạt nói. Chương 1314, rốt cuộc những người này muốn chơi trò gì? Đau đớn, đau thấu tim. Lôi Hổ có thiết xa trưởng nhưng điều này chỉ đại biểu cho bàn tay cứng hơn những vật thể bình thường khi va chạm, không có nghĩa là bàn tay gã đao kiếm không chém được. Dù gì đi nữa đó vẫn chỉ là một bàn tay thịt mà thôi. Tần Lạc đùa bỡn. Chí trá khiến Lôi Hổ không kịp biến chiêu, hơn nữa cả gã và Tần Lạc cùng dùng sức, mặc dù ngân châm rất mảnh nhưng cực kỳ dẻo dai. Vì vậy toàn bộ ngân châm đâm thủng da thịt, xuyên qua bàn tay đâm ra sau mu bàn tay. Bàn tay Lôi Hổ biến thành con nhím nếu như thực sự có con nhím giống như vậy. Mày đáng chết, Lôi Hổ nghiến răng nghiến lợi quát to. Chết hay không chết không phải do anh quyết định, Tần Lạc cười nhạt nói. Hãy để chủ các vị ra đi. Các vị tự nhiên chạy tới chọc tôi nhất định là có âm mưu. Sắc mặt người phụ nữ cứng đơ nhưng rồi cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Nhưng Lôi Hổ hung ác nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói, chủ của tao là đất nước. Đừng có tự rát vang vào mặt mình, Tần Lạc cười nói. Mặc dù chức trách và nhiệm vụ của quân nhân là phục vụ đất nước thế nhưng anh trông không giống một quân nhân có đầy đủ tư cách. Mày đang sỉ nhục tao. Anh nghĩ sao thì là như vậy, Tần Lạc thờ ơ nói. Lăng vẫn bị Lôi Hổ đánh bay đi, sắc mặt anh ta không nén được giận. Sau khi gắng gượng đứng lên, phát hiện ra Tần Lạc vẫn chống đỡ được với Lôi Hổ. Lăng vẫn giật mình kinh hãi. Anh ta rất lợi hại, Lăng vẫn nói. Tôi biết, Tần Lạc gật đầu. Lôi Hổ này quả thật thân thủ khá tốt, ngay khi đối đầu với đại đầu cũng chưa chắc đã thất bại. Xem ra có thể trở thành một trong 10 bộ đội đặc chủng của Trung Quốc, bọn họ cũng có thực lực nhất định. Từ khi hội sở hiệp ca được thành lập tới nay vẫn chưa từng xảy ra xô xát. Chỉ có kẻ bị lừa đá vào đầu mới tới nơi này gây sự. Bạn phải biết rằng mặc dù chiến hiệp ca bị đứt một chân nhưng thực lực của anh ta không tệ. Những kẻ côn đồ bình thường không đáng nhét kẽ răng cho anh ta. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là những đồng đội ngày xưa cũng tới cổ vũ cho anh ta. Có ai dám trêu chọc vào những người đã từng giết người, thấy máu không? Bên này phát sinh sự cố lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Ngoại trừ một số người lựa chọn cách bỏ đi, phần lớn mọi người đều tập trung tới, sắc mặt hào hứng nhìn kịch vui. Thế nhưng điều khiến Tần Lạc lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Nơi này là nơi nào? Là hội sở hiệp ca, mà hội sở hiệp ca có thể nói chính là đại bản doanh của Kiếm Đông Nam. Tối hôm nay không chỉ có một mình Lôi Hổ này ở đây uống rượu với bạn gái mà còn có 2 vị, 3 vị, 4 vị. Đúng vậy, còn 4 đội viên khác của Kiếm Đông Nam cũng có mặt ở nơi này. Quân nhân chú trọng nghĩa khí và đoàn thể. Khi bọn họ nhìn thấy đồng đội của mình bị hại lập tức tiến lại gần, hình thành thế bao vây xung quanh. Khi nhìn thấy bọn họ đi tới, Tần Lạc không khỏi có phần căng thẳng. Hắn cười tủm tỉm nhìn Lôi Hổ, trước kia chúng ta có oán thù không? Không có. Vậy tại sao anh lại xuống tay với tôi? Là chính mày tự tìm lấy, Lôi Hổ tức giận quát to. Đừng quên là chính mày phun rượu vào bạn tao trước. Vấn đề là vì sao các vị hết lần này tới lần khác tới ngồi bên cạnh tôi?
Tần Lạc nghi ngờ hỏi vì hắn nhớ rất rõ, khi hắn và Lăng vẫn tìm được vị trí tốt, sau đó đôi nam nữ này mới đi tới ngồi bên cạnh hai người bọn họ. Nhà mày mở quán bar này hả? Tại sao tao không thể ngồi bên cạnh mày? Lôi Hổ bị Tần Lạc khiến cực kỳ tức giận. Hơn nữa trước đó ai biết mày là ai hà? Lôi Hổ, nói nhảm với hắn làm gì? Một gã nhỏ bé, tóc húi cua hô to. Đánh nó tàn phế đi, một gã cao gầy lên tiếng. Hai người còn lại không nói không rằng, nhưng cả hai đã lặng lẽ từ phía sau tiến tới gần Tần Lạc. Lăng vẫn kinh hãi. Lấy hai địch năm, hơn nữa căn cứ vào thực lực thua sút của mình, hai người bọn họ thực sự không có cơ hội chiến thắng. Vì vậy một lần nữa Lăng vẫn tiến lên trước Tần Lạc. Cho dù là chết thì chính mình sẽ chết trước. Khi nhìn thấy hành động của Lăng vẫn, Tần Lạc biết bản thân mình đã không chọn lầm người. Quả nhiên Lăng vẫn chính là người như vậy, chỉ cần là người anh ta chấp nhận, anh ta có thể giao cả tính mạng mình. Tần Lạc vỗ vỗ bả vai Lăng vẫn, hắn một lần nữa đi lên trước Lăng vẫn. Các người đừng có hành động thiếu suy nghĩ, Tần Lạc nói. Đây là mệnh lệnh sao? Một gã thấp lùn cười khinh miệt hỏi. Cứ coi là như vậy đi. Tần Lạc rút từ trong túi ra một tấm thẻ bài màu nâu, Long Vương đã trả lại cho hắn tấm minh bài của người sáng lập Long Tức. Sắc mặt mấy người cứng đơ khi nhìn thấy tấm thẻ bài này. Long Vương là vua của bộ đội đặc chủng, Long Tức chính là cái nôi của bộ đội đặc chủng Trung Quốc, nói cách khác Long Tức không thuộc nhóm 10 bộ đội đặc chủng Long Tức, nhưng huấn luyện viên và người sáng lập 10 bộ đội đặc chủng Trung Quốc phần lớn xuất thân từ Long Tức. Tấm thẻ bài này của Tần Lạc không thể ra lệnh cho bọn họ. Cũng không thể bắt bọn họ, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không nhìn thấy tấm thẻ bài này, ít nhất bọn họ sẽ phải có thái độ tôn trọng với người giữ tấm thẻ bài này. Hai mắt Lôi Hổ mở to, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm minh bài trong tay Tần Lạc. Rồi gã gào lên, đây là giả, nhất định là giả, sao hắn có thể có tấm thẻ bài này, nhất định hắn làm giả. Đúng, nhất định là giả, gã đầu húi cua nói. Trước tiên chúng ta chế ngự hắn, sau đó tìm người tìm hiểu xem tấm thẻ bài này thật hay giả. Bọn họ muốn trước tiên đánh người, còn về phần hậu quả. Cùng lắm thì bị phạt giam 1 tháng. Đó là coi như sự việc nghiêm trọng lắm rồi. Hai người cô vũ, những người khác đều động lòng. Một lần nữa cả đám đều tiến gần tới Tân Lạc và Lăng vẫn ở giữa. Dừng tay, một tiếng quát vang lên. Tiếp theo một người đàn ông, thản hình cao lớn, gương mặt ngổn ngang vết thương từ phòng bên trong đi ra. Mày rậm, mắt ưng, sát khí kinh người. Bước đi của anh ta theo một thói quen, bàn chân trái nặng nề bước, sau đó mới nhẹ nhàng giơ đùi phải lên, chậm rãi bỏ xuống, bởi vậy động tác của anh ta rất chậm, thoạt nhìn còn có vẻ quái dị. Nhìn thấy không, anh ấy chính là Chiến Hiệp Ca. Hả, trời ơi, anh ấy chính là người nổi tiếng đó hả? Rốt cuộc đã nhìn thấy con người thật rồi. Chụp đi, chụp đi, bình thường anh ấy không xuất hiện. Xem ra ở mỗi lĩnh vực đều có nhân vật nổi tiếng riêng. Ví dụ như Chiến Hiệp Ca này, anh ta chính là thần tượng của những nam nữ thanh niên tới quán bar này vui chơi. Khi nhìn thấy anh ta đang đi tới, khá nhiều người kích động kêu gào. Chiến Hiệp Ca vẫn duy trì rất tốt tư thế quân nhân, sống lưng thẳng tắp, khi bước đi mắt nhìn không chớp. Chiến Hiệp Ca không nhìn những người đang hò hét xung quanh, anh ta đi thẳng tới trước mặt Lôi Hổ. Quát, xảy ra chuyện gì? Đội trưởng có vẻ Lôi Hổ rất sợ Chiến Hiệp Ca, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Anh ta phun rượu vào người bạn tôi. Tôi tới hỏi, anh ta ra tay đánh người. Có chuyện như vậy sao? Chiến Hiệp Ca hỏi lại. Đúng vậy, Lôi Hổ nói. Gã giơ bàn tay dính đầy ngân châm của mình ra. Nói, đội trưởng, anh xem này. Chiến Hiệp Ca quay người đi tới trước mặt Tần Lạc hỏi, có thể cho tôi xem tấm thẻ bài trong tay anh không? Tần Lạc gật đầu, đưa thẻ bài cho Chiến Hiệp Ca. Chiến Hiệp Ca nhận thẻ bài nhìn qua một lát rồi hai tay cầm trả lại Tần Lạc. Đợi sau khi Tần Lạc tiếp nhận tấm thẻ bài, Chiến Hiệp Ca đột nhiên giơ tay chào Tần Lạc. Chiến Hiệp Ca, đội trưởng đã rời khỏi cương vị công tác của Kiếm Đông Nam báo cáo thủ trưởng, giọng nói của Chiến Hiệp Ca trầm trầm, rất có lực. Tần Lạc cất tấm minh bài đi, xua tay nói, tôi không phải là thủ trưởng, tôi chỉ là một thầy thuốc. Bác sĩ Tần, Chiến Hiệp Ca hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gạt đầu hỏi, anh biết tôi. Rất nhiều người biết anh Chiến Hiệp Ca không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tần Lạc. Ánh đèn trong quán bar mờ ảo. Chỉ cần người mắt cận thị thì dù ngồi chung bàn cũng không thể nhìn thấy rõ mặt người ngồi đối diện. Chiến Hiệp Ca này chỉ nhìn một lần đã nhận ra thân phận của Tần Lạc. Chiến Hiệp Ca quay người quát Lôi Hổ, xin lỗi. Đội trưởng Lôi Hổ cực kỳ không cam lòng, nhưng Chiến Hiệp Ca rất có uy tín đối với bọn họ.
Mặc dù bây giờ chiến hiệp ca đã rời khỏi chức vụ, bọn họ tuyệt đối không dám ngỗ nghịch với anh ta. Tôi nói xin lỗi, chiến hiệp ca nói. Tần Lạc mỉm cười. Rốt cuộc những người này muốn chơi trò gì vậy hả? Chương 1315, mục tiêu của anh ta là tôi. Âm nhạc trong quán ba ầm ĩ, ánh sáng mờ ảo. Vì muốn tạo ra bầu không khí mờ ảo, mông lung lại cực kỳ mập mờ, vì tạo điều kiện thuận tiện cho các cặp nam nữ yêu nhau, vì muốn cho người ta có thể dễ dàng rơi vào trạng thái đê mê, hoàn toàn giải phóng bản thân, đương nhiên những ngọn đèn trong quán ba đều là đèn nhỏ mờ ảo. Khi những ngọn đèn như vậy chiếu ánh sáng xuống, rất khó có thể phân biệt được người ngồi bên cạnh mình là nam hay nữ. Đương nhiên là tránh để nhận ra một vài thần tượng, hay danh nhân văn hóa ở trong và quấy rối. Gần đây danh tiếng Tần Lạc nổi như cồn ở Yến Kinh, có vẻ như không người nào không biết, không người nào không hiểu. Thế nhưng hắn là người khá thu mình. Khi tới quán ba cùng với Lăng vẫn đã chọn một góc khuất, tối. Dù vẫn có thể nhìn thấy trường bào mặc trên người nhưng đây không phải là chiêu bài duy nhất của hắn. Bạn nên biết rằng hiện nay ở Yến Kinh có khá nhiều thanh niên cũng thích mặc loại quần áo này. Khi mặc bộ quần áo này đi ra ngoài có thể giả bộ ngầu. Có vài người thật sự ngầu nhưng cũng có người chỉ giả bộ. Bởi vì xảy ra xung đột nên âm nhạc trong quán bar đã bị tắt. Không tắt không được. Âm nhạc ồn ào như vậy, hai bên gây chuyện mắng chửi nhau, bên kia sẽ không thể nghe thấy. Điều này ảnh hưởng tới việc giao tiếp trực tiếp. Thế nhưng sau khi bị chiến hiệp ca nhận ra thân phận các khách hàng trong quán bar biết Tần Lạc, thầy thuốc thần tượng của mình cũng có mặt trong hội sở hiệp ca. Trời ơi, anh ấy chính là Tần Lạc. Tần Lạc, Tần Lạc. Em yêu anh, một cô gái ăn mặc rất tiết kiệm vài tay cầm điện thoại di động đang chụp ảnh, miệng liên tục gào thét. Không phải cậu mới nói thích chiến hiệp ca sao? Cô gái bên cạnh cười hỏi. Chiến hiệp ca cũng thích nhưng tớ yêu mến Tần Lạc hơn. Tần Lạc lại không thiếu một chân, cô gái kia thản nhiên trả lời. Hả, chiến hiệp ca là một thái giám hả? Người bạn gái bên cạnh kinh ngạc hỏi. Vừa nghe qua đã biết đây là lần đầu tiên cô ta tới quán bar này nên không biết truyền thuyết về chiến hiệp ca. Cậu đúng là lưu manh, cô gái kia véo người bạn của mình, khó chịu nói, tớ không nói cái chân kia. Ý tớ muốn nói là chân thật kia, cậu không thấy hả, chiến hiệp ca đi rất lạ, thấy không, chân phải của anh ấy là giả đó. Ồ, thì ra là như vậy, tớ cứ nghĩ cậu đã cùng anh ấy trên giường nên mới biết anh ấy không có ba chân. Không ít người bắt đầu hô tên Tần Lạc, nhiều người bắt đầu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Tần Lạc. Điều này khiến Tần Lạc thầm cảm thấy tự hào. Danh tiếng của hắn rõ ràng nổi hơn chiến hiệp ca nhiều. Chiến hiệp ca quay người quát to, xin các vị hãy tuân theo quy định của hội sở. Không được phép quay, chụp trong hội sở hiệp ca. Sau khi nghe thấy câu nói của chiến hiệp ca, rất nhiều người cắt di động đi. Người hiểu rõ tính cách của chiến hiệp ca biết anh ta không nói chỉ để mà nói. Nếu như bạn làm trái với quy định của anh ta, rất có thể bọn họ sẽ bị đám nhân viên phục vụ ăn mặc như binh lính kia quẳng ra ngoài. Sau khi thấy tiếng quát của mình có hiệu quả, chiến hiệp ca quay người. Xin lỗi, chiến hiệp ca khẽ quát. Đội trưởng lúc này gương mặt lôi hổ rất khó coi, dáng vẻ uất ức như phát khóc. Bạn của gã bị người ta nhổ nước miếng vào người, bàn tay gã bị người ta biến thành cái sàng, bản thân phải xin lỗi người ta sao? Con mẹ nó, sao mạng mình lại khổ như vậy chứ? Các người không biết minh bài đại diện cho cái gì sao? Chiến hiệp ca lạnh lùng quát. Lúc này chiến hiệp ca không chỉ nhắm vào Lôi Hô mà còn cả mấy đội viên kiếm Đông Nam kia. Không một ai dám lên tiếng, cũng như không biết cách trả lời thế nào cho phải. Nói không biết chính là gạt người khác. Nếu đã biết sao còn dám động thủ. Khi nhìn thấy ánh mắt của đám thuộc hạ trước kia lẩn tránh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mình. Chiến hiệp ca chán nản xua tay nói, thôi được, tôi đã không còn là đội trưởng nữa à, không có quyền tiếp tục chỉ huy các người. Các người đi đi. Đội trưởng hai mắt lôi hổ đỏ hồng, mấy người bọn họ đây đều chính tay đội trưởng mang ra từ trong lửa đạn trải qua sinh tử, gây dựng nên tình cảm cực kỳ sâu nặng. Vì chiến hiệp ca tuổi nhiều nhất, tư cách từng trải lại là đội trưởng cho nên rất được bọn họ ủng hộ. Mỗi người đều coi chiến hiệp ca như huynh trưởng, phụ thân. Bây giờ chiến hiệp ca nói rằng, tôi không còn là đội trưởng của các người khiến bọn họ thật sự bị tổn thương. Hai mắt của đám người đầu đội trời chân đạp đất đều đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn xuống má. Chiến hiệp ca nhìn Tần Lạc nổi, đó là huân chương vinh dự, là truyền thừa anh hùng. Các người không tôn trọng vinh dự, không tôn trọng anh hùng, các người còn tư cách là huynh đệ của chiến hiệp ca này không? Lôi hổ quay mặt, đi nhanh tới chỗ Tần Lạc. Lăng vẫn lo Lôi hổ lại ra tay,
anh ta lại tiến lên đứng trước Tần Lạc. Không việc gì, Tần Lạc cười nói, anh ta không đả thương được tôi. Lăng vẫn đỏ mặt, thầm nghĩ, thực lực của mình còn không bằng một thầy thuốc. Quá mất thể diện, xem ra sau này nhất định phải chăm chỉ luyện tập mới được. Lôi Hổ đứng lại cách Tần Lạc 2 mét, sau đó gã cúi đầu 90 độ. Nói, xin lỗi. Những đội viên khác thấy Lôi Hổ dẫn đầu, cũng theo thứ tự đi tới trước mặt Tần Lạc. Cúi đầu xin lỗi thế nhưng thái độ không thực sự thành khẩn, chỉ làm cho qua lượt. Không sao, không đánh nhau thì không quen biết. Sau này mọi người chính là bạn bè, Tần Lạc cười nói. Chiến hiệp Ca bưng hai ly rượu từ quầy ba lại, đưa một ly cho Tần Lạc. Nói, rất xin lỗi chuyện hôm nay. Tôi dùng ly này xin lỗi. Nói xong chiến hiệp Ca ngửa cổ, uống cạn ly. Tốc độ uống của anh ta rất nhanh, chỉ sau 2-3 ngụm đã cạn một ly to. Bất đắc dĩ Tần Lạc chỉ còn cách liều mình bồi tiếp. Vì vậy Tần Lạc ngửa cổ, mọi người đứng trước mặt hẳn kể cả Lăng vẫn đều tránh đi. Tất cả mọi người đều sợ một lần nữa Tần Lạc phun ra. Điều này khiến anh bạn Tần Lạc rất bi thương. Cạch, chiến hiệp Ca đặt ly rượu ở trên quầy ba, nói to, mọi người vui chơi vui vẻ. Nói xong anh ta quay người, bước đi thong thả từng bước một. Đám người Lôi Hổ liếc nhìn Tần Lạc một cách độc ác rồi cũng đi theo sau chiến hiệp. Ca, chiến hiệp Ca vừa rời đi, đám khách vội vàng ùa tới. Tần Lạc, anh có thể ký tên cho em không? Bác sĩ Tần tôi mời anh uống một chén được không? Bác sĩ Tần anh có biết cách làm to ngực không? Ngực của em chỉ cỡ 36D, anh có thể biến thành cỡ E không? Ôi, anh đừng bỏ chạy, anh còn chưa sờ vào nó mà. Người nổi tiếng cũng có nỗi khổ của người nổi tiếng. Tần Lạc hoàn toàn cảm nhận được điều này. Bởi vì thân phận đã bại lộ, lại bị nhiều cô gái, thiếu phụ vây xung quanh làm phiền, Tần Lạc và Lăng vẫn bỏ chạy trối chết. Khi đã ngồi trên xe đang chạy với tốc độ rất nhanh, hai người mới cảm thấy thư thái. Trước kia anh đã từng tới nơi này sao? Tần Lạc hỏi. Đã tới rồi, Lăng vẫn nói, đã tới cùng chiến hữu, bởi vì biết nơi này do lão đại của Kiếm Đông Nam mở nên tất cả mọi người đều thích tới nơi này. Người tới nơi này đều là quân nhân cũng như sùng bái thần tượng, tình huynh đệ. Quả thật chiến hiệp Ca chính là một chuyên kỳ. Tần Lạc gật đầu nói, quả thật một người bị đứt chân đã rời khỏi cương vị đội trưởng mà vẫn còn khiến đội viên tin phục như vậy. Người không có năng lực không thể làm thế được. Lăng vẫn gật đầu nói, anh nói với Lôi Hổ để chủ nhân anh ta tới gặp anh, thật sự sao, anh ta có người sai khiến sao? Không biết, Tần Lạc lắc đầu. Vậy anh không biết sao còn bảo chủ nhân người ta tới gặp anh? Tôi chỉ nói thế thôi cũng không mất tiền mà, Tần Lạc nói, bây giờ tôi đang bị đám người ngông cuồng vọng tường dồn ép. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào cố tình tới gần tôi đều có cảm giác người đó có mưu đồ. Lăng vẫn không biết nói gì, anh ta thầm nghĩ, may là mình sớm biết anh ta, nếu không tiểu tử này cũng cho là mình có mưu đồ. Thế nhưng chiến hiệp Ca này có gì đó kỳ quái, Tần Lạc nói. Điều gì kỳ quái? Một loại cảm giác, Tần Lạc suy tư nói, trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với anh ta. Không biết tính cách anh ta thế nào, có lẽ anh ta vốn là người như vậy, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy anh ta đang lấy lòng tôi. Anh ta có thể mời tôi uống ly rượu, bỏ qua xung đột, anh ta hoàn toàn không cần bắt đám người Lôi Hổ xin lỗi tôi. Không phải vì tấm thẻ bài trong tay anh sao? Lăng vẫn hỏi. Đó là anh ta nói vậy, Tần Lạc nói. Cụ thể anh ta nghĩ thế nào thì chỉ có mình anh ta biết rõ. Có cần theo dõi anh ta không? Lăng vẫn hỏi. Anh ta rất hy vọng có thể giúp Tần Lạc chuyện gì đó. Không phải liên quan tới chuyện báo ân, chỉ đơn thuần là trợ giúp của bạn bè với nhau. Anh không nên tham gia vào chuyện này, Tần Lạc cười nói. Tôi cảm thấy mục tiêu của anh ta chính là tôi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc anh ta muốn cái gì. Chương 1316, anh ta mắc bệnh. Phía trước hội sở hiệp Ca là quán bar, phía sau có một số phòng cao cấp, thậm chí còn có một số phòng rất đặc sắc cung cấp cho khách hàng. Nếu như đã gọi là hội sở thì phải giống như hội sở, còn chỉ là một quán bar thì gọi là hội sở làm gì? Trong một gian phòng, chiến hiệp Ca và các chiến hữu của mình đều ở bên trong. Lôi Hổ ngồi trên ghế, bàn tay ghim đầy ngân châm của anh ta đặt trên bàn. Trên mặt đất có một chiếc bồn sắt màu bạc để tránh cho máu chảy xuống làm hỏng thảm. Bên cạnh có một cái hòm thuốc, bên trong có thuốc sát trùng và bông băng. Chiến hiệp Ca rửa tay. Sau khi rửa tay trừ độc xong, anh ta đi tới trước mặt Lôi Hổ. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chiến hiệp Ca hỏi. Đội trưởng, làm đi, vết thương nhỏ này tính gì? Lôi Hổ nhếch miệng nói. Đúng vậy, vết
vết thương nhỏ này không đáng gì. Khi bọn họ trên chiến trường, cánh tay rớt xuống vẫn còn có thể xông lên giết địch. Người chúng mấy viên đạn chỉ cần không chết vẫn có thể tiếp tục cầm đao đâm. Chiến hiệp ca gật đầu, anh ta giơ tay nắm một cái ngân châm sau đó dùng sức kéo mạnh. Cây ngân châm rời khỏi bàn tay, mang theo một ít máu. Miệng vết thương bị châm xuyên qua nhanh chóng khép lại nhưng máu tươi rỉ ra với tốc độ nhanh hơn. Mặt Lôi Hổ không biến sắc giống như cây ngân châm không phải được nhổ ra từ bàn tay gã. Chiến hiệp ca lại giơ tay cầm cây ngân châm thứ hai một lần nữa dùng sức, cây ngân châm lại được rút ra ngoài, vẫn giống như lần trước cây ngân châm mang theo một ít máu. Tốc độ của chiến hiệp ca rất nhanh, từng cây ngân châm một được nhổ ra, không có khoảng ngừng. Trong nháy mắt 11 cây ngân châm cắm vào tay Lôi Hổ bị nhổ hết. Bàn tay Lôi Hổ máu thịt lẫn lộn, cả bàn tay của gã đã đẫm máu tươi đỏ. Máu tươi nhỏ xuống chiếc chậu đã chuẩn bị sẵn phát ra âm thanh tí tách. Bồi thuốc đi, chiến hiệp ca nói. Anh ta bỏ vào bên trong rửa tay. Người phụ nữ bị Tần Lạc phun rượu vào người vội vàng lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn bôi vào mờ u bàn tay của Lôi Hổ, bôi cả hai mặt sau đó cô ta dùng bông băng băng bàn tay rất chặt. Chỉ là tiểu phẫu nên không mất quá nhiều thời gian. Tới khi chiến hiệp ca rửa tay xong quay ra, bàn tay Lôi Hổ đã được băng bó xong. Đội trưởng, chúng ta cứ vậy thả chúng đi sao? Lôi Hổ nhìn bàn tay mình tức giận nói. Gã không tức giận vì bị thương mà là vì không tiêu hóa nổi chuyện này. Thiết trưởng Lôi Hổ, gã từ khi nào đã bị người ta ức hiếp như này chưa? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài sau này gã còn có thể nhìn mặt người khác nữa không? Đúng vậy đội trưởng, tại sao anh không ra muộn một chút? Trước tiên chúng ta đánh người, sau đó anh hãy ra ngoài. Lần này huynh đệ chúng ta thua thiệt quá, gã đầu húi cua nói. Chiến hiệp ca xua tay nói, thôi giải tán đi. Lôi Hổ, cậu và Minh Minh ở lại. Những người khác đều đi ra ngoài, chỉ có Lôi Hổ bị thương và người phụ nữ bị Tần Lạc phun rượu vào người ở lại. Cô ta tên là Minh Minh, là bạn gái của Lôi Hổ. Xảy ra chuyện gì? Chiến hiệp ca hỏi. Không biết, Lôi Hổ nói, chúng tôi nghe theo lệnh của anh chuẩn bị tìm một cơ hội tiếp cận anh ta. Trong khi còn đang tìm cách, anh ta bất ngờ phun rượu vào Minh Minh. Tôi tức giận quá mới đi tới nói lý với anh ta. Chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi. Anh ta tới xin lỗi. Vì sao cậu không chấp nhận? Chiến hiệp ca hỏi. Tôi, Lôi Hổ chần chừ một lát rồi nói, tôi sợ làm vậy sẽ khiến anh ta nghi ngờ. Ngu ngốc, chiến hiệp ca nói. Cậu đã làm lãng phí cơ hội tốt nhất. Đội trưởng, xin lỗi, Lôi Hổ dè dặt nói. Chiến hiệp ca ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi, anh ta đã nói gì? Lôi Hổ suy nghĩ một chút và nói, anh ta nói hãy để chủ của tôi xuất hiện, còn nói tôi cố tình tiếp cận anh ta là có mưu đồ. Đội trưởng, anh ta quả thật rất cẩn thận, tôi nghĩ cho dù khi đó anh ta xin lỗi, tôi tha thứ thì chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với anh ta. Đội trưởng đi ra giải quyết vấn đề đó chẳng khác nào tặng anh ta một nhân tình lớn. Chuyện tốt như vậy mà. Hẳn anh ta đã nghi ngờ tôi, chiến hiệp ca nói. Đội trưởng, anh ta nghi ngờ anh sao? Lôi Hổ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chiến hiệp ca nói. Cậu không chú ý tới hai mắt anh ta sao? Hai mắt anh ta. Chúng luôn cười, chiến hiệp ca nói, anh ta biết chúng ta đang diễn trò. Không phải anh ta như yêu quái vậy chứ? Minh Minh nói xen vào. Nhìn bề ngoài rất ngu ngốc mà, bị em mắng tới mức còn không há miệng nổi. Chiến hiệp ca liếc mắt nhìn Minh Minh rồi xua tay nói, hai người ra ngoài đi. Nếu như mắng chửi người ta lại là người thông minh thì trên thế giới này người thông minh toàn bộ là các bà hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ mất thôi. Lôi Hổ tức giận trừng mắt nhìn Minh Minh rồi gã dẫn cô ta rời khỏi phòng. Không phải em đã nói sai gì chứ? Minh Minh cẩn thận hỏi. Em nghĩ thế nào? Lôi Hổ buồn bực nói. Em không nói câu nào, không ai nghĩ em là câm điếc. Một việc nhỏ nhoi cũng làm không tốt, lại còn làm hỏng nhiệm vụ đội trưởng giao phó. Không phải em cố ý, Minh Minh oan ức nói. Được rồi, tại sao đội trưởng của các anh lại muốn có quan hệ với gã kia hả? Để chữa chân của mình sao? Sao anh biết được? Minh Minh nghiêm túc gật đầu nói, nhất định là như vậy nhưng mà. Chân anh ấy đã bị cắt đứt, chỉ sợ ngay cả Tần Lạc cũng không nối được. Lôi Hổ nảy sinh một cảm giác chỉ muốn giết chết người phụ nữ này. Đợi khi Lôi Hổ và Minh Minh đi xạ, chiến hiệp ca cũng mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi tới góc tây bắc của khu nhà, ở bên đó cũng có một phòng cao cấp. Chiến hiệp ca đứng lại gõ cửa, cánh cửa phòng nhanh chóng được người bên trong mở. Ra! Chiến hiệp ca đi vào, cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Sau cửa,
một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng. Có người nói nếu như dám vắn tóc hình cái khay trên đỉnh đầu, sẽ rất có mị lực, rất có tự tin. Bởi vì tóc là một trong những hình thức trang sức, nếu như vấn toàn bộ tóc lên đỉnh đầu, toàn bộ gương mặt sẽ lộ trước ánh mắt người khác. Người béo, người gầy, người mặt to, dáng cao, mũi nhỏ, đôi mắt to hay nhỏ, tất cả khuyết điểm của gương mặt đều bộc lộ ra ngoài. Thế nhưng người phụ nữ này dũng cảm vấn tóc trên đầu hơn nữa nhìn còn rất đẹp. Gương mặt như bức họa nụ cười xinh đẹp, một chiếc sườn xám càng tăng thêm dáng người là lướt của cô ta đúng là ngực tấn công. Mông phòng thủ. Nhưng Chiến Hiệp Ca không kinh ngạc vì dung mạo, trang phục của người phụ nữ này mà bất chợt anh ta cau mày. Anh, tình hình thế nào? Người phụ nữ hỏi. Cô ta là em gái Chiến Hiệp Ca sao? Nếu như đám người Lôi Hổ biết được Chiến Hiệp Ca còn một người em gái thì nhất định bọn họ sẽ há hốc mồm tới mức có thể nhét lọt một quả trứng gà. Nên nhớ rằng tài liệu về Chiến Hiệp Ca chỉ ghi rằng anh ta là một cô nhi không cha, không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Hơn nữa họ Chiến của anh ta cũng là họ của viện trưởng viện cô nhi. Tất cả đám trẻ cô nhi viện đó cùng có một họ. Còn về xuất thân chính thức, lai lịch chính thức, e rằng ngay cả Chiến Hiệp Ca cũng không biết rõ lắm. Không được gọi tôi là anh Chiến Hiệp Ca cau mày, dáng vẻ rất khó chịu. Ôi chao, em là em gái của anh, em phải gọi anh là gì? Người phụ nữ cười hì hì nói, hơn nữa lúc này anh cũng xuất ngũ rồi. Ai quản lý anh nữa nào? Đối với bọn họ mà nói giá trị lợi dụng của anh đã hết. Tôi còn có huynh đệ Chiến Hiệp Ca nói. Được rồi, người phụ nữ gật đầu nói, em gọi anh là gì? Chiến ca ca, khúc khích giống như một đôi tình nhân vậy. Chiến Hiệp Ca liếc nhìn người phụ nữ rồi đi tới ngồi xuống ghế salon. Nói, cô tới để cười đùa tôi sao? Không có, không có, người phụ nữ cười lắc đầu. Em không có ý đó. Em chỉ muốn biết anh đã nói chuyện với anh ta chưa? Rồi Chiến Hiệp Ca trả lời. Thật sao? Người phụ nữ kinh ngạc xen lẫn sự sợ hãi. Thế nhưng anh ta có vẻ đã nghi ngờ tôi, Chiến Hiệp Ca nói. Anh ta là con thỏ sao mà lại cảnh giác như vậy? Hàng mi đẹp của người phụ nữ cau lại, theo lý mà nói khi hai người bọn anh gặp mặt, anh hùng thích anh hùng, rất dễ dàng va chạm nảy lửa, sao anh ta lại nghi ngờ anh? Động cơ, Chiến Hiệp Ca nói, tôi không nên chủ động tới gần anh ta. Vậy cũng không thể chờ anh ta chủ động tiếp cận anh, người phụ nữ nói, vậy phải chờ bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, chỉ cần bố trí tốt một chút, cho anh thời gian thích hợp, hiệu quả hẳn khá tốt. Hơn nữa lần này chính anh ta vào hội sở Hiệp Ca. Không phải do chúng ta cưỡng ép anh ta vào. Anh ta vì cái gì mà lại nghi ngờ? Anh ta không chỉ nghi ngờ tôi mà anh ta còn nghi ngờ tất cả mọi người, Chiến Hiệp Ca. Nói. Vậy là sao? Chỉ cần người tiếp cận anh ta đều cảm giác đối phương rất khả nghi. Người phụ nữ tròn mắt nhìn Chiến Hiệp Ca hỏi, anh ta mắc bệnh hả? Có người nào như vậy không? Chỉ cần có người tiếp cận mình thì chính là mưu đồ làm hại. Còn có thể kết bạn thật lòng nữa không? Có lẽ anh ta cũng giống chúng tôi, Chiến Hiệp Ca lưỡng lự nói, sống sót đã rất gian nan rồi. Chương 1317, bối bối không hiểu chuyện. Anh đồng cảm với anh ta, người phụ nữ cười khanh khách hỏi. Khi cô ta cười rộ lên, trên má xuất hiện núm đồng tiền, trông cực kỳ đáng yêu. Tôi chỉ đồng cảm với chính mình. Nếu như nói ra sẽ khiến người ta chê cười anh, người phụ nữ nói. Anh là anh hùng, được rất nhiều người sùng bái, rất nhiều người kính ngưỡng. Vậy thì sao nào? Chiến Hiệp Ca cười nhạt hỏi. Giày có vừa hay không chỉ chân mới biết. Tôi muốn cái gì chỉ mình tôi mới biết. Anh muốn cái gì? Ít nhất là không như các người. Chiến Hiệp Ca, người phụ nữ tức giận gọi tên anh ta. Sao nào? Anh đừng có quên anh không phải họ Chiến, anh cũng không có tên là Hiệp Ca. Anh họ Hà, gọi là Hà Dược Nhân. Hà Dược Nhân, Chiến Hiệp Ca phá lên cười. Tôi biến thành Hà Dược Nhân lúc nào vậy? Tôi thành người Hà gia của các người khi nào? Tôi là Chiến Hiệp Ca trước kia đã vậy, sau này cũng thế. Khi nhìn vẻ mặt ngông cuồng, bất kham của Chiến Hiệp Ca, tâm trạng người phụ nữ trở nên bình tĩnh lại. Cô ta đi tới ngồi xuống bên người Chiến Hiệp Ca, kéo tay áo anh ta nói, ca ca, được rồi. Anh không cần phải giận dỗi như vậy nữa. Khi đó nhà chúng ta đẩy anh ra ngoài khiến anh vất vả phải không? Bây giờ anh thành anh hùng, học được bản lĩnh. Sau này còn ai dám ức hiếp Hà gia chúng ta nữa không? Hơn nữa có một vài điều dù anh không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận. Hà gia là nhà của anh không phải là Chiến Hiệp Ca, anh là Hà Dược Nhân. Đây là sự thật, không một ai có thể thay đổi được sự thật. Chiến Hiệp Ca trầm ngâm,
quả thật có vài điều không bao giờ có thể thay đổi. Hà Dược Nhân người phụ nữ lại nói. Tôi biết rồi, tôi là Hà Dược Nhân. Sắc mặt người đàn ông thoáng hiện nét cương triều, người phụ nữ này là em gái anh ta, em gái đáng yêu. Anh ta thích tình cảm thân thiết mặc dù anh ta không thông thạo biểu đạt chúng. Người phụ nữ cười nói, Hà Dược Nhân anh có biết bây giờ thuốc át can giải độc Vương đang được tiêu thụ rất khủng khiếp trên thị trường không? Biết, Hà Dược Nhân nói, mặc dù anh ta rất ít khi chú tâm tới mấy thứ này nhưng thật sự át can giải độc Vương hơn nữa TV báo đài cũng liên tục đưa tin, anh ta còn nghe nói hạn chế lượng mua. Trong lịch sử chưa có một loại thuốc nào có lượng tiêu thụ bùng nổ tới mức này. Anh có biết lợi nhuận năm nay của nó có thể lên tới 2 tỷ không? Hơn nữa đây mới chỉ là bước khởi đầu, năng lực sản xuất còn chưa được nâng cao, cùng với tình trạng thiếu thốn nguyên vật liệu. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Hà Dược Nhân cau mày hỏi. Điều em muốn nói là đáng ra phương thuốc át can giải độc Vương phải thuộc về Hà gia chúng ta. Tại sao? Hà Dược Nhân nghi ngờ hỏi. Không vì sao cả, đáng ra phải thuộc Hà gia chúng ta, người phụ nữ cố chấp nói. Nếu như không vì một kẻ phản bội vào thời khắc mấu chốt, bây giờ phương thuốc đó đang trong tay chúng ta, chính thức trở thành cái máy làm tiền điên cuồng cho chúng ta. Anh có biết nó giá trị bao nhiêu tiền không? 1 tỷ, 2 tỷ, ánh mắt người phụ nữ vụt trở nên nóng rực, sắc mặt cực kỳ điên cuồng, nó vô giá. Không ai có thể tính hết giá trị của nó. Có nó, chúng ta có thể nhanh chóng quật khởi. Có nó chúng ta có thể trở thành gia tộc giàu có nhất trên thế giới. Hà Dược Nhân quay nhìn em gái mình nói, Tần Lạc đoạt mất phương thuốc sao? Không, người phụ nữ nói, là chúng ta phái người đoạt nhưng không thành công. Có phải anh đang khinh thường hành động đó phải không? Không có đạo lý. Đạo là cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? 100 triệu, 200 triệu. Cho dù là như vậy giá trị của phương thuốc đó cũng đủ mua như anh nói. Hà Dược Nhân nhìn người phụ nữ nói, cô quá điên cuồng. Em biết, người phụ nữ gật đầu. Em không thể không điên cuồng. Hàng ngày chúng thu bao tiền từ phương thuốc đó khiến lòng em như bị dao cắt. Phương thuốc đó trong tay Tần Lạc sao? Nếu không thì sao em lại bảo anh nghĩ cách tiếp cận hắn? Người phụ nữ cười hì hì nói. Anh đừng coi thường tên đó ăn mặc như nhà quê. Có lẽ bây giờ anh ta đã là tỷ phú rồi. Không ngờ phải không, có thể dựa vào trung y nhanh chóng tích lũy tiền bạc, anh ta là người thứ nhất. Không có người nào có thể bằng anh ta, Hà gia chúng ta cũng không. Tại sao cô không tự mình tiếp cận anh ta? Hà Dược Nhân hỏi. Bởi vì em biết mỹ nhân kế không có hiệu quả với anh ta, người phụ nữ nói vẻ tiếc nuối. Theo như tôi biết anh ta không phải người đàn ông ngồi trong lòng mà không loạn. Đúng là không phải, người phụ nữ gật đầu. Vấn đề là anh ta có nhiều phụ nữ, không ứng phó được. Gần đây Gabo không vui vì cô đã lâu không nhìn thấy Tần. Mặc dù Gabo có mèo và chuột nhưng vấn đề là con chuột nhỏ kia sao có thể sánh với Tần của cô. Đương nhiên những lúc Tần không có mặt, Gabo tình nguyện dùng con chuột này để giết thời gian. Dù sao thì nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi rồi. Gabo đang ngồi trên đệm cói trên sàn nhà, chú mèo đen ngồi bên cạnh. Hai đôi mắt màu xanh đồng thời chăm chú nhìn màn hình TV, trông rất đáng yêu. Đột nhiên trước mắt Gabo xuất hiện một con quái vật. À, Gabo hét ầm lên. Bạn xem, sau khi Gabo tới Trung Quốc, bệnh tình của cô đã tiến triển rất tốt. Bây giờ khi bình thường cô kêu ô một tiếng, không bình thường thì ô một tiếng. Tại sao bình thường thì a mà không bình thường thì ô? Bởi vì tất cả mọi người đều a mà. Bối bối, hãy đi lấy Shrek đi, Tần Lạc vội vàng nói. Hắn sợ bối bối hù dọa Gabo. Hì hì, bối bối ôm Shrek từ sau lưng đi tới. Nói với Gabo, Gabo, chị ngốc thật. Đây là Shrek, mặc dù trông nó xấu xí nhưng nó cực kỳ đáng yêu. Đây chính là quà tặng em mua cho chị. Bối bối vừa nói vừa hào phóng tặng Shrek cho Gabo. Không ngờ Gabo không nể mặt cô bé, cô không giơ tay đón nhận. Cô đã nghe thấy tiếng nói của Tần Lạc nên lập tức quay người nhào vào lòng hắn. Tần, Tần, Tần. Mỗi một tiếng gọi khiến Tần Lạc như say. Cô gái này mặc dù chỉ nói được một từ, nhưng tại sao khi nói lại dễ nghe tới mức như này nhỉ? Tần Lạc thầm nghĩ. Có lẽ không chỉ có âm thanh còn có một tình cảm sâu sắc không muốn xa rời. Tần Lạc hưởng thụ cảm giác này. Chỉ cần là người đều ông đều có cảm giác hưởng thụ này. Hừ, bối bối lại tức giận, hay nói chính xác là ghen. Gabo, chị từng đó tuổi rồi mà sao cứ động một tí là nhào vào lòng người khác vậy hả? Chị không biết thẹn hả? Gabo căn bản không chú ý tới bối bối. Cô không quan tâm tới những gì người khác nói.
Tần Lạc ôm Gabo ngồi xuống hỏi, Gabo, gần đây có ngoan không? Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Gabo mở to nhìn Tần Lạc, gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, không biết ngoan là cái gì. Có thể ăn không nhỉ? Tần Lạc khẽ thở dài. Hắn thầm nghĩ, mình quá nôn nóng rồi. Tần Lạc giơ tay chỉ màn hình TV hỏi, cô đang xem cái gì vậy? CSUOT, gương mặt Gabo tươi cười hạnh phúc, nói một cách hàm hồ. Tần Lạc vui mừng nói, Gabo, cô mới nói cái gì? Cô có thể nói lại lần nữa không? Gabo lại ngây người nhìn Tần Lạc. Đó là cái gì? Tần Lạc chỉ vào màn hình TV. Mèo, con, chuột Gabo lặp lại từng từ một. Tần Lạc kích động ôm Gabo vào lòng, vui mừng như điên nói, Gabo rất thông minh. Gabo của chúng ta rất thông minh. Bây giờ cô ấy đã nói được bốn từ, mèo và con chuột Tô Tử đứng trước cửa, tươi cười nhìn Tần Lạc đang ôm Gabo trong lòng. Váy dài màu trắng, tóc dài màu đen, gió thổi rối tung. Trang phục đơn giản nhưng mang phong cách phụ nữ thuần chất. Có những người phụ nữ không hoàn toàn dựa vào lộ ngực, lộ đùi mà là dựa vào cử động chân tay tự nhiên mà lộ. Người phụ nữ như vậy chính là cực phẩm. Đúng vậy, cô ấy mới nói ánh mắt Tần Lạc nhìn Tô Tử đầy ẩn tình. Em vất vả rồi. Em rất cảm ơn có Gabo làm bạn. Tô Tử đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Gabo. Trước kia mái tóc Gabo là màu trắng tinh khiết nhưng bây giờ đang dần dần đổi màu. Thành màu bạc. Mái tóc màu bạc của Gabo giống như những nhân vật phim hoạt hình. Anh cũng rất cảm ơn cô ấy có thể làm bạn của em. Tần Lạc nhìn Tô Tử nói, xin lỗi. Tô Tử hiểu thâm ý của Tần Lạc, hắn cảm thấy áy náy khi không ở bên cạnh nàng. Những chuyện anh làm cũng là những chuyện em muốn làm. Tô Tử cười nói, anh làm cũng là em làm. Em cảm thấy cuộc sống rất phong phú. Hơn nữa bây giờ em có thể đi lại, em có thể nhìn thấy nhiều thứ. Anh không cần phải xin lỗi. Anh nhớ có lần em nói sẽ đi thăm khắp thế giới. Ngắm nhìn phong cảnh của từng ngõ ngách một. Tần Lạc cười nói. Đúng vậy, Tô Tử gật đầu, trước kia mỗi ngày em đều rất lo lắng, đều cảm thấy khi ngày hôm nay qua đi, ngày mai sẽ không biết như thế nào. Bây giờ mỗi ngày đều rất nhẹ nhàng, cuối cùng em cũng cảm thấy em còn rất nhiều thời gian. Người xưa có nói, ăn no ấm cật. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Lạc rất muốn kéo Tô Tử vào trong phòng nàng để kiểm tra sức khỏe. Rất lâu rồi hắn vẫn chưa biết nàng đã bình phục tới đâu. Thế nhưng bên cạnh hai người còn có hai cô bé. Bây giờ phải sao đây? Vì vậy Tần Lạc đi tới trước mặt Bối Bối. Hỏi, Bối Bối, con có muốn ngủ trưa không? Có. Bối Bối nói, mẹ nói trẻ con không ngủ trưa không phải là trẻ ngoan. Vậy con muốn ngủ cùng ai hả? Tần Lạc căng thẳng hỏi. Cha, con không muốn cho cha đi cùng. Bối Bối nói. Bối Bối rất hiểu chuyện. Tần Lạc âu yếm vuốt đầu Bối Bối nói. Con muốn chị Tô Tử ngủ với con. Bối Bối nói. Bối Bối, không ngoan rồi. Chương 1318, lễ ra mắt, thiếu niên y vương. Tần Lạc ngủ một mình, Trang Phỉ, Gabo và Bối Bối ngủ ở phòng bên cạnh. Điều này khiến Tần Lạc cảm thấy rất mất mát, hắn cũng hiểu được mình đã thất bại. Bây giờ hắn tình nguyện để Bối Bối lựa chọn mình như vậy còn có thể được ôm cô bé khả ái nằm ngủ hơn nữa còn chứng minh bản thân mình có địa vị quan trọng độc nhất vô nhị trong mắt cô bé. Không ngờ Bối Bối lại bỏ qua hắn coi hắn như là không khí. Không nghĩa khí. Trong khi Tần Lạc đang trần trọc thì cánh cửa phòng bị mở ra. Là Tô Tử, nàng đứng trước cửa cười khúc khích nhìn Tần Lạc hỏi, anh chưa ngủ hả? Sao em lại sang đây? Vậy còn hai cô bé kia thì sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Kể cho cả hai nghe chuyện cô thích nên ngủ rồi. Tô Tử nói, trẻ con dễ ngủ mà. Tần Lạc vui mừng nói, anh không ngủ được. Em lại đây kể chuyện cô thích cho anh nghe đi. Tô Tử đi tới ngồi xuống salon nói, được, em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện thần y mã tế. Tần Lạc nhảy khỏi giường, đi tới ôm Tô Tử đang ngồi trên salon nói, hay là lên giường kể đi. Em ngồi xa quá, anh không nghe rõ. Người Tô Tử mới bị đặt lên giường, lập tức đã bị một thân hình rắn chắc đè nén. Sau đó miệng của nàng đã bị lấp kín không còn cơ hội kể chuyện cổ tích. Thế nhưng trong phòng vang lên âm thanh tạo nên bởi công việc gây nên do hai người. Sau khi màn kiểm tra thân thể kết thúc, Tô Tử liền rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Tần Lạc khó nhọc mở mắt ra hỏi, tại sao em không nghỉ ngơi một lát? Trước kia, mỗi khi kiểm tra thân thể xong, Tô Tử thường nằm dài một lúc lâu bởi vì chân nàng mới bình phục, thể chất còn yếu đuối. Mỗi khi làm chuyện này, không hề dễ dàng hơn so với việc đi lại.
mỗi lần đều khiến Tô Tử mệt mỏi, cực kỳ uể oải. Không được, giọng nói Tô Tử truyền ra từ phòng tắm, bối bối sắp tỉnh rồi. Tần Lạc không nói nữa, hàng ngày bối bối ngủ trưa khoảng chừng từ nửa tiếng tới một tiếng. Đó chính là khoảng thời gian mà bọn họ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Khi nghĩ tới vấn đề thời gian, lòng Tần Lạc tràn ngập cảm giác tự hào. Năm xưa hắn là một sử nam, lần đầu tiên mới chạm vào Lâm Hoán Khê đã lập tức đầu hàng. Không ngờ hiện nay hắn có thể vận động lâu như vậy. Có câu nói thế nào nhỉ? Thành công dựa vào 1% thiên phú và 99% mồ hôi. Tần Lạc cảm thấy mình không có thiên phú trong phương diện này, nhưng hắn có ý chí kiên cường, thắng không kiêu, bại không nản. Tần Lạc uy vũ. Lần đầu tiên thiếu niên Y Vương tiến hành lễ ra mắt ở trung tâm hội nghị quốc tế. Đương nhiên có thể tổ chức ở nơi này phải do đích thân Lâm Hoán Khê, hội trưởng Hiệp hội Trung Y ra mặt đàm phán. Phùng Đại Cương, đạo diễn phim thiếu niên Y Vương dẫn theo nam diễn viên chính Lý Thu Bạch, nữ diễn viên chính Lâm Vũ Tường, cùng với Giang Tâm Hà, Cố Tiểu Ba, Đường Lỗi, mấy nhân viên chủ chốt cùng tham gia. Biên kịch Liễu Hạ Huy của thiếu niên Y Vương và Tổng Giám đốc Cao Hy Vọng, nhà đầu tư công ty điện ảnh truyền hình Hoàn Mỹ cũng tới tham dự. Nói thật đây là bộ phim không được mọi người coi trọng nhất. Mặc dù đạo diễn Phùng Đại Cương có ảnh hưởng rất lớn tới các phòng bán vé trong nước, nhưng các diễn viên chính đều rất giống nhau. Lý Thu Bạch còn khá hơn một chút, ít nhất trước kia anh ta còn tham gia vào mấy bộ phim, cũng có danh tiếng nhất định. Nữ diễn viên Lâm Vũ Tường rõ ràng là nghệ sĩ mới tốt nghiệp trường điện ảnh, ký hợp đồng với công ty Hoàn Mỹ. Vì trước đó Cảnh Điềm, nữ diễn viên chính đóng vai Lâm Hoán Khê đưa ra điều kiện quá ngặt nghèo khiến nảy sinh xung đột với Tần Lạc. Tần Lạc tức giận đuổi nữ diễn viên này, lại còn đề cử một nữ diễn viên không danh tiếng. Nếu như là bộ phim khác Phùng Đại Cương có toàn quyền chọn nữ diễn viên, nhưng khi làm bộ phim này ông ta phải thương lượng với Cao Hy Vọng. Cao Hy Vọng cũng không có chủ ý, vì vậy ông ta mang một chồng tài liệu những diễn viên nổi tiếng tới cho Tần Lạc. Khi Tần Lạc nhìn thấy Lâm Vũ Tường, phản ứng đầu tiên của hắn là hắn cảm thấy đây chính là người hắn đang tìm. Lạnh lùng mà ôn hòa, đoan trang mà không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, như Hoa Lan, như Bách Hợp. Một nữ diễn viên rất có khí chất. Vì vậy Tần Lạc quyết định chọn cô làm nữ diễn viên chính. Hắn chọn không tốt, đối tượng tuyển chọn của hắn khiến Phùng Đại Cương rầu rĩ. Không có danh tiếng. Làm một phim mà không có một ngôi sao nổi tiếng. Nam diễn viên chính bị đổi lại, nữ diễn viên chính cũng bị đổi. Bọn họ muốn có một phim chất lượng cao, nhưng bọn họ cũng cần phòng bán vé. Không có phòng bán vé, dù phim của bạn làm rất tốt cũng có ích gì không. Căn bản là không ai muốn đi xem. Mang theo cả đống người đi quay phim mà ngay cả một người danh tiếng như Phùng Đại Cương cũng lo lắng sau khi bộ phim quay xong sẽ gặp vấn đề với các phòng bán vé. Vì vậy Phùng Đại Cương cố gắng điều phối diễn viên nam, nữ, cố gắng thuê một vài diễn viên nam nữ khá nổi tiếng đóng vai phụ. Không còn cách nào khác, những diễn viên thực sự nổi tiếng có ai tình nguyện đóng vai phụ không? Bệnh sao? Sau khi rất vất vả kết hợp cả đoàn làm phim một cách tốt nhất, Phùng Đại Cương mang đoàn đi quay phim. Sau khi tốn mấy tháng thời gian, tác phẩm lớn mang tính lịch sử này thật sự được coi như một tác phẩm lớn có tính lịch sử, bởi vì số phận của nó quá long đong. Nam diễn viên chính thay đổi, nữ diễn viên chính thay đổi, sổ tiền bồi thường hợp đồng rất lớn. Nữ diễn viên chính có lẽ kiêng kỵ nhân vật sau lưng Tần Lạc nên nói tự nguyện rời khỏi bộ phim. Sau khi hai bên trải qua việc thương thảo hữu nghị, đồng ý giải phóng hợp đồng, có nghĩa là được bồi thường một số tiền lớn. Là lừa, là ngựa thì cũng tới lúc xuất hiện. Hôm nay chính là lúc thiếu niên Y Vương xuất hiện. Thu Bạch, theo như tôi được biết đây là lần đầu tiên anh đảm nhận vai diễn chính đúng không? Khi tiến hành quay phim, anh có chịu áp lực không? Người dẫn chương trình Tạ Uyên cười phỏng vấn nam diễn viên chính. Tạ Uyên là người dẫn chương trình giải trí nổi tiếng cả nước. Người xem muốn xem cô hơn là đám người Lý Thu Bạch. Nói một cách chính xác, một mình Tạ Uyên cũng có thể nổi tiếng hơn cả đoàn làm phim. Điều này quả thật rất châm biếm. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm vai diễn chính Lý Thu Bạch, áo bào màu trắng, tư thế bừng bừng, phấn chấn, phong thái nho nhã, thoạt nhìn cực kỳ có phong độ, mang lại một cảm giác rất dễ chịu. Nam diễn viên này do đích thân Tần Lạc tuyển chọn, quả thật anh ta rất thích hợp đóng vai hắn. Áp lực rất lớn bởi vì nhân vật Tần Lạc không từ trên trời rơi xuống. Anh ấy là người thực, một người có thật trong cuộc sống. Điều quan trọng là anh ấy rất nổi tiếng, danh tiếng hơn tôi rất nhiều. Các phóng viên bên dưới cười thân thiện. Lý Thu Bạch không nói sai, quả thật anh ta chịu áp lực rất lớn.
anh ta đóng vai Tần Lạc. Tần Lạc là ai? Là anh hùng của quốc dân, là thần tượng của người dân, là thầy thuốc nổi tiếng khắp cả nước. Fan của Tần Lạc còn nhiều hơn fan của anh ta rất nhiều. Hơn nữa các fan này vừa trung thành vừa cuồng nhiệt. Bọn họ cho phép người khác đóng vai thần tượng của bọn họ, nhưng cho dù là ai đóng thần tượng của bọn họ đều cảm thấy người này không thể bằng thần tượng của mình. Nói một cách chính xác, ngay từ ban đầu Lý Thu Bạch đã rơi vào một tình trạng tuyệt vọng. Trong mắt bọn họ, chính bản thân Tần Lạc đảm nhiệm nhân vật này là tốt nhất. Không một ai tốt hơn. Hiển nhiên Lý Thu Bạch cũng không. Tạ Uyển cười khúc khích nói, Thu Bạch, tôi không cố ý công kích anh. Nói thật tôi cũng là fan của Tần lão sư, chính vì vậy tôi rất mong chờ vai diễn của anh. Tôi hy vọng anh có thể diễn chân thật như Tần Lạc, ưu tú như vậy. Tôi vẫn rất cố gắng, Lý Thu Bạch gật đầu nói. Khi tôi quen Tần Lạc tiên sinh ở Thụy Điển, ngay sáng hôm đó tôi đã tới khách sạn Thiên Thai đánh thái cực. Không ngờ ở khách sạn Thiên Thai đã có người hơn nữa, anh ấy còn đánh một loại quyền pháp mà tôi không biết. Thân hình di chuyển rất chậm nhưng mang một cảm giác lưu loát rất đẹp mắt, trong đó ẩn chứa lực độ rất thâm sâu. Vào chính lúc đó tôi đã nghĩ tôi nhất định phải trở thành bạn bè của anh ấy. Tôi nhất định phải trở thành bạn bè của anh ấy. Đợi sau khi anh ấy tập luyện xong, tôi chủ động đi tới tiếp cận anh ấy, sau đó chúng tôi trở thành bạn bè. Hơn nữa anh ấy còn đề nghị tôi nhận vai diễn trong Thiếu Niên Y Vương, trở thành người đóng vai anh ấy. Lúc này khi nhớ tới tôi vẫn cảm tưởng như đang trong giấc mộng tuyệt vời. Tôi đóng vai anh ấy có áp lực, đó chỉ là áp lực bên ngoài. Khi tôi đóng vai anh ấy, tôi không còn cảm thấy áp lực vì tôi cảm thấy hai chúng tôi như cùng một người. Trên người chúng tôi có rất nhiều điểm chung, đây cũng chính là nguyên nhân Tần Lạc tiên sinh lựa chọn tôi. Quả thật rất hâm mộ, Tạ Uyển nói. Cuối tuần nào tôi cũng tới ở trong khách sạn, vì sao chưa từng gặp Tần Lạc nhỉ? Các phóng viên và fan tụ tập bên dưới cùng cười ồ. Bầu không khí rất náo nhiệt. Nhất định là cô không lên Thiên Thai, Lý Thu Bạch nói. Vì vậy mọi người bên dưới lại có một trận cười rất thoải mái. Đúng, Tạ Uyển gật đầu công nhận. Sau này cho dù ở khách sạn nào, mỗi buổi sáng khi rời giường tôi nhất định phải. Lúc này Phùng Đại Cương ở bên cạnh mới lên tiếng. Tạ Uyển, cô không cần hao tổn sức lực như vậy. Bây giờ cô nên mời Tần Lạc xuất hiện. Xin số điện thoại của Tần Lạc, sau này mỗi khi cô ở khách sạn nào, chỉ cần gọi điện thoại xem anh ấy có ở cùng khách sạn không là được mà. Tạ Uyển lắc đầu nói, vậy không được, tôi sợ sau khi gọi điện thoại anh ấy rõ ràng đang ở Shangri-La lại nói mình đang ở Hilton. Bên dưới lại vang lên một trận cười, phong cách dẫn chương trình của Tạ Uyển rất hài hước, luôn khiến người ta có tâm trạng thoải mái. Bây giờ chúng ta mời Tần Lạc tiên sinh ra mắt Vương Hải. Người cùng dẫn chương trình với Tạ Uyển cười nói. Bộp bộp bộp. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, kêu điên cuồng. Những nghệ sĩ ngồi trên cảm thấy xấu hổ khi thấy có rất nhiều fan hâm mộ tới cổ vũ cho Tần Lạc. Chương 1319, anh thích Lâm Hoán Khê hay Lệ Khuynh Thành? Tần Lạc cũng rất xấu hổ, ở vào lập trường của hắn đến cũng không được mà không đến cũng không xong. Tới nơi này, nhất định Tần Lạc hắn sẽ đoạt mất danh tiếng của những diễn viên khác. Nếu như hắn là một ngôi sao nổi tiếng thì còn dễ nói, đằng này hắn chỉ là một thầy thuốc. Không chỉ ăn mất bát cơm mà còn cướp đoạt danh tiếng của người nhà. Điều này quả thật không chấp nhận được. Không đến không được, hắn là nguyên mẫu nhân vật trong Thiếu Niên Y Vương, hắn vẫn còn đang sống sờ sờ. Điều quan trọng hơn là đoàn làm phim cũng muốn dùng chiêu bài của hắn để đẩy mạnh quảng cáo cho bộ phim. Nên nhớ rằng hiện nay lượng fan của Tần Lạc đã vượt qua bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nhất nào trong nước. Nếu như nói Thiếu Niên Y Vương có chiêu bài nổi tiếng nhất chính là Tần Lạc, một nhân viên ngoài biên chế của đoàn làm phim. Tần Lạc, em yêu anh. Tần Lạc, chúng em ủng hộ anh. Chúng em nhất định sẽ tới rạp xem phim của anh. Lạc, Lạc của em. Không chỉ có đám fan đích thân tới cổ vũ mà ngay cả những phóng viên hoạt động trong lĩnh vực giải trí này cũng trở nên kích động. Bọn họ đều là người của lĩnh vực giải trí. Hoàn toàn không có liên quan tới trung y, nhưng Tần Lạc này còn hơn cả người của giới giải trí, thỉnh thoảng hắn lại làm những hành động ồn ào khiến người người chú ý. Bọn họ không xa lạ với Tần Lạc, thậm chí còn có rất nhiều người đã từng tham gia những buổi họp báo do hắn tổ chức. Tần Lạc, tại sao anh không đích thân đảm nhiệm vai diễn về mình? Chúng tôi cảm thấy anh rất có thiên phú biểu diễn, một nữ phóng viên hỏi to. Tần Lạc, anh có đồng ý với diễn xuất của Lý Thu Bạch không? Anh có cảm thấy Lý Thu Bạch thể hiện được đầy đủ khí chất của anh không? Tần Lạc, trong bộ phim này có hai nữ diễn viên chính. Rốt cuộc anh thích ai? Lâm Hoán Khê.
hội trưởng Hiệp hội Trung y hay Lệ Khuynh Thành bà chủ của Khuynh Thành quốc tế. Tình tiết trong phim là hư cấu hay là sự thật? Danh tiếng của Tần Lạc quả thật vô địch, hắn vừa xuất hiện đã khiến các fan kêu gào, gọi tên hắn như sóng triều dâng, các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi. Tạ Uyển và Uông Hải đều là người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp. Bọn họ hiểu rằng lúc này mình phải đứng ra giữ trật tự, nếu không tình cảnh này sẽ không bao giờ chấm dứt. Tạ Uyển đi tới trước mặt Tần Lạc, nhìn Tần Lạc vẻ sùng bái nói, Tần lão sư, tôi là fan hâm mộ anh. Trước kia tôi chỉ nhìn thấy anh trên báo và TV, cuối cùng hôm nay cũng được gặp anh. Tôi cũng vậy, Tần Lạc cười nói. Tạ Uyển không xa lạ với hắn thế nhưng hắn chỉ nhìn thấy cô trên TV. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Tạ Uyển ngoài đời. Ôi, thật vậy sao? Tạ Uyển vỗ vỗ ngực, sắc mặt có vẻ rất thẹn thùng. Vậy anh có thích tiết mục của tôi không? Thích. Thích tiết mục của tôi hay thích tôi? Cũng thích, suýt chút nữa Tần Lạc sập bẫy của Tạ Uyển. Nếu như hắn nói thích tiết mục của cô, Tạ Uyển nhất định sẽ nói vậy anh không thích tôi. Nếu như hắn nói thích cô, nhất định Tạ Uyển sẽ nói ngược lại tại sao anh không thích tiết mục của tôi. Phụ nữ rất khó chơi, phụ nữ càng thông minh càng khó chơi. Bên cạnh Tần Lạc có nhiều phụ nữ thông minh, hắn có nhiều kinh nghiệm đối phó với những chuyện như này, tâm trạng không khỏi cay đắng. Một trận cười vang lên bên dưới, Tạ Uyển nói. Quả nhiên Tần lão sư là người đàn ông rất biết là gạt khiến phụ nữ vui vẻ. Tần lão sư, chuyện tiểu sử của anh bị sửa biến thành kịch bản phim, anh nghĩ thế nào? Căng thẳng, Tần Lạc nói. Tại sao anh lại căng thẳng như vậy? Với danh tiếng của anh, nhất định vé bán sẽ rất chạy. Tôi không lo chuyện bán vé, Tần Lạc nói. Tôi chỉ lo người khác sẽ nói tôi giả dối. Giả dối, Tạ Uyển sửng sốt. Các phóng viên bên dưới cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Tần Lạc đề cập tới vấn đề này. Giải đối ở phương diện gì? Kịch bản, Tần Lạc nói. Mặc dù tôi chưa xem bộ phim nhưng tôi biết nội dung của bộ phim nhất định sẽ là một thanh niên anh tuấn cứu vớt trung y mà vô tư hiến dâng. Đúng vậy, Tạ Uyển gật đầu nói. Đúng là nội dung được cải biên từ nguyên mẫu của anh. Với cơ trí và kinh nghiệm dẫn chương trình của Tạ Uyển, lập tức cô hiểu ngay lo lắng của Tần Lạc. Nhưng tôi lo rằng người khác sẽ không tin, Tần Lạc cười nói. Nếu như tôi không phải là Tần Lạc thì ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin trên thế giới lại có người như vậy. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Đây là lần đầu tiên sau khi buổi ra mắt bắt đầu xuất hiện sự tẻ ngắt tới mức khiến con người ta run rẩy. Con người Tần Lạc này quả thật rất dũng cảm, có thể nói bất kỳ điều gì. Quả thật đây là một bộ phim chính thống, ca ngợi sự thần kỳ của Trung y, ca tụng tinh thần hiến dâng. Không một ai thích bộ phim kiểu đó. Khán giả thích kiểu nhân vật vì lợi ích cá nhân, vì tiền tài, vì bạn gái mà liều lĩnh đi cướp ngân hành. Một kiểu anh hùng trong phim. So với những bộ phim này, hình tượng Tần Lạc quả thực ngốc nghếch hơn nhiều. Hơn nữa còn không thể mang tới cho khán giả cảm giác sảng khoái. Không tình cảm mãnh liệt, không có cảnh bạo lực. Nếu như có, chỉ có sự cố chấp của nam diễn viên chính với Trung y, nỗ lực vì Trung y, một chút minh bạch, một chút cảm động. Một bộ phim như vậy được người ta coi là phim hay sao? Đó chính là sự thật. Thế nhưng câu nói này của Tần Lạc đã tát vào mặt người ta. Không chỉ tát vào mặt một người mà tát vào rất nhiều người. Chỉ mình anh ta là người tốt sao? Toàn bộ chúng ta là người xấu sao? Chỉ mình anh ta cống hiến vì Trung y còn chúng ta chưa từng cống hiến sao? Anh ta, vì sao anh ta tự thổi phồng bản thân hạ thấp chúng ta hả? Anh ta không biết xấu hổ à? Phùng Đại Cương ngồi trên đài cố gắng liếc mắt ra hiệu cho Tần Lạc, mong hắn không tiếp tục nói nhưng Tần Lạc lờ đi như không nhìn thấy. Tạ Uyển và Uông Hải kịp thời có phản ứng, thế nhưng cả hai như vẫn đang choáng váng. Trả lời câu nói này như thế nào đây? Đúng lúc này khán giả bên dưới đã cho bọn họ câu trả lời chân thành nhất. Mấy trăm fan có đủ tư cách vào nơi này đều đứng dậy, bọn họ nồng nhiệt vỗ tay, tâm trạng rất kích động. Đúng vậy, bọn họ không có suy nghĩ quá phức tạp. Bọn họ cũng không cảm thấy Tần Lạc làm hại tới lợi ích của mình, không cảm thấy câu nói của Tần Lạc có gì đó không đúng bởi vì trong xã hội hiện tại có đủ mọi chuyện khiến lòng người băng giá. Bọn họ thích sự ngay thẳng của hắn, thích sự thẳng thắn, thích sự điên cuồng của hắn, bọn họ cũng tình nguyện điên cuồng với hắn. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay rất lâu không chấm dứt như muốn kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm. Tần Lạc giơ tay đè xuống, ý bảo các fan của mình hãy ngồi xuống. Hắn cười nói. Tôi chủ đùa một chút thôi. Mọi người bật cười. Đương nhiên tôi biết các bạn phóng viên ở đây có xu hướng bỏ qua câu nói bổ sung của tôi.
Các phóng viên cười thoải mái. Tần Lạc giống như một diễn viên độc tấu, một mình điều khiển bầu không khí bên dưới. Tạ Uyên và Uông Hải không cách nào xen vào được. Đây là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp dẫn chương trình thành công của mình. Thật ra tôi không có lý tưởng xa vời, Tần Lạc cười nói. Nếu như khi mọi người xem bộ phim này, xuất hiện một chút xúc động. Mọi người biết có một nhóm người đang vì sự nghiệp chấn hưng trung y mà nỗ lực, tôi cũng đã rất thỏa mãn rồi. Tần Lạc vỗ ngực mình nói, tôi có thể cam đoan trên nhân phẩm của người vợ tương lai của mình rằng, Tần Lạc trong phim chính là Tần Lạc của ngoài đời. Tần Lạc ngoài đời không phải là Tần Lạc trong phim vì có rất nhiều sự việc khác hẳn so với nội dung bộ phim. Tôi xấu hổ nên không để người ta viết ra. Người ta có thể dễ dàng chụp được mông ngựa. Ngựa muốn làm chuyện đó lại rất không tiện. Mọi người lại cười. Tần Lạc khom người, cúi đầu nói, tất cả những gì cần nói tôi đã nói xong. Bây giờ xin trả lại thời gian cho đoàn làm phim. Đợi một chút, Tạ Uyển chưa muốn để Tần Lạc rút lui. Có một vấn đề. Tôi nghĩ rằng nếu như anh vẫn chưa trả lời, các phóng viên bên dưới cũng không muốn để cho anh đi. Vấn đề gì? Tần Lạc hỏi. Anh thích Lâm Hoán Khê hay Lệ Khuynh Thành? Chương 1320, Thái Bộ trưởng muốn tham gia lễ ra mắt. Lâm Hoán Khê là nữ nhân vật chính của Thiếu Niên Y Vương. Lệ Khuynh Thành cũng là nữ nhân vật chính của Thiếu Niên Y Vương. Thiếu Niên Y Vương có hai nữ nhân vật và một nam nhân vật, cũng có thể nói là câu chuyện một người đàn ông, hai người phụ nữ và trung y. Vì Thiếu Niên Y Vương bắt đầu với tình tiết Tần Lạc đi tới Yến Kinh, khi đó hắn mới quen biết Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành, mối quan hệ với văn nhân Mục Nguyệt không tính là thân quen. Ngược lại mọi người còn có mâu thuẫn không quen biết đám người sau này như Ly và Tô Tử. Cho nên câu chuyện nam nữ diễn viên theo thứ tự là Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành hơn nữa dưới ngòi bút của biên kịch Liễu Hạ Huy, hai người phụ nữ này đều có tình cảm với Tần Lạc, hoặc sáng hoặc tối tiến hành tranh chấp phò mã. Khi bắt đầu quay Thiếu Niên Y Vương, kịch bản được giữ vô cùng bí mật. Người bên ngoài chỉ biết đây là một bộ phim có liên quan tới chủ đề trung y, không biết nội dung cụ thể, không hiểu rõ tình cảm trong bộ phim như thế nào. Bây giờ đoàn làm phim chủ động thông báo nội dung hai người phụ nữ tranh giành tình cảm. Thậm chí có người còn thông qua tên nhân vật mà đoán Lâm Hoán Khê chính là hội trưởng Hiệp hội Trung Y, Lệ Khuynh Thành chính là chủ tịch của Khuynh Thành Quốc tế. Đây là hai người phụ nữ nổi tiếng. Cũng là hai người phụ nữ có quan hệ mật thiết với Tần Lạc. Khi Tần Lạc đi Paris, hắn đã mang theo chính Lệ Khuynh Thành. Khi Tần Lạc bị thương, người phụ nữ xinh đẹp kia đã kiên quyết dùng thân thể mình xông tới bảo vệ Tần Lạc. Nếu như nói hai người bọn họ tuyệt đối không có chuyện gì. Không một ai tin. Trong khi đó công chúng cũng không xa lạ với Lâm Hoán Khê. Nàng là bạn gái trên danh nghĩa của Tần Lạc, sống cùng nhà. Một thời gian trước kia còn có tin đồn nàng chưa kết hôn mà có con. Mặc dù sau này chứng minh tin đồn này là giả nhưng mối quan hệ hai người sự thật đã chứng minh hai người đã đính hôn. Hai người phụ nữ xinh đẹp đồng thời theo đuổi Mỹ Nam Tần Lạc. Trong phim câu trả lời vẫn chưa rõ ràng nhưng trong thực tế đời thường, cần phải hỏi Tần Lạc mới biết rõ. Nếu như lúc này phóng viên để Tần Lạc chạy mất, rõ ràng bọn họ không xứng với nghề nghiệp của mình. Đúng vậy, Tần Lạc. Anh thích Lâm Hoán Khê hay Lệ Khuynh Thành? Chúng tôi vẫn chưa xem phim không biết kịch bản trong phim thế nào nhưng mà trong đời thường thì anh ở chung với Lâm Hoán Khê tiểu thư. Có phải điều này chứng minh sự lựa chọn của anh không? Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành là tình nhân của anh, phải không? Tất cả chúng tôi đều biết quan hệ của hai người cực kỳ mật thiết. Tần Lạc cười tươi. Đây là một câu trả lời rất hay cho một câu hỏi rất khó. Khi Tần Lạc bàn luận với biên kịch Liễu Hạ Huy về việc có nên dùng tên giả hay không, thật ra câu trả lời của hắn đã rất rõ ràng. Bạn có tình nguyện khiến cho tên mình biến mất trong cuộc sống của bạn không? Nếu như lần này biến mất, sau này tác phẩm cũng sẽ biến mất. Nói một cách chính xác thì trước sau mâu thuẫn với nhau. Câu trả lời của Tần Lạc cũng không biến mất, hắn muốn hai nàng tồn tại, quả thật hai nàng vẫn tồn tại. Phong tình vạn chủng, nguyên nước, nguyên vị. Thích cả hai người, Tần Lạc trả lời. Thích hai người. Tạ Uyển há hốc mồm, hai mắt trợn tròn. Tạ Uyển vốn nghĩ rằng chỉ cần người hơi có trí tuệ một chút sẽ luôn nói tôi đã có sự lựa chọn của mình. Lúc này tôi yêu bạn gái của mình hay là thời gian sẽ cho các bạn câu trả lời. Thế nhưng Tạ Uyển tuyệt đối không ngờ Tần Lạc lại thừa nhận. Hắn thích Lâm Hoán Khê, cũng thích Lệ Khuynh Thành. Hắn lòng tham không đáy, hắn đa tình hạ lưu, hắn hèn hạ vô sỉ. Hắn dẫm chân hai thuyền. Người đàn ông này quả thật không đi con đường tầm thường,
không nói lời nói tầm thường. Các fan trở nên điên cuồng. Các phóng viên còn điên cuồng hơn. Tần Lạc, đó là sự thật phải không? Anh thích hai người phụ nữ. Anh chuẩn bị cưới ai làm vợ, hay vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình nhân? Bác sĩ Tần, anh có cảm thấy hành động của mình đi ngược lại các giá trị đạo đức không? Tần Lạc xua tay, ý ra hiệu cho mọi người yên lặng. Các người quá ồn ào, tôi thực sự không hiểu các người đang hỏi gì nữa. Tôi có thể xác nhận với mọi người, tôi thích Lâm Hoán Khê, cũng thích Lệ Khuynh Thành. Hai người bọn họ là những người phụ nữ rất ưu tú, Tần Lạc nghiêm mặt nói. Đương nhiên tôi sẽ không nói chi tiết, đó là cá nhân con người, không chỉ có tôi còn là hai người bọn họ. Tôi thích bọn họ, cũng tôn trọng bọn họ. Bác sĩ Tần, các cô ấy cũng thích anh, phải không? Có phóng viên nắm bắt được cơ hội lập tức lên tiếng hỏi. Phùng Đại Cương biết không thể để Tần Lạc nói thêm nữa. Cho dù bộ phim giành được danh tiếng nhưng hình tượng của Tần Lạc sẽ bị phá hủy. Bọn họ làm phim thiếu niên Y Vương chứ không phải phim Vi Tiểu Bảo. Các bạn bây giờ tới lúc dành cho đoàn làm phim chúng tôi. Các vị xem, người trong đoàn làm phim chúng tôi ngồi ở đây bị khí lạnh thôi tới mức run rẩy. Tôi hy vọng các vị sẽ cấp cho bọn họ ít không khí ấm áp. Phùng Đại Cương không hổ là một đạo diễn lão luyện, chỉ một câu nói đùa của ông ta đã khiến ánh mắt các phóng viên một lần nữa tập trung vào thành viên đoàn làm phim thiếu niên Y Vương. Tần Lạc cúi đầu chào mọi người bên dưới rồi đi về phía sau. Tần tiên sinh, cao hy vọng, Tổng Giám đốc Điện ảnh và Truyền hình Hoàn Mỹ đi tới. Sau khi bắt tay Tần Lạc, ông ta nói, không thể không nói về vấn đề đó được sao? Trên thế giới này không có bức tường kín gió, Tần Lạc cười trả lời. Sớm muộn gì bọn, họ cũng biết, không bằng lúc này mình thẳng thắn thừa nhận là hơn. Cao hy vọng khá bất đắc dĩ. Câu nói đó không giả dối, có biết bao nhiêu đàn ông có tình nhân vợ bé bên ngoài. Ngày nay một người đàn ông thành công có bao nhiêu phụ nữ? Chẳng lẽ khi bọn họ trả lời phỏng vấn của giới truyền thông đều phải đọc tên tất cả tình nhân vợ bé của mình ra sao? Thế nhưng với thân phận đặc thù của Tần Lạc, ông ta không có quyền chỉ trích hắn. Đương nhiên dù có ông ta cũng không dám chỉ trích hắn. Liễu Hạ Huy cũng đi tới, cười nói, xem ra bộ phim này có muốn không hot không được. Là một người làm công, anh ta hy vọng bản thân mình có thể mang tới sự ảnh hưởng lớn lao. Còn về phần danh tiếng, Tần Lạc không cần, anh ta cũng không cần phải quan tâm lo lắng. Ngược lại anh ta thật sự khâm phục Tần Lạc có dũng khí làm chuyện đó. Không phải người đàn ông nào cũng có thể làm như vậy, cũng không phải người đàn ông nào cũng dám làm như vậy. Hy vọng là thế, Tần Lạc nói. Hắn quay người nhìn Cao Hy Vọng nói, chỉ mong là Điện ảnh Hoàn Mỹ không lỗ vốn. Cao Hy Vọng cười nói, nhất định là sẽ không. Ông ta không lo về chuyện lỗ vốn bởi vì bà chủ Văn Nhân Mục Nguyệt đã không có chỉ thị về doanh thu cho ông ta. Hình như bộ phim này đơn thuần làm vì Tần Lạc. Cao Hy Vọng đã nhận ra bà chủ kia của bọn họ cũng rất thích người thanh niên này. Nghĩ tới một ngày nào đó Tần Lạc cũng nói với giới truyền thông bốn từ Văn Nhân Mục Nguyệt. Cao Hy Vọng không khỏi lạnh xương sống. Lần này có lẽ sẽ dẫn tới một cơn biển động. Nên biết rằng thân phận của Văn Nhân Mục Nguyệt rất đặc biệt. Nàng không phải là Lâm Hoán Khê, cũng không phải là Lệ Khuynh Thành. Nàng là Văn Nhân Mục Nguyệt, toàn bộ Yến Kinh, cả thế giới chỉ có một Văn Nhân Mục Nguyệt. Đúng lúc này chuông điện thoại di động của Tần Lạc ở trong túi kêu lên. Tần Lạc móc điện thoại di động, nhìn màn hình. Trên màn hình là tên và số của Hậu Vệ Đông. Tần Lạc cười với Cao Hy Vọng và Liễu Hạ Huy rồi đi ra góc nghe điện thoại. Vệ Đông, chào anh có chỉ thị gì vậy? Tần Lạc. Cậu đang ở trung tâm hội nghị quốc tế hả? Hậu Vệ Đông hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc trả lời. Sao anh lại hỏi vậy? Thiếu niên Y Vương làm lễ ra mắt phải không? Hậu Vệ Đông không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà đặt tiếp câu hỏi thứ hai. Bây giờ vẫn đang tiến hành, Tần Lạc cười nói. Tôi vừa ở trên đài xuống. Là thế này, hôm nay Bộ trưởng Thái tham dự hội nghị ở trung tâm hội nghị quốc tế. Ngài nghe nói thiếu niên Y Vương làm lễ ra mắt nên chuẩn bị tới tham dự. Cái gì, Tần Lạc đã trải qua biết bao sóng to gió lớn nhưng sau khi nghe tin này hắn vẫn há hốc mồm. Anh nói Bộ trưởng Thái sẽ tới sao? Đúng vậy, chúng tôi đang ở lầu 1, chừng 10 phút nữa sẽ tới, Hậu Vệ Đông nói. Đương nhiên anh ta không có ý tứ đùa cợt với Tần Lạc. Tần Lạc ngắt điện thoại đi tới chỗ Cao Hy Vọng và Liễu Hạ Huy, nói, hãy sắp xếp một chút. Thái Bộ trưởng sắp tới. Phó Bộ trưởng Thái công dân, sắc mặt Cao Hy Vọng cứng đơ. Quan chức hàng đầu của Bộ Y tế tới phim dự lễ ra mắt của bộ phim. Đây là chuyện lần đầu xảy ra ở nước Trung Quốc.
người có thể làm được chuyện này, đại khái cũng chỉ có mình Tần Lạc. Cao Hy Vọng nhìn Tần Lạc với ánh mắt quái dị, suy đoán mối quan hệ của hắn và Thái Công Dân. Liễu Hạ Huy cũng cực kỳ kinh hãi thế nhưng anh ta lại rất biết che giấu nên từ biểu hiện bên ngoài trông có vẻ trấn tĩnh hơn Cao Hy Vọng một chút. Tần Lạc biết suy nghĩ của bọn họ, hắn bất đắc dĩ nói, không phải do tôi mời tới. Suýt chút nữa Cao Hy Vọng ngã xuống đất ngất xỉu, anh ta không mời, bộ trưởng tự tới sao? Chương 1321, người có mắt có thể nhìn thấy. Liễu Hạ Huy là một văn nhân cả ngày chỉ ngồi ôm máy tính, ở nhà với vợ con. Ngu ngơ một chút thì cũng có thể hiểu được. Cao Hy Vọng là tổng giám đốc công ty điện ảnh truyền hình Hoàn Mỹ, là một người có địa vị. Người như ông ta không thể tránh được việc phải tiếp xúc với quan chức chính phủ. Mặc dù hậu thuẫn của Hoàn Mỹ không tệ nhưng chỉ cần một trưởng phòng nhỏ bé của cục điện ảnh cũng có thể khiến ông ta trở thành vãn bối. Không còn cách nào khác, hiện quan không bằng hiện quản. Chỉ cần thủ tục giấy tờ của bọn họ bị trì hoãn 3, 5 tháng, thậm chí 1 năm, tác phẩm của bọn họ sẽ ra sao? Tổn thất lớn tới cỡ nào? Bạn dựa vào quan hệ có thể thông suốt lần thứ nhất, lần thứ hai còn lần thứ ba thì sao? Hơn nữa người bạn tìm quan hệ cũng phải phí tổn. Phí tổn đó còn tốn kém hơn so với việc đối phó với một trưởng phòng nhỏ nhoi. Những quan chức cao cấp thì khác, đặc biệt với lãnh đạo số 1 số 2 của một ngành, thái độ của bọn họ đối với người ngoài hòa ái hơn một chút, làm việc cũng tử tốn hơn. Cũng chính vì nguyên nhân này nên bạn căn bản không bao giờ gặp mặt bọn họ. Như phó bộ trưởng Thái Công Dân này, ít nhất chủ động tới theo như lời Tần Lạc tới tham gia lễ ra mắt của bộ phim. Một khi chuyện này truyền ra ngoài sẽ mang nặng tính chất chính trị. Không chỉ ba người Tần Lạc, Cao Hy Vọng, Liễu Hạ Huy kinh hãi bởi tin tức kia, ngay cả người dẫn chương trình Tạ Uyên và Phùng Đại Cương cũng tròn mắt nhìn nhau. Thái bộ trưởng sẽ tới thật sao? Gương mặt không tính là đẹp của Phùng Đại Cương cười thành hình bánh quai trèo. Tới hay quá, không lo chuyện bán vé nữa. Phim này nhất định sẽ tốt. Phùng Đại Cương đang ngồi trên đài lo lắng chuyện bán vé của thiếu niên Y Vương, chỉ trong nháy mắt, vấn đề này đã có người giải quyết. Ở đất nước Trung Quốc, khi quan chức làm tới một cấp bậc nhất định, nếu như giới truyền thông muốn đăng bài nhất định phải đăng ở một vị trí dễ thấy nhất, làm vậy để biểu thị sự tôn trọng đối với quan chức đó. Với cấp bậc của Phó Bộ trưởng Thái Công Dân, ông tới tham dự buổi lễ ra mắt của một bộ phim, nhất định tin tức này phải xuất hiện ở trang nhất. Trong toàn bộ Trung Quốc có rất nhiều nhà truyền thông sẽ vội vàng quảng cáo cho bộ phim, bạn còn phải lo vấn đề bán vé nữa sao? Hơn nữa bản thân Thái Công Giản cũng đủ mang tới rất nhiều vé rồi. Ít nhất những quan chức, nhân viên của Bộ Y tế sẽ tới rạp xem bộ phim này. Không phải bọn họ phải nghiêm túc lĩnh hội tinh thần của lãnh đạo sao? Thái Bộ trưởng nói bộ phim hay, bạn có dám nói không hay không? Thái Bộ trưởng ủng hộ bộ phim, bạn không biết xấu hổ không đi xem sao? Thái Bộ trưởng tới sao? Tạ Uyển giật mình, cô là người dẫn chương trình nổi tiếng, thường xuyên tiếp xúc với các lãnh đạo. Ngay cả đạo diễn nổi tiếng Hollywood tới Trung Quốc làm phim cũng muốn mời một vị lãnh đạo cấp bộ tới quảng cáo hộ mình. Trong mắt bọn họ, điện ảnh và truyền hình thuộc về lĩnh vực giải trí, quan chức cao cấp như bọn họ có ai cầm tiền đồ của mình đi giải trí không? Đúng vậy, hoàn toàn chính xác Tần Lạc nói. Đại khái khoảng 2-3 phút nữa sẽ tới. Chúng ta hãy nhanh chóng sắp đặt một chút, Tạ Uyển nói. Lúc này không kịp diễn tập trước, thời gian của Thái Bộ trưởng rất quý giá. Khi ngài tới, chúng ta trực tiếp mời ngài lên đài. Còn vị lãnh đạo nào khác không? Vấn đề an toàn có chuyện gì không? Chỉ có Bộ trưởng Thái và thư ký của ngài, Tần Lạc nói. An toàn của Bộ trưởng hẳn không có vấn đề. Đại đầu đang ngồi trong góc, hắn hẳn sẽ hỗ trợ quan sát bốn phía xung quanh. Trong khi mấy người còn đang thương lượng việc nghênh đón, Thái Công Dân đã dẫn theo hậu vệ đông ra khỏi thang máy. Tần Lạc đi trước Cao Hy Vọng, Tạ Uyển, Phùng Đại Cương, Liễu Hạ Huy cùng đi tới nghênh đón. Thái Bộ trưởng, sao ngài lại có thời gian tới đây? Tần Lạc cười hỏi. Thế nào, không chào đón tôi hả? Thái Công Dân cười ha hả nhìn sắc mặt Tần Lạc, dáng vẻ ông rất vui vẻ. Hoan nghênh, Tần Lạc trả lời. Nhưng vấn đề là trước nay chưa có tiền. Lệ. Cái gì là tiền lệ? Có người làm trước thì có tiền lệ, Thái Công Dân nói rất bá đạo. Hơn nữa Tổng thống Mỹ có thể tham dự talk show, tôi chỉ tới tham dự buổi lễ ra mắt phim thì đã là gì nào. Tần Lạc chưa giới thiệu mọi người nên những người khác không dám khinh suất lên tiếng. Thái Bộ trưởng, vị này là Tạ Uyển tiểu thư, Tần Lạc trước tiến giới thiệu. Tạ Uyển đi sát bên cạnh. Tôi biết cô ấy, Thái Công Dân chủ động chìa tay cho Tạ Uyển nói,
tôi đã xem cô dẫn chương trình, hay lắm. Cảm ơn Thái Bộ trưởng đã khen, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn bởi vì lai lịch Thái công dân rất lớn. Tạ Uyển không dám tùy tiện lên tiếng trước mặt ông, cô dùng ngôn ngữ quan trường để biểu thị sự cảm ơn. Vị này chính là Cao Hy Vọng, Tổng Giám đốc Điện ảnh Truyền hình Hoàn Mỹ. Bọn họ là người đầu tư thiếu niên Y Vương Tần Lạc giới thiệu Cao Hy Vọng. Các vị rất có con mắt đầu tư Thái công dân bắt tay Cao Hy Vọng, cười nói. Đúng vậy, Trung Y Dược là bảo vật của người Trung Quốc, thế hệ con cháu chúng ta không thể nhìn thấy Trung Y chìm xuống, Cao Hy Vọng khom người nói. Đối với việc Trung Y xuất hiện nhân vật ưu tú, chúng tôi có trách nhiệm làm công chúng biết sự tích anh hùng của bọn họ. Vị này chính là Phùng Đại Cương, đạo diễn của Thiếu Niên Y Vương. Thái Bộ trưởng, chào ngài. Rất vinh hạnh được gặp ngài. Phùng Đại Cương cũng không dám nói lăng nhăng, ông ta cẩn thận chào Thái công dân. Phùng đạo diễn, chào ông, tôi đang chờ thưởng thức tác phẩm của ông Thái công dân. Nói, sau khi giới thiệu Liễu Hạ Huy, Thái công dân cũng bắt tay anh ta. Sau khi Tần Lạc giới thiệu mọi người xong, hắn hỏi, Thái Bộ trưởng, ngài có muốn lên trên nói mấy câu không? Một khi đã tới nhất định phải nói mấy câu, Thái công dân nói. Trước tiên tôi đi thông báo, Tạ Uyển cười nói. Thái Bộ trưởng bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian tới. Đây là vinh hạnh của đoàn làm phim, Thiếu Niên Y Vương. Khoa trương quá, Thái công gián xua tay nói. Tạ Uyển sắc mặt hớn hở, thong thả đi lên đài, cô cao giọng nói. Các vị, tôi rất vinh hạnh thông báo với các vị một thông tin. Phó Bộ trưởng Bộ Y tế chúng ta Thái công dân tiên sinh đột nhiên xuất hiện, tới tham dự lễ ra mắt phim, Thiếu Niên Y Vương của chúng ta. Chúng ta hãy nồng nhiệt dùng tiếng vỗ tay mời ngài lên đài nói chuyện với mọi người, được không? Tạ Uyển nói xong, cô lập tức vỗ tay trước. Những người khác cũng vỗ tay theo, mặc dù còn rất nhiều người vẫn chưa kịp có phản ứng. Thái công dân đi lên đài, ông giơ tay đè xuống. Tiếng vỗ tay bên dưới lập tức dừng lại. Gương mặt hình chữ quốc, ở vị trí cao lâu ngày, trông ông rất uy nghiêm. Các vị, chào mọi người. Tôi là Thái công dân. Thái công dân mỉm cười nhìn bốn phía xung quanh, lên tiếng. Tôi không tới đây với thân phận Phó Bộ trưởng Bộ Y tế. Tôi tới đây với thân phận một người hành nghề trong lĩnh vực Trung Y. Tiếng vỗ tay bên dưới lại vang lên. Không biết người bên dưới tự phát hay có người ở sau thúc đẩy. Khi nãy Lý Thu Bạch nói không có tiếng vỗ tay, mới rồi Phùng Đại Cương nói không có tiếng vỗ tay. Khi Tần Lạc nó có thể nói cũng không có tiếng vỗ tay, nhưng khi Thái công dân nói nhất định phải có tiếng vỗ tay. Đây là nghi thức thường lệ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, Trung Y có hưng vượng hay không chính là trách nhiệm của những người hành nghề y chúng ta. Đứng trên lập trường cá nhân của mình, tôi hy vọng song song với việc dốc sức, trợ giúp cho Tây Y, Trung Y cũng có thể đồng thời phát triển. Trung Y là thiêng liêng, cũng có công dụng. Nó đã được truyền thừa ngàn năm, bản thân nó đã chứng minh giá trị của mình. Bao nhiêu môn khoa học sau khi trải qua mưa gió ngàn năm còn có thể thể hiện được sức sống của mình không? Thế nhưng chỉ bằng vào sức lực của mình tôi còn lâu mới đủ. May mắn thay chúng ta vẫn còn có Tần Lạc, chúng ta rất cần Tần Lạc, muốn có càng nhiều Tần Lạc hơn nữa. Tần Lạc còn trẻ tuổi nhưng tôi cho rằng cậu ấy là một thầy thuốc vĩ đại, bởi vì cậu ấy có thể làm được những chuyện người khác khó mà làm thành công. Tôi rất vui mừng khi thấy bộ phim Thiếu Niên Y Vương xuất hiện. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trẻ tuổi tham gia vào lĩnh vực Trung Y, tôi hy vọng sẽ có nhiều Tần Lạc xuất hiện trước mặt chúng ta. Thái công dân xua tay nói, nếu như hiệu quả hiện nay tiếp tục được duy trì, việc phục hưng Trung Y đã nằm trong tầm tay. Cho nên tôi hy vọng Thiếu Niên Y Vương có thể bùng nổ mạnh mẽ. Người có mắt đều có thể nhìn thấy, người có tai đều có thể nghe thấy. Rầm rầm, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên như sấm. Vào thời khắc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tần Lạc. Hâm mộ, đố kỵ, ngưỡng mộ, tán thưởng, vui mừng. Không nghi ngờ gì nữa, buổi lễ ra mắt hôm nay thuộc về Trung Y, thuộc về Tần Lạc. Tần Lạc đứng trong góc, trên gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ như gió thoảng mưa phùn, thế nhưng bên trong tay áo, bàn tay hắn đang nắm chặt. Thái Bộ trưởng đánh giá hắn quá cao, đồng thời ông cũng tạo cho hắn quá nhiều áp lực. Thế nhưng điều này chỉ thêm kích thích bản tính kiêu ngạo trong xương tủy hắn. Một khi bản thân mình đã lên tới vị trí này rồi, đi tới bước này rồi chỉ còn cách dũng cảm tiến lên mà thôi. Hãy khiến người có mắt nhìn thấy Trung Y, người có tai nghe thấy Trung Y, trong đầu Tần Lạc vang vọng lời nói của Thái công dân. Đúng lúc này đột nhiên trong phòng vang lên một giọng nói lạc lõng. Thái Bộ trưởng,
ngài có thể nói cho chúng tôi biết một người lòng lang dạ sói Hoa Hoa đại thiếu dựa vào cái gì mà được đánh giá cao như vậy? Có người nào đó nói to. Chương 1322, mặt người dạ thú. Trên thế giới này khi có khen ngợi thì sẽ có nhục mạ, có tặng hoa thì sẽ có nhổ nước bọt, có thổi phồng thì sẽ có đập phá. Con người không phải là đồng nhân dân tệ, tuyệt đối không thể khiến ai cũng thích mình. Mỗi một phóng viên tới tham dự buổi lễ dường như đều có câu hỏi sắc bén của mình. Điều này đã nằm trong dự đoán của mọi người, cũng có thể chấp nhận được. Nếu như tất cả các phóng viên đều không muốn làm mất lòng nhau, hỏi kín đáo, người trả lời vui vẻ. Điều này chỉ có trong những bản thông cáo của chính phủ. Thế nhưng không một ai ngờ lại có phóng viên đặt một câu hỏi nặng nề như này. Mặt người dạ thú. Hoa Hoa đại thiếu. Hai câu này dù xét trong tình huống nào đi nữa cũng không thể tính là khen ngợi. Huống chi vấn đề này được hỏi gián tiếp qua Phó Bộ trưởng Thái Công Dân khiến mức độ càng căng thẳng. Người này không phải tới phá buổi lễ mà anh ta muốn hủy diệt Tân Lạc. Nhìn về hướng phát ra câu hỏi đó là một người đàn ông thấp bé đeo kính. Bởi vì người này cúi đầu thấp hơn nữa lại ngồi chết trong góc trái cho nên không thu hút được sự chú ý của người khác. Khi nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn mình, gã lặng lẽ ngồi thu người lại. Nói không căng thẳng chính là giả dối. Thế nhưng ánh mắt gã càng trở nên kiên định hơn. Ánh mắt kiên nghị, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Thái Công Dân đang ngồi trên đài dáng vẻ như không đạt mục đích, tuyệt đối không bỏ qua. Thái Công Dân cũng nhìn thấy gã, ông cũng chăm chú nhìn gã. Thế nhưng ông và gã phóng viên kia khác nhau, đối phương hư trương thanh thế được ăn cả ngã về không, trước hoảng loạn sau điên cuồng. Vì để duy trì cân bằng cơ thể mình, gã đã hao tổn rất nhiều năng lượng cơ thể. Thái Công Dân thì khác. Thái Công Dân là người có địa vị cao, khi đối mặt với những người đứng đầu quốc gia cũng không bao giờ mất bình tĩnh. Ông tinh thần sung túc, quan uy dày đặc hơn nữa cả người ngập tràn chính nghĩa, lòng dạ vô tư, dũng cảm. Ông ngồi trên cao nhìn xuống, chăm chăm vào gã phóng viên kia, không nói không rằng. Một giây, hai giây, ba giây. Thật ra là khoảng thời gian 30 mấy giây, nhưng vì bầu không khí trong hội trường lặng lẽ tới mức tẻ ngắt khiến tất cả mọi người đều cảm giác dài như 10 mấy phút vậy. Cuối cùng gã phóng viên kia dưới áp lực của Thái Công Dân, khó có thể kiên trì. Ánh mắt kiên nghị của gã bắt đầu tán loạn, sắc mặt nghiêm túc sụp đổ. Trên gương mặt bắt đầu xuất hiện những vết co quắp nhỏ. Hãy cho tôi một giải thích, giọng nói Thái Công Dân bình tĩnh thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra ông già này đang nổi giận khi nhìn sắc mặt lạnh lùng của ông. Gã này thật sự vả vào mặt người ta. Gã không chỉ vỗ vào mặt Tần Lạc mà còn vỗ vào mặt Thái Công Dân. Bạn hãy nghĩ xem, Thái Công Dân mới trực tiếp khen ngợi Tần Lạc trước mặt mọi người, cái gì nào chúng ta may mắn có Tần Lạc. Chúng ta cần Tần Lạc, chúng ta muốn có nhiều Tần Lạc hơn nữa. Ông lại còn nói cái gì phàm là người có mắt đều có thể nhìn thấy, phàm là người có tai đều có thể nghe thấy. Gã này lên tiếng chế giễu, gián tiếp chĩa mũi dùi vào Tần Lạc. Nếu chỉ trích là Hoa Hoa đại thiếu thì Thái Công Dân còn có thể chấp nhận. Thái Công Dân hiểu rõ Tần Lạc, biết hắn có mối quan hệ mập mờ với mấy người phụ nữ. Thái Công Dân là một người chính trực, mặc dù ông và Tần Lạc có mối quan hệ rất tốt, ông tuyệt nhiên sẽ không bào chữa cho hắn trong vấn đề này. Thế nhưng khi gã nói Tần Lạc là mặt người dạ thú thì Thái Công Dân tuyệt đối không thể chấp nhận được. Người như vậy còn gọi là mặt người dạ thú, vậy người như nào sẽ không phải là dạ thú? Thái Công Dân nghĩ, nếu như mình không phải là Phó Bộ trưởng Bộ Y tế, nhất định mình sẽ lao xuống đại chiến 300 hiệp với gã. Nhân phẩm là gì? Vu khống, anh nhất định phải cho tôi một bằng chứng thuyết phục chứng minh cho điều đó. Anh nói Tần Lạc là mặt người dạ thú, tóm lại phải nói rõ cậu ấy có gì sai, nếu không tôi nhất định sẽ lột cái mũ quan trên đầu anh xuống. Rõ ràng Thái Công Dân đang muốn chính danh ngôn thuận lên tiếng thay Tần Lạc. Ông tin tưởng Tần Lạc, ông biết Tần Lạc không làm chuyện quá tệ. Cho dù hắn có làm chuyện xấu thì hắn cũng làm vì trung y, làm vì đất nước, nhân dân. Gã phóng viên lùn kia sau khi nắm chặt tay, nuốt mấy ngụm nước miếng, nói, tôi không chỉ trích vô cớ. Tôi làm vậy là xuất phát từ lương tâm của một phóng viên. Nếu như Thái Bộ trưởng muốn tôi đưa ra chứng cứ, tôi có mấy tấm ảnh chụp có thể đưa cho mọi người xem. Nam phóng viên này vừa nói vừa móc trong cặp tài liệu ra một tập ảnh. Hậu vệ Đồng đi tới, nhận tập ảnh từ tay gã phóng viên. Hậu vệ Đồng không xem, chỉ đưa tập ảnh cho Thái Công Dân. Sau khi Thái Công Dân lật xem tập ảnh xong, ông nói, hãy giao tập ảnh cho các phóng viên xem một chút.
vì vậy hậu vệ đông chuyển tập ảnh xuống bên dưới đài cho các phóng viên xem. Khi các phóng viên nhìn thấy tập ảnh, bọn họ tranh nhau xem. Trong những bức ảnh đó chỉ có một nam diễn viên, Tần Lạc mà có nhiều hơn một nữ diễn viên. Có bức ảnh Tần Lạc ở cùng với Lâm Hoán Khê, có bức ảnh Tần Lạc ở cùng với Lệ Khuynh Thành, có bức ảnh Tán Lạc ở cùng với Tô Tử, có bức ảnh Tản Lạc ở cùng với Ly. Từ những tấm ảnh này mà nói có thể nói Tần Lạc xứng đáng với câu chỉ trích Hoa Hoa đại thiếu. Biến cố bất ngờ trong buổi lễ khiến có vào người không kịp ứng phó. Cuối cùng Tạ Uyển cũng có cơ hội lên tiếng. Cô cười nói, Thái Bộ trưởng, có lẽ ngài không biết rõ một chuyện. Lúc trước Tân Lạc lão sư đã thừa nhận trước mặt mọi người chính anh ấy thích Lâm Hoán Khê tiểu thư và cả Lệ Khuynh Thành tiểu thư. Ý tứ của Tạ Uyển rất rõ ràng, Tân Lạc đã thừa nhận chuyện này với mọi người, anh còn lý do gì mà công kích người ta? Tạ Uyển tiểu thư, tôi tuyệt đối không tin gã phóng viên làm hỏng buổi lễ cao giọng phản đối. Anh ta nói mình thích Lâm Hoán Khê tiểu thư, cũng thích Lệ Khuynh Thành tiểu thư, rõ ràng anh ta coi thường tình yêu, không có đạo đức. Hơn nữa từ những bức ảnh có thể thấy anh ta vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với người phụ nữ này, có lẽ không chỉ có thích mà thôi. Nói không chừng bọn họ còn sống cùng nhau, chẳng lẽ như vậy còn không phải là Hoa Hoa đại thiếu sao? Vị phóng viên này, tôi không thể đồng ý với quan điểm của anh. Theo như tôi được biết, Tần Lạc lão sư là một người đàn ông thẳng thắn, trung thực. Anh ấy đã thừa nhận chính mình thích cả Lâm tiểu thư và Lệ tiểu thư, đó chỉ là cảm nhận của tâm hồn. Chỉ dựa vào bức ảnh chụp anh ấy đi cùng với một người phụ nữ, cùng nhau đi ăn cơm, cùng ngồi một xe là anh có thể nhận định bọn họ có quan hệ mập mờ với nhau sao? Chẳng lẽ bạn bè với nhau thì không thể đi ăn cơm sao? Ngay lúc này bên cạnh anh đang có một cô gái. Nếu như có người chụp ảnh anh và cô ấy, có phải cũng đủ để chỉ trích hai người có quan hệ với nhau sao? Xin lỗi cô gái, tôi chỉ đặt ra một giả thiết vì cô là người ngồi cạnh vị tiên sinh này. Không có vấn đề gì, nữ phóng viên lên tiếng, sau đó cô ôm camera tránh xa gã phóng viên. Nói đùa, bây giờ anh ta trêu chọc vào bao người, cô vẫn tiếp tục ngồi cạnh anh ta. Không phải tự mình chuốc lấy khổ sở sao? Không chỉ có nữ phóng viên đó bỏ chạy, ngay cả những nam phóng viên ngồi gần đó cũng bắt đầu tránh xa. Hội trường có vẻ trở nên hỗn loạn. Điều này khiến Tạ Uyển không biết nói gì cho phải. Tôi không nói các vị có động cơ với anh ta, đổi chỗ làm gì. Công đạo, tự do, lòng người lúc này gã phóng viên kia đã bất chấp tất cả. Dù thế nào đi nữa anh ta nhất định phải kéo ngã Tần Lạc. Tần Lạc xuống ngựa, thể diện của Thái Công Gián sẽ giảm sút. Sau khi xem những bức ảnh này, tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn phóng viên ở đây có suy nghĩ giống tôi. Cho dù các vị giải thích thế nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của chúng tôi. Bọn họ chỉ sợ hãi quyền thế của Tần Lạc mà không dám lên tiếng đó thôi. Muốn gán tội cho người khác có thủ đoạn nào mà không từ. Uông Hải nói, anh lấy ảnh chụp của người ta nói người ta có quan hệ với người khác, vậy không phải quá gượng ép sao? Uông Hải không phải là người ngốc, Tạ Uyển đã kịp thời lên tiếng phụ họa khiến Uông Hải hiểu rõ chủ ý trong lòng của Tạ Uyển. Lúc này ngọn cờ đương nhiên đứng ở bên cạnh Phó Bộ trưởng Thái Công Dân. Thái Công Gián là Phó Bộ trưởng, tóm lại ông phải đích thân ra mặt tranh luận với gã phóng viên vô lương tâm kia sao? Quá mất thể diện. Lúc này bản thân Tần Lạc cũng không tiện lên tiếng giải thích. Hai người bọn họ là người điều khiển chương trình, bọn họ có trách nhiệm là rõ vấn đề này. Tôi chỉ biết chúng ta tuyệt đối không đồng ý với nhau trên vấn đề này, gã phóng viên kia cười nhạt nói. Người nào có nhiều người, giọng nói người đó lớn. Tôi hiểu rất rõ đạo lý này. Vậy cũng không thể vì anh ít người chúng tôi phải hùa theo anh, vậy là không có lý trí, đó là thương hại. Một lần nữa Tạ Uyển lên tiếng. Tôi không có cách nào tranh luận với mọi người về vấn đề này, tôi chỉ cung cấp ảnh chụp. Các người vẫn biện hộ cho anh ta chân tướng sự việc thế nào chỉ các người mới hiểu rõ. Tôi nghĩ một ngày nào đó, công bằng sẽ lặp lại. Tôi không tin sau chuyện ngày hôm nay Tần Lạc sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Một ngày nào đó chuyện của bọn họ sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Gã phóng viên này đoán đúng. Không một ai nghĩ Tần Lạc và mối quan hệ với mấy người phụ nữ lại là quả bom nổ chậm. Hơn nữa khi đã phát nổ thì cực kỳ khủng khiếp, ảnh hưởng rất rộng. Thái Công Dân cau mày, nói, vậy anh giải thích thế nào về, mặt người dạ thú? Ông chỉ biết một chút cuộc sống tình cảm của Tần Lạc, không tiện đánh giá nhiều. Thế nhưng hành vi bôi đen đạo đức mặt người dạ thú thì ông tuyệt không dễ dàng bỏ qua. Chương 1323, Tần Lạc là một tỷ phú. Ở trong góc dưới đài, Liễu Hạ Huy nhìn chằm chằm vào gã phóng viên làm hỏng buổi lễ.
hỏi nhỏ, từ đâu chui ra cái đầu ngu ngốc này vậy? Rõ ràng là có kẻ cố tình sắp đặt Cao Hy Vọng cười nhạt nói. Làm hỏng danh tiếng của Tần Lạc ngay trong lễ ra mắt của thiếu niên Y Vương. Nếu như chuyện này bị đưa lên báo chí, còn ai muốn tới rạp xem phim nữa không? Khi nói ra câu này, Cao Hy Vọng hoàn toàn đứng ở góc độ nhà đầu tư. Nên biết rằng Thiếu Niên Y Vương là bộ phim chuyển thể từ tự truyện. Sự kiện trong bộ phim phần lớn có liên quan tới hiện thực cuộc sống. Nếu như để cho khán giả biết nhân vật chính của bộ phim, Tần Lạc có nhân phẩm bại hoại có ai tình nguyện đi xem bộ phim được làm từ nguyên mẫu của hắn không? Tần Lạc bị hủy, bộ phim cũng bị hủy. Thanh danh Tần Lạc bị bôi đen, việc bán vé của phim coi như xong. Đương nhiên Cao Hy Vọng cũng không cần đứng trên góc độ của nhà đầu tư mà suy xét vấn đề. Bởi vì ông ta hiểu Văn Nhân Mục Nguyệt coi trọng người đàn ông này tới mức độ như thế nào. Văn Nhân Mục Nguyệt đích thân gọi điện thoại cho ông ta bảo ông ta tới công ty lấy kịch bản, hơn nữa còn đích thân quan tâm tới việc tuyên truyền quảng cáo cho bộ phim. Việc tuyển chọn nam diễn viên cũng bị trì hoãn mấy tháng trời. Văn Nhân Mục Nguyệt tuyển đi tuyển lại rồi cuối cùng vẫn quyết định để Tần Lạc tự tuyển. Trước kia đã từng có chuyện đó chưa? Gia tộc Văn Nhân có rất nhiều sản nghiệp, kim ngạch kinh doanh hàng tháng đạt doanh số trăm triệu, trong tập đoàn cũng có vài công ty. Đây là một chiến hạm siêu cấp, điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ mới thành lập chưa tới 3 năm, cho tới năm ngoái mới bắt đầu có doanh thu. Hoàn Mỹ chỉ là cái đinh ốc bé xíu trong chiến hạm siêu cấp đó. Văn Nhân Mục Nguyệt là người cầm lái của chiến thuyền siêu cấp đó. Liệu nàng có cần quan tâm xem một chiếc đinh ốc có vận hành bình thường hay không? Bởi vì anh ta, Văn Nhân Mục Nguyệt mới chú ý tới điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ. Điều này khiến Cao Hy Vọng cực kỳ vui mừng, cũng khiến ông ta cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Thành cũng Tần Lạc, bại cũng Tần Lạc. Liệu có phải là đối thủ của chúng ta không? Liễu Hạ Huy hỏi, không phải nam diễn viên trước kia xảy ra chuyện rất huyên náo với Tần Lạc tiên sinh sao? Liệu có phải anh ta tìm người làm không? Không thể nào, Cao Hy Vọng lắc đầu nói. Hắn không có gan đó. Cho dù hắn có muốn làm thì người đại diện của hắn cũng sẽ khuyên can. Hắn có thể sử dụng chiêu này đối phó với người khác, chúng ta không thể dùng chiêu này với hắn sao? Trong thế giới tiêu khiển hỗn loạn này, người nào mà không có 2-3 tình nhân sao? Hơn nữa không có tình nhân thì cũng có thể sắp đặt cho người ta một tình nhân mà. Thời nay, phá hủy thanh danh của một người là chuyện quá dễ dàng, chỉ một câu nói là xong mà. Vậy là kẻ nào? Cuộc sống của Liễu Hạ Huy quá khép kín nên không quá nhạy cảm với các âm mưu quỷ kế. Anh ta nghĩ mãi cũng không tìm được đối tượng khả nghi. Liệu có phải là kẻ thù của Tần Lạc không? Rõ ràng bọn họ đang nhắm vào Tần Lạc. Rất có khả năng, Cao Hy Vọng nói. Nhìn thẻ phóng viên trước ngực anh ta là của Tuần San Giải Trí Trung Quốc. Sau này tìm bọn họ thăm dò là được. Còn có một khả năng rất cao mà Cao Hy Vọng không nói ra. Đó là rất có thể đám người đó nhằm vào Thái Công Dân. Ông ta không cần giải thích cho người ngu ngốc như Liễu Hạ Huy hiểu một vấn đề cao thâm như vậy. Rõ là tiểu nhân, Liễu Hạ Huy bất bĩnh nói. Nếu như tôi biết tên anh ta, tôi sẽ biến anh ta thành một con ngựa trong cuốn tiểu thuyết của tôi. Ngày ngày bị người ta cưỡi. Lúc này người ở hiện trường phẫn nộ, không nhẫn nại được nữa, có thể kể tới những fan hâm mộ đặc biệt tới đây cổ vũ. Bọn họ tới vì Tần Lạc, vì muốn nhìn thấy Tần Lạc bằng xương bằng thịt, cũng vì muốn chứng kiến vinh quang của Tần Lạc. Bọn họ vì Tần Lạc cười, mà vui vẻ, vì Tần Lạc đau khổ mà đón đau. Nếu như Tần Lạc vung tay lên với bọn họ tuyệt đối sẽ kích động gầm lên như điên cuồng. Nếu như có người sỉ nhục Tần Lạc trước mặt bọn họ sẽ tức giận gầm lên như phát điên. Tới lúc này sở dĩ bọn họ vẫn giữ bình tĩnh là vì sự có mặt của Thái Công Dân, hơn nữa khi ông già này đứng trên đài khí thế khổng lồ bao phủ cả hội trường. Không một người nào dũng cảm lên tiếng, nếu không bọn họ đã sớm lên tiếng mắng chửi. Rồi. Thế nhưng chịu đựng mãi cũng rất khó chịu. Vì vậy bọn họ chỉ có thể nhỏ to thì thào bàn tán. Thằng ngu đó là ai vậy? Hắn dựa vào cái gì mà nói thần tượng của bọn mình như vậy? Bề ngoài đã xấu, tâm hồn lại càng xấu hơn. Tức quá đi thôi, tớ chỉ muốn xông tới cắn cho anh ta mấy cái. Người đẹp, hay em coi anh là thằng xấu xa kia? Hung hăng cắn anh mấy cái đi, ôi! Em đừng có chừng mắt, anh nói vậy là muốn cho em hả giận, em nghĩ anh cố tình muốn chiếm tiện nghi của em sao? Anh xin em, anh cũng là fan của Tần Lạc, em cảm thấy fan của Tần Lạc có kẻ hám gái sao? Không phải em đang sỉ nhục anh mà em đang sỉ nhục cộng đồng fan chúng ta. Lạc Kiệt cũng rất căng thẳng, cực kỳ căng thẳng,
Gây ra một chuyện lớn như vậy, đối mặt với một quan lớn cấp bộ, nói không căng thẳng chỉ là giả dối. Thế nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Gã đã nhận tiền của người ta. Hơn nữa không chỉ có nhận tiền của người ta. Sau khi nghe Thái công dân chất vấn nguyên nhân gã nói Tần Lạc là mặt người giả thú. Lạc Kiệt nắm chặt bàn tay, động viên chính mình, một lần nữa nuốt nước bọt, nói, nguyên nhân vì sao tôi nói như vậy, người khác có thể không hiểu nhưng Thái bộ trưởng còn không hiểu sao. Tôi không hiểu lắm. Thái công giản lạnh lùng cắt ngang lời gã. Tôi hy vọng anh có thể giải thích rõ ràng. Được, đó là ngài bảo tôi nói. Tôi sẽ nói rõ với ngài. Lạc Kiệt nói, Tần Lạc là một trung y rất danh tiếng. Cho dù một phương tiện truyền thông nào khi viết bài về anh ta cũng đều nói anh ta là niềm hy vọng của trung y, cứu vớt trung y, vì trung y mà liều mạng. Điều tôi muốn hỏi là có thật sự như vậy không? Tôi nghĩ ở đây cũng còn rất nhiều bạn phóng viên vẫn chưa biết rõ sự thật, đúng không? Lạc Kiệt quay người nhìn những phóng viên quanh mình. Một trong những tình nhân của Tần Lạc là Lệ Khuynh Thành, là chủ tịch của Khuynh Thành Quốc tế. Trước khi quen biết Tần Lạc, cô ta là ai? Một bà chủ một thẩm mỹ viện tầm thường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, từ một bà chủ có doanh thu hàng năm chưa tới 1 triệu đã thành một chủ tịch có doanh thu 1 tỷ một tháng. Bây giờ Lệ Khuynh Thành đã là người có tài sản trên 4 tỷ. Đúng vậy, con số này rất đáng nghi. Với doanh thu 1 tỷ mỗi tháng của Khuynh Thành Quốc tế, Lệ Khuynh Thành hẳn phải có tài sản trên 10 tỷ mới đúng, số tiền còn lại rơi vào tay người nào? La Kiệt chỉ vào Tần Lạc đang đứng bên cạnh đài gào lên, rơi vào tay anh ta. Rơi vào trong túi người anh hùng dân tộc của các vị. Anh ta là cổ đông chính của Khuynh Thành Quốc tế. Anh ta chính là ông chủ sau lưng của Khuynh Thành Quốc tế. Lúc này Tạ Uyển không thể không đứng ra biện hộ cho Tần Lạc. Trong tay Tạ Uyển có micro nên giọng nói của cô rất to. Cả hội trưởng đều nghe thấy. Tôi không biết điều anh nói có phải là sự thật hay không, mà cho dù là sự thật, điều này có liên quan gì tới mặt người giả thú. Tần Lạc lão sư dựa vào năng lực của mình kiếm tiền. Không ăn trộm, không cướp đoạt, nộp thuế hợp pháp. Chẳng lẽ không thể có tiền sao? Làm thế nào để chấn hưng trung y? Đương nhiên phải làm tấm gương tốt, chính mình phải giàu có, đồng thời khiến nhiều người hành nghề trung y giàu có. Tần Lạc lão sư ngay cả bản thân không biết kiếm tiền thì còn nói gì tới sự nghiệp chấn hưng trung y. Kiếm tiền thì không sai, nhưng khi kiếm tiền lại che đậy bằng bức màn chấn hưng trung y, người như vậy mà trở thành anh hùng sao? Tần Lạc mỉm cười đi lên đài nhận micro từ tay Tạ Uyển, nói, tôi nghĩ mình cần phải giải thích cho mọi người một chút. Khi tôi quen Lệ Khuynh Thành tiểu thư, quả thật cô ấy đang điều hành thẩm mỹ viện Khuynh Thành. Khi đó một người bạn của cô ấy bị thương ở chân chính là người mẫu chân Trần Tư Tuyền mà mọi người đã biết. Tôi dùng bột phấn kim dũng chưa khỏi chân cho cô ấy khiến không ai có thể nhận ra vết sẹo cũ nữa. Lệ tiểu thư là người rất có năng lực kinh doanh. Cô ấy nhận ra cơ hội trong lĩnh vực này nên mới thương lượng với tôi việc sản xuất bột phấn kim dũng bán ra thị trường. Tôi dùng phương thuốc làm cổ phần. Cô ấy phụ trách việc kinh doanh. Chuyện sau đó thì mọi người đã biết. Cô ấy là một thiên tài kinh doanh. Không ít người thốt lên kinh ngạc. Tần Lạc nói vậy chẳng khác nào hắn thừa nhận sự chỉ trích của Lạc Kiệt là đúng. Hắn chính là ông chủ sau lưng Khuynh Thành Quốc tế. Tất cả mọi người đều biết Tần Lạc có tiền nhưng không ai ngờ hắn có nhiều tiền như vậy. Lệ Khuynh Thành phụ trách kinh doanh có tài sản mấy tỷ. Tần Lạc dùng phương thuốc là cổ phần có bao nhiêu tiền? 10 tỷ, 20 tỷ hay bao nhiêu? Hơn nữa hiện nay việc kinh doanh của Lệ Khuynh Thành ngày càng bùng nổ, liên tục mở rộng thị trường trong ngoài nước, tiền bạc của anh ta càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Anh ta có trở thành người xếp hạng đầu tiên trong danh sách tỷ phú của Forbes không? Tôi biết anh sẽ tìm lý do giải thích, vậy anh giải thích thế nào về giao dịch đen bên trong Hiệp hội Trung Y? Lạc Kiệt tiếp tục truy hỏi dáng vẻ muốn bức ép Tần Lạc huyết chiến tới cùng. Hiệp hội Trung Y, Tần Lạc giờ khóc giờ cười. Gã này đang cố tình giúp mình nổi tiếng sao? Tôi thật sự không biết trong Hiệp hội Trung Y có giao dịch đen gì nữa. Nếu như anh biết, anh hãy nói cho mọi người ở đây biết. Chương 1324, vợ chồng đồng tâm đồng lực. Lạc Kiệt quả thật nghiện mắng người. Sau khi nghe Tần Lạc nói xong, gã nói to, được, anh không nói thì tôi nói thay cho anh. Hiệp hội Trung Y là hiệp hội mang tính chất gì? Hẳn là công lập, phục vụ công chúng. Hiệp hội là để phục vụ tất cả những người hành nghề Trung Y, hiệp hội thành lập với mục đích gì? Là hợp tác cùng nhau giành lợi ích, tập trung lực lượng Trung Y trong cả nước, cùng nhau nghiên cứu phát triển sản phẩm thúc đẩy, chấn hưng Trung Y. Xuất phát điểm của Hiệp hội Trung Y rất tốt, tôi giơ cả hai tay ủng hộ.
nhưng nó không nên trở thành công cụ kiếm tiền của một số người. Mọi người có biết người nào là người đầu tiên đảm nhiệm chức hội trưởng Hiệp hội Trung y không? Không sai, chính là Tần Lạc đang đứng trên đài nhưng anh ta không muốn đảm nhiệm, vì vậy mới chuyển sang cho Lâm Hoán Khê. Một người phụ nữ khác của mình. Bây giờ người lãnh đạo Hiệp hội Trung y là Lâm Hoán Khê. Mọi người xem, Hiệp hội Trung y như là nhà của anh ta, muốn người nào đi thì đi, người nào tới thì tới, muốn người nào xuống, người đó phải xuống. Tần Lạc xa sầm mặt. Khi đó hắn muốn tìm kiếm một hội trưởng phù hợp, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Lâm Hoán Khê. Khi đó bản thân hắn cũng không nghĩ sâu xa như vậy. Thế nhưng sau hơn một năm phát triển, Hiệp hội Trung y nhanh chóng trở thành con lợn béo trong mắt rất nhiều người. Bây giờ nó trở thành con lợn béo, rất nhiều kẻ muốn mang đao tới xẻ thịt. Mơ tưởng Tần Lạc tức giận nghĩ. Thế nhưng vì hắn tặng chức vụ hội trưởng cho Lâm Hoán Khê nên đã thành yếu điểm cho người khác công kích. Điều này khiến người ta nghĩ rằng Hiệp hội Trung y là của Tần Lạc, hắn thích làm gì thì làm, mặc dù sự thật đúng là như vậy. Khi thấy sắc mặt Tần Lạc thay đổi, La Kiệt được cô vũ tinh thần. Ý chí chiến đấu của gã dâng trào, giống như chỉ cần một đòn tấn công là có thể đẩy ngã Tần Lạc. Tần Lạc tiên sinh, anh có thể nói cho mọi người biết, anh có bao nhiêu cổ phần trong Hiệp hội Trung y không? Thế nào, anh không muốn trả lời sao? Có phải trên 40% không? Một mình anh đã chiếm hơn 40%. Mười mấy vạn Trung y trong cả nước, bọn họ chiếm bao nhiêu phần trăm? Anh hãy nói tôi biết tới bây giờ Hiệp hội Trung y nghiên cứu được bao nhiêu sản phẩm không? Sản phẩm tiêu thụ bán ra với giá cả như nào? Người nghiên cứu sản phẩm được thường như thế nào? Hơn nữa tôi còn biết một giao dịch đen, bởi vì anh và người thân, bạn bè chiếm những vị trí cao của Hiệp hội Trung y, một khi các người nhìn trúng sản phẩm nào, lợi dụng bán cho khuynh thành quốc tế với giá thấp. Chỉ có các người mới cho rằng bán cho các công ty khác là không có tương lai. Mua thấp bán cao, tay trái chuyển sang tay phải. Phương thức kiếm tiền quả thật rất cao minh. Xôn xao. Toàn hội trường xôn xao. Nếu như tất cả những công kích của La Kiệt là sự thật, quả thật Tần Lạc có chút. Rất không đạo đức. Thịt đã bị anh ta gặm hết, chỉ còn ít canh cặn cho người khác uống, không phải gian thương thì là cái gì? Người như vậy sao có thể trở thành thần tượng của toàn bộ dân chúng? Những người hiểu rõ nhân phẩm Tần Lạc đều hiểu hắn không làm chuyện đó. Thế nhưng đối với những người không hiểu rõ Tần Lạc, suy nghĩ bắt đầu dao động. Không ngờ anh ta lại là người như vậy, đúng là không thể nào biết được. Đúng vậy, trẻ tuổi mà có mấy chục tỷ, giết người phóng hỏa, vàng lặn lưng, câu nói này không sai chút nào. Trước kia chúng ta đều bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt. Thì ra anh ta là một người ăn thịt người ta không còn xương tủy. Sau này không bao giờ ủng hộ anh ta nữa. Cậu nói cái gì vậy? Sự thật vẫn chưa rõ ràng, sao cậu đã công kích anh ấy? Sao cậu biết phóng viên kia nói đúng sự thật? Không phải Tần Lạc đã giải thích rồi sao? Cậu không ủng hộ anh ấy thì đã sao nào? Người ủng hộ anh ấy rất nhiều, thêm một người cũng không nhiều mà bớt một người cũng chẳng thiếu. Tôi có thể giải thích vấn đề này, một giọng nói trong trẻo pha lẫn sự lạnh lùng vang. Lên! Tiếp theo một người phụ nữ khí chất tao nhã, thanh cao, xinh đẹp, quý phái đi lên đài. Bộ trang phục công sở màu trắng, áo sơ mi cổ rộng màu trắng, mái tóc dài vấn lên đỉnh đầu, chiếc cô trắng ngần. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt như hồ thu, không giận, không cười nhưng chấn động lòng người. Nàng không đi nhanh, không đi chậm, dáng đi ôn hòa nhã nhặn nhưng lại thu hút được ánh mắt của người trong cả hội trường. Quả thật là một mỹ nhân. Một phụ nữ, đầy sức sống. Tới rồi hả? Tần Lạc đi tới đón, cười hỏi. Người tới là Lâm Hoán Khê, nàng tới theo lời mời của Tần Lạc. Tối qua Tần Lạc đã nói chuyện với Lâm Hoán Khê, hắn muốn hôm nay nàng tới tham dự buổi lễ ra mắt bộ phim. Lâm Hoán Khê nói trước tiên phải tới hiệp hội chủ trì một cuộc họp. Sau khi cuộc họp chấm dứt mới tới tham dự. Đây vốn là thịnh hội của đôi tình lữ cùng nhau xuất hiện, đương nhiên Lâm Hoán Khê không bỏ qua. Điều không ngờ là khi nàng đi tới cửa nghe thấy bên trong có người đang nghi ngờ trong Hiệp hội Trung y có giao dịch đen. Nghi ngờ Hiệp hội Trung y chẳng khác nào nghi ngờ Lâm Hoán Khê, bởi vì Lâm Hoán Khê chính là hội trưởng điều hành Hiệp hội Trung y. Với tính cách của mình, Lâm Hoán Khê không quan tâm tới người khác nói gì. Người ta nói kệ người ta, nàng làm việc của nàng. Thế nhưng nàng không nghĩ vì sai lầm trong công tác của mình mà Tần Lạc phải chịu tội thay người khác. Một khi đã như vậy nàng không thể không đứng ra giải thích. Ừ, bị kẹt xe, Lâm Hoán Khê nhỏ nhẹ giải thích. Lâm Hoán Khê tiếp nhận micro từ tay Tần Lạc nói,
Trước khi giải thích vấn đề này, tôi giới thiệu một chút về nguyên nhân thành lập Hiệp hội Trung y, khi đó Trung y giả, thuốc Trung y có độc liên tục xảy ra khiến Trung y suy sụp tới tận đáy vực, thậm chí có người còn coi Trung y là phế vật, dốc tất cả tài lực, vật lực ủng hộ nghiên cứu thuốc Tây y. Sau khi biết tin này Tần Lạc Tiên Sinh cực kỳ tức giận, vì vậy Tần Lạc Tiên Sinh mới tìm gặp Phó Bộ trưởng Thái Công Dân bàn cách tổ chức một hiệp hội hỗ trợ Trung y, tụ tập người hành nghề Trung y trong cả nước, nhiều người hình thành một lực lượng lớn, cùng nhau cống hiến vì sự phát triển của Trung y. Phó Bộ trưởng Thái Công Dân là một lãnh đạo vô cùng anh minh. Ngài đồng ý với đề nghị của Tần Lạc Tiên Sinh, thế nhưng ngài có yêu cầu là chính phủ phải giữ vị trí chủ đạo. Tần Lạc Tiên Sinh sợ rằng vì vậy Hiệp hội hỗ trợ Trung y lại biến thành một cơ quan nhà nước, không khác gì những hiệp hội trước đó. Anh ấy hy vọng chính bản thân Trung y sẽ quản lý và kinh doanh hiệp hội này. Sau nhiều lần thương thảo, cuối cùng Tần Lạc Tiên Sinh đã thuyết phục được Phó Bộ trưởng Thái Công Dân. Khi đó Hiệp hội Trung y chỉ có một cái xác không. Nói một cách chính xác, hội chỉ tồn tại trên giấy tờ, không nhận được sự ủng hộ nào về vật chất, tiền bạc, sức lực bởi vì không phải là một cơ quan của chính phủ. Chính phủ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Khi thành lập hiệp hội có cần phải tuyển nhân viên không? Có phải thuê địa điểm đặt trụ sở hiệp hội không? Có phải mua sắm thiết bị không? Có cần phải trả lương cho nhân viên không? Còn phải thành lập rất nhiều đơn vị, điều người tới đảm nhận. Khi đó có người nào tình nguyện trả số tiền này không? Chính là Tần Lạc Tiên Sinh đã bỏ tiền túi của mình ra cũng chỉ một mình anh ấy từ khi chủ bị tới khi thành lập một hiệp hội mười mấy vạn hội viên. Khi Tần Lạc Tiên Sinh đầu tư 5 triệu kia, tại sao không có người nào tới chỉ trích anh ấy? Tại sao không người nào công kích anh ấy? Tại sao không một ai nghi ngờ vai trò hội trưởng của anh ấy? Giọng nói Lâm Hoán Khê rất bình tĩnh nhưng bên trong sự bình tĩnh lại ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ lớn. Anh ấy là người sáng lập hiệp hội, là người đứng ra hô hào mọi người tích cực tham gia, là người thúc đẩy và chuẩn bị, cũng là người đầu tư 5 triệu. Bây giờ mọi người đã hiểu vì sao anh ấy nắm giữ 50% cổ phần chưa? Hơn nữa là một hội trưởng điều hành Hiệp hội Trung y, tôi tình nguyện lấy tư cách của mình đảm bảo, Hiệp hội Trung y không có bất kỳ giao dịch đen nào. Bây giờ Hiệp hội Trung y còn đang ở vào giai đoạn khởi đầu, mỗi một phương thuốc bán ra ngoài tôi đều phải tham gia. Tất cả báo giá đều được bên chuyên môn và bên thẩm định giá trị thảo luận tập thể. Hơn nữa khi các nhà nghiên cứu đồng ý trao quyền chúng tôi mới bán phương thuốc ra ngoài. Còn điều nữa, vị phóng viên này chỉ trích bán phương thuốc cho Khuynh Thành quốc tế với giá thấp. Đây là sự vu cáo, tôi có quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Mỗi phương thuốc chúng tôi bán cho Khuynh Thành quốc tế đều căn cứ vào giá cả thị trường. Hơn nữa những giao dịch này đích thân do tôi đàm phán, thậm chí giá trị còn cao hơn giá trị thị trường bên ngoài. Bên dưới đài vang lên tiếng cười hiểu ý. Không sai, Lâm Hoán Khê không có lý do gì để bán phương thuốc cho Khuynh Thành quốc tế với giá thấp bởi vì chủ tịch của Khuynh Thành quốc tế là tình địch của nàng. Rất có khả năng nàng sẽ bán với giá cao hơn bình thường. Tất cả đều có hợp đồng làm chứng. Vị nào có hứng thú bất kỳ lúc nào cũng có thể tới Hiệp hội Trung y xem xét. Chúng tôi giữ bí mật phương thuốc với đối thủ, không giữ bí mật giá trị hợp đồng, Lâm Hoán Khê nói. Ánh mắt Lâm Hoán Khê dừng lại trên người Lạc Kiệt. Nàng nói, tôi tình nguyện chịu trách nhiệm với từng từ tôi nói hôm nay. Nếu như các vị phát hiện ra bất kỳ điều gì không đúng, hơn nữa chứng minh tôi sai lầm trong công tác, tôi tình nguyện rời khỏi vị trí, gánh chịu tất cả trách nhiệm. Còn anh thì sao, anh phóng viên? Giọng nói Lâm Hoán Khê đột nhiên vọt cao. Anh có thể chịu trách nhiệm với hành vi vu oan hãm hại có mục đích của mình, hơn nữa còn gánh chịu tất cả hậu quả không? Chương 1325, mỗi người phụ nữ đều là một thiên sứ. Sau khi nghe Lâm Hoán Khê nói vậy, nhóm fan hâm mộ Tần Lạc bên dưới đài không kiềm chế được nữa rồi. Tần Lạc, chúng tôi ủng hộ anh. Chúng tôi vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường cho anh. Tần Lạc, chúng tôi không tin loại tiểu nhân này. Chúng tôi biết anh ta là người lùn, nghèo khô ghen ghét, đố kỵ người đẹp trai giàu có như anh. Hãy để cho kẻ mang lòng dạ bắt chính cút đi. Đuổi anh ta cút đi. Thái Công Dân giơ tay đè xuống, ý bảo mọi người hãy yên lặng. Quả nhiên khi Thái Công Dân tỏ thái độ, không một ai dám lên tiếng nói nữa. Trách nhiệm của phóng viên là tuyên truyền, giám sát và nghi vấn. Thế nhưng đây không phải là điểm quan trọng nhất. Tôi hoan nghênh ý kiến của anh nhưng không chào đón anh cố tình hất bát nước bẩn. Sắc mặt Thái Công Dân nghiêm túc, giọng nói bá đạo, khí thế rất mạnh. Hành vi của anh đã xâm phạm danh dự của một công dân. Anh nên chịu trách nhiệm vì chính hành vi của mình. Hơn nữa tôi vẫn giống như lúc mới tiếp xúc đã tin tưởng Tần Lạc là một trung y ưu tú. Cậu ấy vì Trung y mà nỗ lực,
xứng đáng nhận được sự ủng hộ của chúng ta, tôn trọng và học tập. Không chỉ có ngày hôm nay, lịch sử sẽ cho Tần Lạc một đánh giá công bằng. Nói xong Thái Công Dân đi xuống dưới đài. Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sắc mặt Lạc Kiệt cực kỳ xấu hổ, gã ngồi thừ trên ghế, không hiểu đang suy nghĩ điều gì. Tạ Uyên và Uông Hải kịp thời lên đài chuyên để tài tới những nữ diễn viên khác. Tần Lạc và Cao Hy Vọng đi tới mời Thái Công Dân vào trong phòng nghỉ ngơi. Phùng Đại Cương và Liễu Hạ Huy cũng đi theo. Thái Bộ trưởng, ngài hãy bất giận, Cao Hy Vọng tự mình căn dặn nhân viên mang trà lên, ông ta ngồi bên cạnh Thái Công Dân cười an ủi, cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Hai năm nay danh tiếng Tần Lạc rất cao, nhiều người yêu mến nhưng người muốn hủy đi cũng không ít. Điều này không thể tránh khỏi. Thái Công Dân gật đầu nói, tôi không tức giận, tôi chỉ cảm thấy đám người đó rất đáng xấu hổ. Thái Bộ trưởng, nếu tôi là người xấu, tôi cũng chọn tới vào lúc này, Tần Lạc cười nói. Người xấu cũng có chỉ số thông minh đúng không? Bọn họ nhất định sẽ tìm ra cơ hội. Nghe Tần Lạc biện bạch cho người xấu, mọi người cùng bật cười vui vẻ. Mọi người ngồi nói chuyện một lát, Thái Công Dân nói, Tần Lạc, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Khi nghe Thái Công Dân nói câu đó, tất cả mọi người tự giác rời khỏi phòng. Thái Bộ trưởng, hôm nay ngài không nên tới, nụ cười trên gương mặt Tần Lạc tắt dần, hắn lên tiếng. Thủ đoạn này có thể ngăn cản được tôi hả? Thái Công Dân cười nhạt nói. Bọn họ quá coi thường Thái Công Dân này rồi. Bộ trưởng có biết kẻ nào ra tay không? Tần Lạc hỏi. Không biết, Thái Công Dân trả lời. Biết thì sao? Tôi sẽ cho người theo dõi anh ta, Tần Lạc nói. Thật ra Tần Lạc không cần tìm người theo dõi. Hắn biết đại đầu nhất định sẽ làm chuyện này. Nếu như hắn không làm, hắn sẽ không còn là đại đầu. Không cần, Thái Công Dân nói. Hãy để hậu vệ đông làm, bắt ngay lập tức. Thái Bộ trưởng lo anh ta sẽ bị người ta diệt khẩu sao? Thái Công Dân liếc mắt nhìn Tần Lạc nói, sau này hãy cố gắng làm đúng trình tự. Đừng để cho người ta nắm được điểm yếu. Tôi hiểu rồi, Tần Lạc gật đầu. Đại đầu là vệ sĩ của hắn, quả thật đại đầu có thể giúp hắn nhiều chuyện. Hơn nữa đại đầu làm việc không cần phê chuẩn, không cố kỵ thủ đoạn, nhưng nếu như chuyện này rơi vào tay đám người có ý đồ xấu, bọn họ hoàn toàn có thể dùng chuyện này để công kích Tần Lạc. Đúng như lời Cao Hy Vọng đã nói, súng bắn chim đầu đàn. Tần Lạc này chính là con chim đã bay quá cao. Tốt lắm, tôi phải về, còn công việc cần phải xử lý, Thái Công Dân đứng dậy nói. Tôi tiến, Bộ trưởng, Tần Lạc cũng đứng dậy. Khi đi ra tới cửa, Tần Lạc hờ hững hỏi, Thái Bộ trưởng, có phải ngài sẽ lên chức nữa không? Thái Công Dân gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Tần Lạc hiểu rõ nguyên nhân vì sao có người tới làm náo loạn buổi lễ ra mắt. Bọn họ còn có một dụng ý rất khác. Tất cả mọi người đều biết hắn là tâm phúc số một của Thái Công Dân. Hơn nữa vì ủng hộ hắn mà Phó Bộ trưởng Thái Công Dân đích thân tới dự lễ ra mắt thiếu niên Y Vương. Vào thời điểm quan trọng, đám người đó đã tìm người tới hất bát nước bẩn. Nếu như có thể khiến hắn thản bại danh liệt, không phải Thái Công Dân sẽ rơi vào tình cảnh không nhận biết được người xấu sao? Hơn nữa Thái Công Dân mới thổi phồng Tần Lạc, lập tức có người xuất hiện chứng minh Tần Lạc là người mặt người giả thú. Đây là một đòn đả kích rất nghiêm trọng đối với danh tiếng của Thái Công Dân. Nếu như ông tiếp tục tiến thêm một chức nữa, sao ông có thể thu phục lòng người? Sau khi tiễn Thái Công Dân và hậu vệ đông xong, Tần Lạc quay trở lại phòng hội trường của trung tâm hội nghị. Lâm Hoán Khê và Cao Hy Vọng vẫn đang ngồi chờ. Bọn họ đâu? Tần Lạc hỏi. Uống trà sau đó xem ảnh, Cao Hy Vọng nói. Hay hai người mau sang đó xem. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, không tới đó nữa. Cũng được, hai vị nên quay về nghỉ ngơi, Cao Hy Vọng nói. Ngay buổi lễ ra mắt phim đã xảy ra chuyện, nhất định tâm trạng của Tần Lạc sẽ bị ảnh hưởng. Thật ra Tần Lạc không mệt, cũng không phải tâm trạng bị ảnh hưởng mà vì một chuyện khác. Thế nhưng hắn không muốn giải thích nhiều. Khi quay về, Tần Lạc không ngồi xe của đại đầu mà hắn ngồi trong chiếc BMW của Lâm Hoán Khê. Ngay từ ngày đầu tiên quen biết Lâm Hoán Khê, nàng đã lái chiếc BMW màu xâm panh này. Lúc này sau 3 năm chiếc BMW vẫn không thay đổi nhiều nên Lâm Hoán Khê không muốn đổi sang chiếc xe mới. Nàng không phải là một người tiết kiệm. Nàng theo đuổi một cuộc sống cao nhưng tuyệt đối không phải là người lãng phí. Ví dụ như nàng đã lái chiếc BMW này 10 năm. Ví dụ như những bộ quần áo nàng mặc 2-3 năm không bỏ đi. Tần Lạc không lái xe cho nên Lâm Hoán Khê vẫn đảm nhiệm vai trò tài xế. Không thể không thừa nhận là một người đàn ông, Tần Lạc quả thật có khá nhiều khuyết điểm.
thắt dây an toàn Lâm Hoán Khê nhắc nhở hắn. Tần Lạc vội vàng thắt dây an toàn hắn nói, khi ngồi xe đại đầu anh luôn ngồi ghế sau. Không có thói quen mang dây an toàn. Ngồi sau cũng phải thắt, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc biết Lâm Hoán Khê quan tâm tới mình. Lời nói của nàng rất vô tình nhưng thái độ của nàng rất nghiêm túc. Thôi được, nghe lời vợ. Sau này cho dù ngồi trước hay ngồi sau đều thắt dây an toàn. Lâm Hoán Khê không nói gì, nàng nhanh nhẹn khởi động xe. Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, chạy trên đường về nhà. Lâm Hoán Khê không nói mấy lần Tần Lạc định lên tiếng nhưng không biết bắt đầu thế nào. Em có muốn nghe nhạc không? Tần Lạc hỏi. Lâm Hoán Khê mở radio, trong xe vang lên giọng hát của một nam ca sĩ, em là đôi mắt anh, giúp anh đọc biển sách mênh mông. Em là đôi mắt anh, giúp anh xuyên quan dòng người chen chúc. Bài hát này rất hay, Tần Lạc cười nói. Anh muốn nói cái gì? Lâm Hoán Khê hỏi. Tần Lạc cười gượng, nàng hiểu rất rõ. Em đã xem kịch bản của Thiếu Niên Y Vương chưa? Tần Lạc hỏi. Xem rồi, Lâm Hoán Khê trả lời. Lúc trước Tần Lạc cầm kịch bản tới cho nàng và nói muốn tham khảo ý kiến của nàng vì nàng chính là nữ nhân vật trong phim. Đương nhiên Tần Lạc cũng cầm kịch bản tới cho Lệ Khuynh Thành, cũng nói nàng là nữ nhân vật trong phim. Quả thật Lâm Hoán Khê đã xem qua nhưng nàng không có bất kỳ dị nghị nào. Chính vì vậy Tần Lạc không thể xác định được Lâm Hoán Khê có thật sự xem hay không, nàng có xem hết phim hay không. Hôm nay phóng viên đã hỏi anh một vấn đề, Tần Lạc cười nói. Hỏi anh thích em hay thích Lệ Khuynh Thành, những phóng viên đó quả thực rất có cảm hứng với những chuyện xấu. Ánh mắt Lâm Hoán Khê vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, không hiểu nàng có chăm chú nghe Tần Lạc nói hay không nữa. Tần Lạc lén liếc nhìn Lâm Hoán Khê, nói, anh nói với bọn họ rằng anh thích Lâm Hoán Khê, anh cũng thích Lệ Khuynh Thành. Anh nói vậy không làm em tức giận chứ? Anh đang nói đùa sao? Lâm Hoán Khê hỏi. Không, Tần Lạc trả lời. Quả thật hắn thích Lâm Hoán Khê nhưng Lệ Khuynh Thành cũng đã chiếm một vị trí không thể thiếu trong trái tim hắn, câu trả lời của hắn chỉ có thể dùng trái tim để trả lời. Hắn không thể lừa gạt chính mình, chính vì vậy không thể lừa gạt công chúng. Nếu đã như vậy, Lâm Hoán Khê nói, em hẳn phải tức giận vì lời nói thật của anh, vậy có cần tức giận khi anh nói dối không? Tần Lạc toát mồ hôi. Bây giờ hắn đã hiểu mỗi người phụ nữ đều là một sư tử bẩm sinh. Chỉ cần hơi bất cần một chút thôi sẽ bị nàng ăn tươi nuốt sống. Đứng trên lập trường của cô ấy, em rất vui khi nghe anh nói như vậy, Lâm Hoán Khê. Nói. Vậy còn đứng trên lập trường của em? Tần Lạc hỏi, thái độ dè dặt, bất an. Em không có thói quen đứng ở lập trường của mình mà suy xét vấn đề. Chương 1326, cảm giác tội lỗi. Xe của Tần Lạc chạy tới cửa bãi đỗ xe Building Khuynh Thành Quốc tế. Hắn phát hiện ra có khá nhiều người đang cầm camera đi lại trước cửa tòa nhà. Đi vào bãi đỗ xe ngầm, Tần Lạc nói. Đại đầu hiểu ý, nghẹo xe đi vào hướng bãi đỗ xe ngầm. Tần Lạc là hội trưởng Hiệp hội Trung Y, bọn họ có thể lái xe thẳng vào bãi đỗ xe ngầm, đi thang máy lên trên, tránh những phóng viên đang tụ tập bên ngoài. Hắn đã thừa nhận trước mặt mọi người bản thân mình thích Lâm Hoán Khê, cũng thích Lệ Khuynh Thành nên không sợ bị đám phóng viên chụp ảnh tới Khuynh Thành quốc tế. Hơn nữa trụ sở làm việc của Hiệp hội Trung Y cũng trong tòa nhà, hắn hoàn toàn có thể nói mình tới xử lý công việc ở Hiệp hội Trung Y, thế nhưng khi bị đám phóng viên này đeo bám sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lúc này hắn không muốn trả lời phỏng vấn của phóng viên. Sau sự kiện khó xử xảy ra ở buổi lễ ra mắt phim, làm việc cũng cần phải thu mình hơn một chút. Thái công dân sắp thăng thức, hắn tuyệt đối không thể vì sai lầm của mình mà níu kéo ông lại. Sau khi kiểm tra vân tay, Tần Lạc thuận tiện đi vào thang máy. Bấm số 6, thang máy chậm rãi di chuyển. Phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành nằm ở tầng 6. Mục đích của Tần Lạc là tới gặp Lệ Khuynh Thành. Sau khi Tần Lạc từ nước Mỹ về, hai người bọn họ vẫn chưa gặp nhau. Trong khi đó Lệ Khuynh Thành cũng rất biết giữ phận vợ bé của mình, nàng tuyệt không chủ động liên lạc với Tần Lạc. Tiên sinh, chào ngài. Xin hỏi ngài tìm ai? Cô gái xinh đẹp. Nụ cười tươi rung động lòng người ngồi ở bàn bên ngoài lên tiếng hỏi. Tôi tìm chủ tịch Lệ Khuynh Thành của các cô, Tần Lạc cười nói. Trước khi tới hắn đã gọi điện cho Lệ Khuynh Thành biết nàng đang làm việc trong tòa nhà nhưng hắn không nói cho nàng biết sẽ tới gặp nàng. Xin hỏi các vị có hẹn trước không? Cô gái đón tiếp hỏi. Anh ấy không cần hẹn trước, một giọng nói trong trẻo vang lên ở sau lưng hai người. Tần Lạc quay đầu, nhìn thấy Lệ Khuynh Thành phong thái chắc tuyệt, nét mặt tươi cười đang đứng ở sau. Lệ chủ tịch, cô gái cung kính chào Lệ Khuynh Thành,
Lệ Khuynh Thành mỉm cười nói, sau này bất kỳ khi nào vị tiên sinh này tới, đều phải dẫn vào gặp tôi. Dạ, Lệ Chủ tịch dường như cô gái rất kính sợ Lệ Khuynh Thành, cô vội vàng gật đầu trả lời. Tần tiên sinh, mời vào, Lệ Khuynh Thành chìa tay mời. Cảm ơn Tần Lạc trả lời. Lệ Khuynh Thành đi trước, Tần Lạc theo sau. Hai người, một trước một sau đi vào phòng làm việc của nàng. Mời ngồi. Cảm ơn, Tần Lạc ngồi xuống ghế salon. Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành không nói không rằng. Lệ Khuynh Thành cũng nhìn Tần Lạc mà không lên tiếng. Ánh mắt quấn lấy nhau, yên lặng mà rực lửa. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất nhỏ, sau đó thư ký bưng hai chén trà đi vào trong. Tiên sinh, mời dùng trà, cô thư ký đặt một chén trà trước mặt Lệ Khuynh Thành. Cảm ơn, Tần Lạc cười nói. Lệ Chủ tịch, mời dùng trà. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, tôi và Tần tiên sinh có công việc cần thảo luận. Không được để người khác tới quấy rầy. Dạ, Lệ Chủ tịch. Thư ký trả lời rồi đi ra ngoài tự tay đóng cửa phòng lại. Cạch. Ngay khi tiếng cạch vang lên, Lệ Khuynh Thành lập tức tấn công, nàng nhào tới Tần Lạc như sói đói, hung hăng đẩy hắn ngã xuống salon. Tần Lạc muốn liều mạng giãy giụa, hắn còn muốn gào lên kêu cứu nhưng một đôi môi thơm, dày đã bịt kín miệng hắn. Đầu lưỡi hương đinh hương trêu chọc lưỡi hắn rất kỹ xảo khiến Tần Lạc nhanh chóng quên mất bản thân mình. Hắn quên giãy giụa, quên hô cứu mạng, quên. Hắn ôm chặt Lệ Khuynh Thành, khiến người nàng dính sát vào ngực hắn. Đầu lưỡi hắn cũng bắt đầu hoạt động, phụ họa theo tiết tấu của Lệ Khuynh Thành, cùng nàng. Bay bổng, linh hồn Tần Lạc sắp lên tiên. Ngay khi bàn tay Lệ Khuynh Thành tiến vào trong áo hắn định tiến thêm một bước nữa. Tần Lạc giật mình tỉnh táo. Tần Lạc cảnh giác nhìn ra cửa hỏi, liệu có người vào không? Không đâu, ánh mắt Lệ Khuynh Thành quyến rũ thập phần khiến người ta không chống đỡ nổi. Không cho phản kháng. Chính vì vậy Tần Lạc biết thân biết phận nằm yên. Cho dù Lệ Khuynh Thành lột quần hắn, cho dù nàng bắt đầu chiếm đoạt thân thể hắn. Ánh nắng ấm áp chiếu qua cánh cửa sổ thủy tinh, nhuộm căn phòng thành một màu vàng óng ả. Đại bộ phận quần áo của hai người vẫn giữ nguyên vị trí nhưng những nơi quan trọng lại dính sát vào nhau. Một lúc lâu, mưa tạnh gió dừng, Lệ Khuynh Thành nằm yên trên người Tần Lạc, nàng thậm chí không còn sức mà nói chuyện, chỉ nằm yên thở hổn hển, giống như mới chạy bộ mấy chục cây em vậy. Tần Lạc không lên tiếng, hắn lặng lẽ cảm nhận cảm giác khác lạ mà người phụ nữ này mang tới cho hắn. Lệ Khuynh Thành luôn trực tiếp như này, luôn bạo lực. Ngay khi người khác còn chưa sẵn sàng đã xâm chiếm, sau đó mang tới một đại tiệc cảm giác xác thịt và linh thiêng. Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt lưng Lệ Khuynh Thành, dáng người Lệ Khuynh Thành tròn lẳn, chỗ cần béo thì béo, chỗ cần gầy thì gầy, khiến con người ta say mê tới điên cuồng. Mệt không? Tần Lạc cười hỏi. Không mệt, Lệ Khuynh Thành nói. Nghẹn lâu rồi, hôm nay phải xả ra hết. Khi thấy Tần Lạc không trả lời, Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu bóp cằm hắn nói, thế nào, không còn sức hả? Em luôn lưu manh như vậy, Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành khẽ thở dài nói, nếu như em không lưu manh, anh còn thích em không? Một lần nữa Tần Lạc lại trầm ngâm. Tóm lại phải có gì khác với người ta, Lệ Khuynh Thành cười nói. Em đã xem biểu hiện của anh ở buổi lễ ra mắt phim, rất hài lòng. Lệ Khuynh Thành, em quả nhiên không nhìn lầm đàn ông. Thế nhưng anh có cảm thấy trả lời như vậy rất ngu ngốc không? Anh có biết làm vậy sẽ mang tới cho anh bao nhiêu phiền toái không? Anh có biết điều đó sẽ ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của anh thế nào không? Còn nữa, anh sẽ giải thích thế nào với bà cả? Nếu như cô ấy hỏi tới thì sao? Nếu như ông cô ấy hỏi tới thì sao? Anh chỉ vì đam mê nhất thời nói mà không chú ý tới hậu quả và cảm nhận của người khác. Quá ngây thơ. Em cảm thấy trả lời như vậy là ngây thơ sao? Tần Lạc hỏi. Lệ Khuynh Thành lật mình trên người Tần Lạc, khẽ trả lời, anh làm vậy là xúc phạm cô ấy. Anh phải biết phụ nữ đều thích thể diện. Hai người rất kỳ quái, Tần Lạc nói. Ừ, Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu, đôi mắt to ngập tràn tình ý nhìn Tần Lạc không chớp, hỏi, kỳ quái là sao? Khi đó cô ấy cũng tới đó, Tần Lạc trả lời. Em biết, Lệ Khuynh Thành gật đầu. Anh đã thẳng thắn nói với cô ấy tình cảm của mình. Coi như anh thông minh, giấu giếm cũng vô ích, Lệ Khuynh Thành nói. Anh không nói, giới truyền thông cũng nói. Em có biết cô ấy trả lời thế nào không? Thế nào? Cô ấy nói đứng ở lập trường của em, cô ấy rất vui vẻ. Còn nếu đứng ở lập trường của cô ấy? Khi đó anh cũng hỏi như vậy, ánh mắt Tần Lạc trở nên thâm thúy. Cô ấy nói cô ấy chưa từng đứng trên lập trường của mình để suy xét vấn đề. Trầm ngâm. Tần Lạc trầm ngâm.
Lệ Khuynh Thành cũng trầm ngâm. Bọn họ cùng cảm nhận được áp lực, loại áp lực của tình yêu đắm say xâm nhập vào tận xương tủy con người. Em cảm thấy mình tràn ngập một cảm giác tội lỗi, Lệ Khuynh Thành nói. Anh cũng vậy, Tần Lạc gật đầu phụ họa. Em muốn gặp cô ấy. Không phải em thường xuyên gặp cô ấy sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Trước kia là gặp mặt mà luôn cảm thấy chột dạ, luôn tìm cách né tránh. Lúc này em muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với cô ấy, Lệ Khuynh Thành nghiêm túc nói. Nói chuyện gì? Ít nhất em phải cảm ơn cô ấy. Tần Lạc không biết nên nói thế nào cho phải. Hắn không biết hai thái cực băng, hỏa gặp nhau sẽ nảy sinh phản ứng hóa học gì nữa đây. Hắn hy vọng hai nàng sẽ không động tay chân với nhau. Có cần thiết như vậy không? Lệ Khuynh Thành nhỏm dậy, đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, nàng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc, dùng khăn bông lau bên dưới của hắn. Nàng nói, là kẻ nào? Bọn họ nhằm vào Thái Bộ trưởng, Tần Lạc nói. Có kẻ không muốn Thái Bộ trưởng lên chức. Hiểu rồi, Lệ Khuynh Thành nói. Anh giống như người phát ngôn bên ngoài của Phó Bộ trưởng Thái Công Dân. Một khi danh tiếng của anh bị hủy, danh tiếng của Phó Bộ trưởng Thái cũng bị hủy. Bọn họ sẽ không thực hiện được, Tần Lạc nói. Không thể cứ nhẫn nhịn. Nhất định phải có hành động phản kháng thích hợp, nếu không bọn họ sẽ coi hai người dễ bị bắt nạt. Cuộc sống chính là buồn cười vậy đó. Khi anh chỉ muốn chăm chú làm người tốt, sẽ có người ở sau không cho anh làm người tốt. Em đang mắng anh hả? Em muốn nói cho anh biết, đây là trò chơi, Lệ Khuynh Thành nói. Chỉ quan tâm tới thành công, không cần để ý tới thất bại. Bởi vì trong mắt đám người đó, thất bại không có bất kỳ giá trị nào. Chỉ như đi cà nhắc trên đá. Tần Lạc biết Lệ Khuynh Thành đa mưu túc trí hơn nữa, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định sẽ có nhiều chiêu hay. Tần Lạc giữ bàn tay Lệ Khuynh Thành, không cho nàng tiếp tục trêu chọc cậu nhỏ của mình, hỏi, em có cách nào không? Chương 1327, phụ nữ không xấu đàn ông không thích.